Chiến thần Trần Quốc, Diệp Quân Lâm. Tập 6. Cút ngay, Trương Tùng nói xong liền cúp điện thoại. Mọi người đã bị sốc, mọi người đều không thể tin được. Lý Mộng Nguyệt trực tiếp ngất đi, Lý Văn Phi tức giận đến mức nôn ra máu. Những người khác vội vàng gọi cho Trương Tùng, nhưng anh ta này đã tắt máy khi họ cố gọi lại sau một lúc, điện thoại đã tắt máy. Tôi có thể làm gì? Mọi người nhìn Mộng Nguyệt. Nếu anh ta không tìm thấy, thậm chí không lấy lại tiền. Lúc này, Lý Văn Hải bất lực nói, tôi chỉ nhờ cô kiểm tra Trương Tùng, và tất cả thông tin của anh ta đều là sai sự thật. Anh ta là một kẻ lừa gạt. Mọi người đã hiểu, Trương Tùng ở đây để lừa dối hôn nhân và tiền bạc. Lý Mộng Nguyệt đã ngủ trong vô vọng hơn một năm không nói chuyện, và anh ta lừa toàn bộ số tiền của gia đình họ. Nhưng vấn đề là họ không có bằng chứng nào cả. Ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng là giả và hoàn toàn không được đăng ký. Nếu truy tìm bằng chứng, hai anh em Trương Tùng và Trương Chỉ hoàn toàn chưa từng xuất hiện trong nhà họ Lý. Gia đình họ không thể nói vì không có bằng chứng, chỉ có thể nói rằng anh em Trương Tùng thật thông minh. Trên thực tế, ban đầu cả hai định nói dối để kết hôn với Lý Tử Nhiễm, nhưng Diệp Quân Lâm đã quay lại. Triệu Nhã Lan và Lý Văn Uyên đã bị sốc, may mắn thay. Họ vẫn muốn gả Lý Mộng Nguyệt cho Trương Chỉ. Bây giờ nghĩ lại, nếu kết hôn với Trương Chỉ, tiền bạc sẽ bị lừa gạt, ngay cả Lý Văn Phi cũng sẽ bị lừa gạt. Lý Thiên Hạo khóe miệng tràn ra tia máu, lo lắng hỏi, có cách nào đưa người trở về không? Cho dù dùng tiền cũng phải tìm được hai kẻ này. Đúng vậy, nếu tôi nhìn thấy hai kẻ này, tôi nhất định sẽ giết bọn họ. Đúng, tôi nhất định phải giết bọn họ. Suy nghĩ hiện tại của nhà họ Lý là không cần tiền mà anh em Trương Tùng nhất định phải chết. Nhưng hiện tại, dựa vào liên hệ và tài nguyên của nhà họ Lý thì quá khó tìm được hai người bọn họ. Hơn nữa, Lý Thiên Hạo còn bị vào tù ngay lập tức. Lý Tử Nhiễm vừa tìm đến người bạn thân nhất của mình là Phương Tử Tình để được giúp đỡ. Câu trả lời của Phương Tử Tình là rất khó, gần như là không thể, nhưng cô ấy sẵn sàng thử. Lý Tử Nhiễm biết rằng đây là một nhận xét lịch sự. Một điều không thể. Ai có thể giải quyết chuyện này? Chúa ơi, hãy cứu họ Lý của tôi, được không? Lý Thiên Hạo hét lên tận trời. Tôi tìm được, tôi có thể giải quyết chuyện này. Đúng lúc này, một giọng nói truyền đến. Diệp Quân Lâm không biết đã đến nhà họ Lý từ lúc nào. Chỉ dựa vào anh. Lý Văn Hải chế nhạo, tràn đầy khinh thường. Lý Văn Phi cũng tức giận gầm lên, cái thứ rác rưởi này anh có thể tìm ra. Lý Thiên Hạo cũng chửi ầm lên, đúng, cậu ở đây làm gì, cậu còn ở đây cho thêm hỗn loạn sao? Lý Mộng Nguyệt càng tức giận, Lâm Quân, anh đến đây để chứng kiến sự suy tàn của nhà họ Lý đúng không? Có phải anh muốn bỏ thêm đá xuống giếng không? Đối mặt với những sự suy xét đó, Diệp Quân Lâm chế nhạo, nói thật, chuyện của ông không liên quan gì đến tôi. Tôi giải quyết chuyện này cho vợ tôi, vậy nếu tôi lấy được tiền, nếu có khả năng thì đừng đòi hỏi gì nữa. Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói. Lý Thiên Hạo chế nhạo lần nữa, được rồi, nếu anh có thể lấy lại được tiền, chúng ta không muốn một xu. Được rồi, đừng hồi hận. Tử Nhiễm, bó, đi thôi. Diệp Quân Lâm dẫn hai người trong số họ đi. Diệp Lâm chỉ ở đây xem trò đùa. Anh ta tới đây để xem kỵ trồ thật độc ác. Thứ rác rưởi này chẳng khác gì cầm thú như Trương Tùng. Nếu anh ta lấy được tiền, tôi sẽ cho anh ta cả đầu tôi. Họ Lý của chúng ta quá cay nghiệt khi gặp phải kẻ dối trái. Mọi người trong nhà họ Lý đều thở dài. Sau khi rời khỏi nhà của tổ tiên họ Lý, Lý Tử Nhiễm hỏi một cách không chắc chắn, anh thực sự có thể. Hãy thử xem, Diệp Quân Lâm mỉm cười. Cậu có thể làm gì? Trương Tùng thật thông minh và không để lại manh mối. Ngay cả bộ phận kỹ thuật cảnh sát cũng không truy ra được. Chỉ cậu thôi, cậu nghĩ mình là ai? Lý Văn Uyên chế nhạo. Triệu Nhã Lan còn nói, Diệp Quân Lâm, đừng có gây rồi. Chỉ cần cậu đừng có gây lộn, hiện tại cậu đã hài lòng rồi, Tử Nhiễm không có việc gì. Cậu nghĩ mình có thể sánh ngang với Tử Nhiễm. Cả hai đồng thanh, chúng tôi nói cho cậu biết, cho dù Tử Nhiễm gặp tình trạng như hiện tại cậu cũng không xứng với nói. Lý Tử Nhiễm sợ phiền phức, vội vàng cùng Diệp Quân Lâm rời đi. Đừng can thiệp vào chuyện này, cảnh sát nên có manh mối. Ông nội sẽ bị bắt đi, nhưng sau đó sẽ được thả. Người ta ước tính rằng có điều gì đó mới đã được phát hiện. Lý Tử Nhiễm hỏi.
Diệp Quân Lâm thực sự muốn nói là anh đã cung cấp thông tin đó, nhân tiện, đồ của Tử Tình đã đến. Em có thể giúp chuyển nó đi, và tôi sẽ đến gặp Tử Tình để xem có thể giúp gì không. Bằng cách này, Diệp Quân Lâm tiếp tục di chuyển đến chỗ Phương Tử Tình trong bộ quần áo bảo hộ lao động của chuyển công ty. Vào lúc này, trong bệnh viện tư nhân của biệt thự Tô Hàng. Người giàu nhất, ông Thảm Mặc Sơn, mặt đã đỏ và có tinh thần rất tốt. Sau khi được Diệp Quân Lâm cứu, sức khỏe của ông dường như ngày càng tốt hơn. Ông ơi, cháu đã tìm ra danh tính của người này, anh ấy là Diệp Quân Lâm của tập đoàn Quân Lâm. Thẩm Tâm Di nói một cách hào hứng. Hóa ra là cậu ấy. Thảm Mặc Sơn hiển nhiên biết anh ấy. Rốt cuộc, đó là con ngựa đen của 6 năm trước. Tất cả họ đã nghe về anh ấy. Đúng vậy, bản án 6 năm của anh ấy vừa kết thúc. Anh ấy hiện đang làm việc cho công ty vận chuyển, và hôm nay cháu lại thấy anh ấy chuyển đồ. Thẩm Tâm Di nói. Thảm Mặc Sơn thở dài, 6 năm tù giam đủ mài ra thiên tài. Cậu ấy nguyện ý không làm gì sao? Tiết Vương Huy nói, thật ra là không được hòa giải. Anh ấy nghe thấy danh tiếng của ông, cho nên anh ấy không hài lòng với số tiền đó. Anh ta thậm chí muốn nhiều hơn. Bây giờ chúng ta cuối cùng đã hiểu tại sao anh ấy không muốn thi GPPTAPG, số tiền đó, anh ấy muốn kiếm tiền bằng cách này. Một giám đốc cho biết, ông Son, tôi đã tiếp xúc với Diệp Quân Lâm 6 năm trước. Người đàn ông này có một mưu mô sâu sắc và một phong cách sắc bén. Anh ấy sẽ làm tất cả những gì có thể để thành công. Lần này, tôi sợ ông sẽ làm sai. Đúng vậy, Diệp Quân Lâm rất thông minh, nếu lần này chúng ta không đáp ứng được yêu cầu của anh ấy có thể sẽ dùng biện pháp, chẳng hạn như để mọi người biết rằng anh ấy đã cứu ông. Sau đó, dư luận sẽ trói chặt lấy anh ấy, chúng ta sẽ bị anh ấy dắt mũi. Mọi người đều chán ghét Diệp Quân Lâm, loại người này chỉ đơn giản là người xấu san. Thảm Tâm Di bây giờ không có tình cảm với Diệp Quân Lâm, cô ta chế nhạo, ông ơi, cháu đã kiểm tra hết rồi, Diệp Quân Lâm sau khi ra tù, anh ấy nhàn rỗi không làm gì. Chính là vợ của anh ấy, Lý Tử Nhiễm đã giúp đỡ anh ấy. Cháu nghĩ lần này anh ấy chỉ muốn đòi thêm tiền thôi. Nhưng, bây giờ nhà họ Lý đang gặp khó khăn, Thảm Tâm Di quay sang, Thẩm Mặc Sơn quan tâm, ồ, có chuyện gì vậy? Gia đình họ Lý và công ty của vợ Diệp Quân Lâm đã bị lấy đi gần 1 tỷ đô la. Gia đình họ sẽ tuyên bố phá sản. Lý Thiên Hạo cũng sẽ vào tù. Si Nhi nói, hai mắt Thảm Mặc Sơn sáng lên, cơ hội tốt. Thẩm Tâm Di và những người khác phản ứng. Ông ơi, ý của ông là giúp nhà họ Lý vượt qua cơn nguy kịch tương đương với việc báo đáp ân cứu mạng của Diệp Quân Lâm. Thảm Mặc Sơn cười, chính xác. Đây là một cách tốt. Điều này sẽ đảm bảo rằng Diệp Quân Lâm sẽ không quấy rầy gia đình Sen trong tương lai. Thẩm Mặc Sơn khuyên nhủ, cháu đi giải quyết chuyện này đi. Vậy hãy đến chào bộ phận liên quan, và Lý Thiên Hạo sẽ ra tù, khi sự việc được giải quyết, tôi sẽ gặp riêng Diệp Quân Lâm và giải thích sự việc. Rõ ràng cậu ấy đã cứu mạng tôi và tôi đã cứu gia đình cậu ấy. Chúng ta sẽ ổn định thôi. Nhà họ Lý không thể làm được gì. Lãnh đạo của biệt đội điều tra, Lục Thiên Minh. Đã gọi điện và nói với Lý Thiên Hạo rằng có điều gì đó khác được che giấu trong vấn đề này và rằng ông ta không nên bị bắt. Lý Thiên Hạo nước mắt ứa ra. Không lâu sau, một chiếc Rolls Royce dừng trước nhà họ Lý. Thẩm Tâm Di đến với một vài trợ lý, giới thiệu, tôi là Thẩm Tâm Di của nhà họ Thẩm. Sau khi nghe Thẩm Tâm Di giới thiệu, Lý Tùng Khuê và Lý Mộng Nguyệt phát điên. Cháu gái của người giàu nhất. Mọi người gần như quỳ trên mặt đất. Tôi nghe nói về những khó khăn của nhà họ Lý, tôi đến để giúp đỡ. Bây giờ anh có tiền trong tài khoản của mình, anh có thể kiểm tra nó. Giọng Thẩm Tâm Di trầm xuống. Mọi người bắt đầu hỏi thăm, chắc chắn, tiền đã được quay lại. Mọi người thậm chí còn hiểu rằng Lý Thiên Hạo không cần phải ngồi tù, nhưng gia đình họ Thẩm đã làm điều đó. Đừng lo lắng, chuyện này đã qua rồi. Lý Thiên Hạo khóc, cô Thẩm, tôi chỉ hỏi, tại sao cô lại muốn giúp đỡ nhà họ Lý? Thảm Tâm Di mỉm cười, có người nhà họ Lý đối xử tốt với nhà họ Thẩm. Lòng tốt sẽ được đền đáp, không cần hỏi ai cũng được. Từ đó về sau, ông và gia đình của tôi không còn cãi vã nữa. Sau khi Thẩm Tâm Di rời khỏi nhà họ Lý, cô đến công ty và giải quyết vấn đề kinh phí. Lý Tử Nhiễm và Lý Văn Uyên đương nhiên muốn hỏi nguyên nhân, nhưng câu trả lời của Thẩm Tâm Di cũng giống như câu trả lời của nhà họ Lý. Gia đình cô không muốn việc Diệp Quân Lâm giải cứu Thẩm Mặc Sơn quá công khai.
để không cho Diệp Quân Lâm lợi dụng nó để làm ầm ĩ. Vì vậy, đó là lòng tốt của gia đình họ. Diệp Quân Lâm vừa chuyển đồ cho Phương Tử Tình còn chưa kịp thay quần áo thì Lý Tử Nhiễm đã gọi. Cái gì? Khủng hoảng tài chính của nhà họ Lý được giải quyết. Diệp Quân Lâm có vẻ ngạc nhiên, anh em Trương Tùng có phát hiện ra rằng họ đã gửi lại tiền không? Buổi tối tôi sẽ nói cho anh lý do cụ thể. Hiện tại tôi đang bận. Lý Tử Nhiễm nhanh chóng cúp máy. Khi Diệp Quân Lâm chuẩn bị cởi quần áo, vài chiếc xe hơi sang trọng xuất hiện trước mặt anh. Đó là Thẩm Tâm Di bước xuống, theo sau là người giàu nhát Thẩm Mặc Son, và có hàng trăm vệ sĩ và tùy tùng xung quanh. Xin chào, Diệp Quân Lâm, tôi là Thẩm Mặc Sơn. Thẩm Mặc Sơn chủ động chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên bộ quần áo làm việc của Diệp Quân Lâm. Nó thực sự là một công ty vận chuyển. Sao vậy, có chuyện gì sao? Diệp Quân Lâm cau mày. Thẩm Tâm Di cười và nói, anh Lâm, mục đích chúng tôi đến hôm nay là để nói với anh rằng lòng tốt của anh trong việc cứu ông tôi đã được báo đáp. Diệp Quân Lâm không thể không nói, ông đã giải quyết được khủng hoảng trong nhà họ Lý. Chà, anh Lâm thật là thông minh. Để báo đáp lòng tốt của anh, nhà họ Lý và công ty của Lý Tử Nhiễm đã được số tiền mất đi, tôi cũng tha cho Lý Thiên Hạo không phải ngồi tù. Thẩm Mặc Sơn mỉm cười. Thẩm Tâm Di nói thêm, từ bây giờ, Diệp Quân Lâm, lòng tốt của anh khi cứu ông tôi đã rõ ràng. Từ nay về sau, mong anh sẽ không liên quan gì đến nhà họ Thẩm nữa. Thẩm Mặc Sơn nói, cậu Lâm, tôi không muốn Thẩm Mặc Sơn này phải nợ cậu cả đời. Tôi nợ lòng tốt của bất kỳ ai. Tôi chỉ có cơ hội này, và tôi sẽ trả hết. Ngay khi Thẩm Mặc Sơn và những người khác rời đi, Diệp Quân Lâm nói, dừng lại. Thẩm Mặc Sơn và Thẩm Tâm Di dừng lại và nhìn nhau, cười nói. Diệp Quân Lâm thực sự muốn nhân cơ hội để hủy hoại mọi người. Thật không dễ dàng để thoát khỏi. Anh nghĩ chúng tôi đưa ít tiền hơn sao? Không hài lòng sao? Thẩm Tâm Di trong lòng đang khinh thường Diệp Quân Lâm. Một người tham lam như anh, muốn số tiền lớn hơn đúng không? Diệp Quân Lâm lắc đầu, không, tôi sẽ tự mình giải quyết vấn đề này. Các người thêm lộn xộn gì vậy? Nghe xong, sắc mặt của vài người đều thay đổi. Diệp Quân Lâm thực sự giống như họ đã thảo luận, hống hách và không có lương tâm. Rõ ràng là kiểu đối xử này khiến ông ta rất bất mãn. Thẩm Mặc Sơn có chút tức giận, cậu Lâm, ý cậu là muốn tôi nợ ân nhân cứu mạng của cậu sao? Anh đã cứu ông nội tôi, mà chúng tôi cũng cứu nhà họ Lý. Chẳng lẽ anh muốn mấy chục nghìn tỷ mới vừa lòng sao? Thẩm Tâm Di trực tiếp tỏ thái độ, tôi nói cho anh biết, anh không có cách nào cả. Loại người tham lam này, muốn uy hiếp nhà họ Thẩm bằng việc đã cứu sống ông tôi sao, nói cho anh biết, không thể nào. Họ Lý đã chấp nhận lòng tốt của chúng tôi, bất kể anh làm gì tôi cũng không cho anh một đồng. Thẩm Mặc Son lại càng lạnh lùng nói, tôi mới biết cậu là loại người này, đúng là lòng tham vô đáy. Thẩm Tâm nghi ngẩng đầu kiêu ngạo, tôi nói cho anh biết. Ông nội của tôi ngay cả khi anh không chăm sóc ông vào thời điểm đó, ông ấy cũng sẽ sống sót. Ừ, ông ấy vẫn ổn, chỉ là thuốc chưa phát huy hết tác dụng thôi. Lúc này Diệp Quân Lâm trong mắt mọi người, khiêm tốn như chuột. Diệp Quân Lâm cười nói, việc này cứ nghiêm túc đi, đừng lo lắng, tối hôm đó tôi đã quên mất việc cứu người. Tôi không cần thủ lao, huống chỉ tôi không thiếu tiền. Lời nói của Diệp Quân Lâm thu hút sự khinh miệt của mọi người. Thật là đạo đức giả, rõ ràng anh ấy muốn hàng nghìn tỷ, nhưng lại nói rằng không muốn. Rõ ràng anh ấy là một người thích tiền, nhưng anh ấy nói rằng anh không thiếu tiền. Đạo đức giả đến cùng cực, nó thực sự phiền phứ. Cê Thảm Mặc Sơn, Thẩm Tâm Di và những người khác đều nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ kinh tởm. Trong mắt họ, Diệp Quân Lâm không khác gì ruồi dưới hó. Cô không cần xen vào chuyện của nhà họ Lý, tôi sẽ hoàn trả tiền cho cô. Diệp Quân Lâm thờ ơ nói. Thẩm Mặc Sơn sửng sốt. Liệu một người vô độ như vậy có nên đền đáp không? Anh ta lấy tiền ở đâu? Chỉ đùa thôi. Thẩm Tâm Di nói nhanh, được rồi, anh muốn hoàn lại tiền, phải không? Vậy thì hãy hoàn trả lại cho chúng tôi ngay bây giờ. Thẩm Mặc Sơn cũng nói, tôi cũng muốn xem khả năng của cậu. Một số người yêu cầu Diệp Quân Lâm hoàn lại số tiền ngay bây giờ. Diệp Quân Lâm nói, không phải bây giờ, tôi sẽ hoàn lại tiền, cô về trước đi. Nghe vậy. Mọi người trong nhà họ đều lộ ra nụ cười chế giễu. Đây không phải là đạo đức giả thì là gì? Được rồi, chúng ta rời đi, anh Lâm,
anh không cần phải hoàn lại tiền. Chỉ cần sau này anh đừng quấy rầy nhà của tôi, cứu tôi cũng đừng hủy hoại tôi. Ông nội không được, có nhiều người như vậy, cháu đã chứng kiến rồi. Sau đó, Thẩm Mặc Sơn vội vàng rời đi. Diệp Quân Lâm vô cùng thối nát trong mắt họ. Diệp Quân Lâm hiểu rằng những người này đã hiểu lầm. Họ nghĩ rằng anh đã vì tiền nê mới cứu người. Hừ, anh không để ý đến Thẩm Mặc Sơn. Anh vẫn coi thường số tiền ít ỏi của ông ta. Lý do tại sao Diệp Quân Lâm không đưa tiền ngay tại chỗ rất đơn giản, anh em Trương Tùng và Trương Chỉ sẽ phải nhổ tiền ra. Sau khi Diệp Quân Lâm thay quần áo, anh đến tìm Chu Tước. Tổng là tôi đã theo dõi được hết số tiền, bọn họ không có thời gian tiêu. Tôi hiện tại đã khóa một phần số tiền này, tôi sẽ sớm trả lại. Triển Chiêu nói, được rồi. Trương Tùng và Trương Chỉ ở đâu? Tìm thấy chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Câu hỏi này được giao cho Chu Tước. Tôi tìm được rồi, hai người này còn đang ở Tô Châu và Hàng Châu. Bọn họ rất thông minh, nếu rời đi vào lúc này, ở sân bay và nhà ga xe lửa sẽ rất dễ bị bại lộ. Đi, tôi tự đi xem, Diệp Quân Lâm nói. Điều khiến Diệp Quân Lâm ngạc nhiên là anh em Trương Tùng đã trốn trong ngôi làng ở thành phố. Có thể thấy anh em họ đã thận trọng hơn. Trong một ngôi nhà cho thuê, hai anh em họ và ba người khác đang chơi bài. Đúng lúc này, từ điện thoại di động Trương Tùng gửi tới một tin nhắn. Sau khi xem nội dung, sắc mặt của Trương Tùng và Trương Chỉ thay đổi rõ rệt. Vì số tiền họ chuyển đi thực tế đã bị đóng băng. Không, vì họ có thể khiến đóng băng tiền, họ chắc chắn sẽ tìm thấy chúng ta ở đây. Chúng ta phải rút tiền. Năm người lập tức rời khỏi đây mang theo túi của họ. Nhưng khi năm người ra đến ngõ thì gặp hai người đối đầu nhau. Diệp Quân Lâm và Chu Tước. Diệp Quân Lâm hóa ra là anh. Trương Tùng vẻ mặt kinh ngạc. Diệp Quân Lâm mỉm cười, Trương Tùng, phương pháp của anh khá cao tay. Làm thế nào mà anh tìm được chúng tôi? Trương Tùng rất tò mò về điều này. Trương Chi đỏ mắt, diêu cợt rút dao ra, anh đừng hỏi, chúng ta giết tên này trước rồi bỏ chạy. Trương Tùng và ba người kia cũng rút ra một con dao. Năm người cầm dao và từ từ đi về phía Diệp Quân Lâm. Họ có ý định giết người. Và họ nhất định phải giết Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm sắp chết. Tôi đã chịu đựng anh trong một thời gian dài. Ngay khi Trương Tùng chém về phía Diệp Quân Lâm thì có tiếng bước chân gấp gáp. 50 người lao ra từ phía sau. Người cầm đầu to lớn, to tròn, hung tợn, dùng gậy đánh anh Trương Tùng ngã xuống. 4 người còn lại thì không đủ sức mạnh chiến đấu trước băng nhóm xã hội đen này. Ngay sau đó cả 5 người họ lăn trên mặt đất và hét lên. Những tên côn đồ này đến chỗ Diệp Quân Lâm và cùng nhau hét lên, xin chào, anh Lâm. Hóa ra những người này đều là người của anh ấy. Sau khi Diệp Quân Lâm đến, anh trai của một người trong nhóm xã hội đen đó đã phát hiện ra. Anh ta phát hiện có người dám tấn công Diệp Quân Lâm và ngay lập tức tức giận. Cuối cùng, họ đưa anh em nhà họ Trương đưa đến cục công an. Ngôi làng ở thành phố này thuộc quyền quản lý của đội Lục Thiên Minh, vì vậy đội trưởng Lục Thiên Minh đã tiếp nhận anh em Trương Tùng. Trong cuộc thẩm vấn, anh em Trương Tùng, khi được hỏi số tiền đã đi đâu, anh Trương Tùng nói rằng nó đã bị đóng băng. Điều đầu tiên mà Lục Thiên Minh nghĩ đến là gia đình họ Thẩm, người giàu nhất đã làm điều đó. Vì gia đình họ đã chào hỏi anh từ trước nên gia đình họ đã lo việc của Lý Thiên Hạo. Bây giờ xem ra nhà họ Thẩm có rất nhiều manh mối, không chỉ tìm được Trương Tùng và Trương Chỉ, còn có thể phong tỏa số tiền đã chuyển. Sau đó, số tiền đó được chuyển cho ông ta. Sau khi làm thủ tục, Lục Thiên Minh đích thân gửi tiền đến nhà họ Thẩm. Sau khi gia đình họ nhận được tiền, họ đã rất ngạc nhiên. Mọi người đang thắc mắc liệu nó có phải do Diệp Quân Lâm gửi không? Lục Thiên Minh cười, không liên quan gì đến Diệp Lâm. Mọi người trong nhà họ đều cười. Làm thế nào mà Diệp Quân Lâm có thể có khả năng tuyệt vời như vậy? Trả lại tiền, anh ta có giàu không? Diệp Quân Lâm muốn giả vờ ngay thẳng trước mặt gia đình họ thôi. Sau đó, Lục Thiên Minh lại đến nhà họ Lý và giải thích sự việc. Thật tuyệt vời, đưa hai anh em này vào tù. Cảm ơn đội trưởng, Lý Thiên Hạo bật khóc vì phấn khích. Lục Thiên Minh cười nói, ông không cần cảm ơn tôi. Muốn cảm ơn hãy cảm ơn người giàu có nhất nhà họ Thẩm. Tiền bị bọn họ thu hồi, người bị bọn họ bắt đi. Lục Thiên Minh và gia đình họ Lý cho rằng tất cả những điều này là do gia đình họ Thẩm làm. Sự việc của anh trai Trương Tùng đã được xử lý xong, mọi người không mất một đồng nào. Mọi người đều vui vẻ.
việc di chuyển vừa được hoàn thành. Phương Tử Tình đã tổ chức một bữa tiệc đặc biệt và gọi vợ chồng Lý Văn Uyên. Các cô chú, trước hết xin chúc mừng các cô đã giải quyết được cơn nguy kịch. Phương Tử Tình chúc mừng. Sau đó, Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan trừng mắt nhìn Diệp Quân Lâm và nói, không phải anh nói, anh sẽ xử lý chuyện này sao? Đúng vậy, tôi đã xử lý chuyện này. Diệp Quân Lâm nói, có thể biết được chuyện này nhà họ Thẩm giải quyết rõ ràng. Bọn họ tìm người, thu hồi tiền. Cho dù anh có khoe khoang cũng không thể như thế này. Thói quen tự đề cao của Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan coi Diệp Quân Lâm đáng kinh tởm đến cực điểm. Diệp Quân Lâm sững sờ. Gia đình họ Thẩm đã giải quyết nó như thế nào? Bây giờ mọi người nghĩ rằng đó là gia đình họ Thẩm đã làm tất cả. Nhưng Diệp Quân Lâm không quan tâm, anh ấy không quan tâm đến họ. Lý Tử Nhiễm vội vàng nói, bố mẹ đừng nói nữa. Hừ, trong tương lai, cậu sẽ hồng hách hơn, Lý Văn Uyên tức giận nói. Phương Tử Tình cười, chú và dì, hai ngày nay Diệp Lâm Lâm bận dọn nhà với cháu. Làm sao có thời gian làm việc khác được? Cha, chúng ta đừng nói về cậu ấy. Triệu Nhã Lan lại liếc nhìn Diệp Quân Lâm, Lý Văn Uyên thở dài, cậu cho rằng nhà họ Lý của chúng tôi là ai mà được nhà họ Thẩm đối xử tốt như vậy? Lý Tử Nhiễm đột nhiên nói, bố mẹ, sợ rằng chỉ có nhà mình mới có thể dính líu đến nhà họ Thẩm, phải không? Nếu chúng ta muốn truy tìm nguồn gốc của họ Lý, thực ra chỉ là một dòng nhánh. Tổ tiên có nguồn gốc từ thành phố tỉnh, là một gia đình lớn, tuy nhiên, có quá nhiều gia đình họ Lý như Lý Thiên Hạo, trải khắp Việt Nam, và có 70 hoặc 80 gia đình. Vì vậy, Lý Thiên Hạo chưa bao giờ liên lạc với họ cả, dường như với mọi người rằng người giàu nhất Thẩm Mặc Sơn có liên quan gì đó đến gia đình họ Lý. Được rồi, chúng ta đừng nói về nó. Kể cho tôi nghe về cô đi. Tôi nghe nói rằng cô sẽ hợp tác sâu với Tử Nhiễm. Lý Văn Uyên ánh mắt rơi vào Phương Tử Tình, Phương Tử Tình mỉm cười, tiếp theo, tập đoàn Vân Đình có một kế hoạch lớn, hợp tác với Tử Nhiễm lúc đó sẽ không thể tránh khỏi. Kế hoạch lớn gì, cậu có thể nói cho tôi gì đó không? Lý Tử Nhiễm tò mò hỏi Phương Tử Tình trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ, chuyện này là về ông chủ bí ẩn của tôi, tầm nhìn và kế hoạch của anh ta thực sự không thể so sánh với người thường. Tiếp theo, chúng tôi sẽ bắt đầu với y học và công nghệ, và sản xuất các sản phẩm tương tự như phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu để thay thế chúng. Nghe vậy, Lý Tử Nhiễm nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ mặt phức tạp. Tử Tình, chúng ta đều biết rằng công nghệ cốt lõi về y học và công nghệ của tập đoàn đều nằm trong tay phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Anh ta không có công nghệ, làm thế nào có thể sản xuất cùng một sản phẩm? Lý Tử Nhiễm bối rối hỏi. Nếu bây giờ Diệp Quân Lâm có công nghệ cốt lõi này, anh ấy sẽ phải vươn lên trong từng phút. Phương Tử Tình mỉm cười, vậy ông chủ của tôi là siêu phàm, anh ấy thực sự có tất cả các công nghệ cốt lõi. Thật đáng sợ, Lý Tử Nhiễm rất ngạc nhiên. Cô không quên nhìn Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm luôn có trí nhớ tốt, trong đầu anh ấy có những công nghệ cốt lõi này. Nhưng không ai nghĩ rằng anh ấy sẽ nhớ, kể cả Lý Tử Nhiễm. Nếu những công nghệ này được in ra, thì con số ước tính là hàng trăm nghìn trang. Ai có thể nhớ được? Phương Tử Tình trông đầy mong đợi và khao khát, ông chủ của tôi quá bí ẩn và quyền lực. Anh ấy có lẽ vẫn còn độc thân. Nếu tôi nhìn thấy anh ấy, tôi nhất định sẽ đuổi theo anh ấy. Lý Tử Nhiễm bật cười. Bạn thân của cô ấy có cá tính mạnh mẽ, mắt nhìn cao hơn trời, không người đàn ông nào có thể coi thường. Dù người kia có tốt thế nào, gia cảnh tốt thế nào cũng không thể coi thường cô ấy. Ngoài ra, Phương Tử Tình đã và đang phát triển ở Hoa Kỳ suốt những năm qua. Cô đã nhìn thấy nhiều tài năng xuất chúng. Cô nghĩ mình có tầm nhìn xa hơn. Nhưng bây giờ có một người đàn ông mà cô ấy quan tâm đến. Điều đó thật không dễ dàng. Thậm chí Lý Tử Nhiễm tò mò không biết ông chủ của tập đoàn Vân Đình là yêu nào. Tôi nghĩ rằng anh ấy chắc chắn sẽ có thể bắt kịp các điều kiện của cậu. Lý Tử Nhiễm nở nụ cười đối với Diệp Quân Lâm nói, không thể nào, anh ấy sẽ không thích cô. Ý anh là gì, Diệp Quân Lâm, anh nghĩ rằng anh là ông chủ của tôi. Phương Tử Tình lạnh lùng nói, anh gật đầu, đúng vậy, tôi là sếp của cô. Phương Tử Tình nhìn Diệp Quân Lâm với ánh mắt kỳ quái. Đừng nhìn, cho dù cô có đẹp đến đâu, tôi cũng sẽ không thích cô. Diệp Quân Lâm nói, Phương Tử Tình chế nhạo, được rồi, tôi sẽ không bắt bẻ anh, trước đây anh quả thật là ông chủ. Bọn họ không coi đây là chuyện. Cô nghĩ Diệp Quân Lâm đang nói đùa. Trong vài ngày tới,
sự nghiệp của Lý Tử Nhiễm đang đi đúng hướng, và một công ty mới sắp được thành lập. Phương Tử Tình cũng đã hoàn toàn hòa nhập vào tập đoàn Vân Đình và đưa ra kế hoạch đầu tiên, xây dựng một nhà máy mới. Tập đoàn tuy đã có nhà máy trước đó nhưng quy mô quá nhỏ. Để thay thế phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu, nó phải được mở rộng. Phương Tử Tình gợi ý chọn địa điểm mới để xây dựng nhà máy. Trong tập đoàn Vân Đình, họ đã khen ngợi Phương Tử Tình, ông chủ đánh giá cao cô rất nhiều. Anh ấy nói rằng phương pháp này rất tốt, tiếp theo, hãy để anh ấy chọn địa điểm và thiết bị. Đi vào sản xuất. Được rồi, tôi hiểu rồi, Phương Tử Tình vẻ mặt hưng phấn. Cô đã được khen ngợi sau khi tất cả đã hoàn thành. Vẫn là ông chủ bí ẩn. Hừ, Diệp Quân Lâm, anh nói ông chủ coi thường tôi, xem bây giờ anh ấy coi trọng tôi như thế nào. Nghĩ đến đây, Phương Tử Tình hỏi, khi nào tôi có thể gặp ông chủ? Thiếu tướng Kỳ Lân cười, đừng lo, tôi sẽ cho cô gặp khi ông chủ muốn gặp cô. Phương Tử Tình lại mong chờ điều đó. Cô muốn đuổi theo ông chủ, để chọn địa điểm và mua thiết bị, Diệp Quân Lâm đã tự làm những công việc của mình trong những ngày này. Chỉ gặp Lý Tử Nhiễm vào ban đêm, Lý Tử Nhiễm rất tò mò và hỏi tại sao, Diệp Quân Lâm nói rằng anh đã tìm được việc làm. Lý Tử Nhiễm rất hài lòng, chỉ cần Diệp Quân Lâm tự thân vận động, cô ấy sẽ hài lòng. Phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu cũng biết về các hành động của tập đoàn Vân Đình. Hừ, tập đoàn Vân Đình còn muốn thành lập nhà máy sản xuất dược phẩm mới. Anh ta có tư cách gì? Tôi chắc rằng tập đoàn Vân Đình sẽ không thể xây dựng địa điểm. Nếu không tin, bảo bọn họ cứ chờ xem L1 trong 8 giám đốc của phòng thương mại trực tiếp buông ra những lời tàn nhẫn. Sau khi làm việc được vài ngày, tập đoàn Vân Đình cuối cùng cũng tìm được địa chỉ mới. Nơi đây từng là một xưởng may rất lớn, đã bị bỏ hoang từ lâu. Tuy nhiên, tất cả các khía cạnh về quy mô và vị trí đều đạt tiêu chuẩn của nhà máy dược phẩm tập đoàn Vân Đình. Công ty đã đặt cọc 178 tỷ, hôm nay chính thức ký hợp đồng mua lại với giá 700 tỷ đồng. Diệp Quân Lâm đích thân đến ký hợp đồng. Các giám đốc điều hành của Vân Đình đã đến đây sớm hơn. Diệp Quân Lâm theo sau, đến văn phòng, có rất nhiều người trong đó. Ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên với kiểu tóc hất lên. Chỉ là người đàn ông này rất kiêu ngạo, dựa vào ghế, hai chân chống trên bàn làm việc, trong miệng vẫn ngậm điều thuốc, vẻ mặt bất chấp. Mười mấy người đứng sau lưng, vóc người cao lớn, vẻ mặt dữ tợn. Chu Tước giới thiệu, anh Lâm để tôi giới thiệu cái này. Đây là chủ sở hữu của nhà máy may. Nghe vậy, Diệp Quân Lâm gật đầu, xin chào, tôi đến đây để ký hợp đồng thay cho Vân Đình. Anh ta lắc chân trên bàn hút thuốc, mặc kệ Diệp Quân Lâm. Chu Tước lộ vẻ không vui, vừa định thu dọn, Diệp Lâm đã xua tay. Điều quan trọng là phải ký hợp đồng, Quân Lâm nói. Anh ta ngẩng đầu lên và liếc nhìn Diệp Quân Lâm với vẻ khinh thường, rồi ném ra một bản hợp đồng. Ký tên đi. Diệp Quân Lâm cầm hợp đồng lên và muốn đọc nó. Một người đứng sau lạnh lùng quát, còn xem cái gì nữa. Ký hợp đồng nhanh lên. Đúng vậy. Tất cả đều đã đồng ý, chỉ cần trực tiếp ký tên, nếu lo lắng về chúng tôi, tại sao phải trả tiền đặt cọc? Mua bán có mạnh không? Diệp Quân Lâm hỏi. Anh ta chế nhạo và nói, ánh mắt nào của anh có thể biết được tôi đang mua bán? Diệp Quân Lâm phớt lờ và bắt đầu xem qua hợp đồng. Một lúc sau, sắc mặt anh ấy thay đổi. Anh ấy hỏi Chu Tước, giá thương lượng hôm qua là bao nhiêu? Chu Tước trả lời, 700 tỷ. Hôm qua đã trả trước 178 tỷ tiền đặt cọc. Nghe xong, Diệp Quân Lâm cười mỉa mai hỏi, anh sai rồi. Hôm qua, giá đã thương lượng rõ ràng là 700 tỷ, sao hợp đồng lại thành 7.000 tỷ? Nghe xong, mọi người thở phào một hơi. Giá mua đã tăng gấp 10 lần. Sau khi tham khảo hợp đồng, một số giám đốc điều hành cấp cao của Vân Đình cũng thay đổi sắc mặt. Mọi người chất vấn, ý của anh là sao? Tại sao lại trở thành 7.000 tỷ? Cho tôi lời giải thích. Anh ta khinh thường liếc nhìn mọi người, cái gì? Hừ, nói thật đi, 700 tỷ là ngày hôm qua xuất giá, hôm nay đổi thành 7.000 tỷ. Anh là đồ vô đạo đức sao? Sao có thể xáo trộn hợp đồng như vậy? Đúng vậy, anh vi phạm hợp đồng sao? Anh ta cười nói, có ai quy định tôi không được thay đổi giá không? Bởi vì từ tối hôm qua, tổng cộng có hơn chục công ty đã tiếp cận tôi, và họ đều muốn mua lại nhà máy của tôi. Tôi bán cho anh 7.000 tỷ là rẻ rồi. Thực tế, hiện tượng này thường thấy trong kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp tạm thời thay đổi ý định,
Đa số họ tiếc rẻ và muốn đấu giá cao hơn. Mọi người nhìn Diệp Quân Lâm và hỏi ý của anh ấy. Diệp Quân Lâm cười, đã vậy thì trả lại tiền đặt cọc cho chúng tôi sẽ không mua đâu. Công xưởng kiểu này không khó tìm. Diệp Quân Lâm sẽ không treo cổ tự vẫn ở đây. Chu Tước, người phụ trách tài chính, nói, vậy anh vui lòng đưa cho chúng tôi tiền đặt cọc được không? Anh ta nhìn lên và bối rối hỏi, tiền gửi gì? Sao tôi không biết? Chu Tước kiên nhẫn giải thích, hôm qua chúng tôi đã đàm phán hợp tác với công ty của anh và đã đặt cọc trước. Biên lai và mọi thứ đều có cả. Anh ta giả vờ ngớ người và sững người, còn có chuyện như thế này. Cái gì, anh không thừa nhận? Chu Tước run lên vì tức giận. Không phải tôi không thừa nhận, mà là tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhìn xem, hôm qua có mấy người nói chuyện hợp tác với tôi không? Anh ta hỏi. Chu Tước đã xem qua, và đúng như dự đoán, không ai trong số những người thảo luận về hợp đồng ngày hôm qua đều có mặt. Anh đã bị lừa rồi. Nhà máy của chúng tôi đã đóng cửa từ lâu. Vài người đó là công nhân tạm thời trong nhà máy của chúng tôi. Chắc là họ đã lấy cắp con dấu của công ty chúng tôi và ký hợp đồng trả trước với anh, và họ đã bỏ trốn với tiền của anh, muốn tiền thì tìm bọn họ đi, không liên quan gì đến tôi. Anh ta nói như vậy. Mọi người có mặt đều sững sờ. Đầu tiên, giá hợp đồng được thay đổi từ 700 tỷ thành 7.000 tỷ đồng. Ngay sau đó, anh ta thậm chí còn quyết định rằng sẽ rút lại tài khoản đã đặt cọc của mình. Mọi người đều đã làm việc hơn 10 năm, 20 hoặc 30 năm. Đây là lần đầu tiên thấy sự liều lĩnh như vậy, thật trơ trến. Diệp Quân Lâm bật cười. Anh cười hỏi, vậy anh không định trả lại tiền cọc sao? Anh ta bỏ hai chân xuống, ngồi thẳng lưng, nhìn Diệp Quân Lâm rồi bật cười, ý cậu là gì vậy? Tôi không trả lại tiền cho là sao? Tiền không nằm trong tay tôi. Cậu muốn gì từ tôi? Sự chối bỏ của anh ta khiến mọi người phẫn nộ. Nếu không ký hợp đồng, cứ việc rời đi. Tôi không hoan nghênh anh ở đây. Anh ta lạnh lùng nói. 10 người đàn ông to lớn phía sau anh ta bước tới và đẩy Chu Tước và những người khác. Hơn 20 người từ bên ngoài bước vào, với gậy trong tay, và họ đã không đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ta là một tay xã hội đen, sau khi làm giàu ở một xưởng quần áo, anh ta nuôi một nhóm côn đồ và là một lãnh chúa có tiếng ở địa phương. Nhiều đối thủ và đối tác làm ăn không ít bị anh ta phá đám, thậm chí người nhà của họ phải chịu hình phạt. Vì vậy, nhiều người sợ anh ta. Tập đoàn Vân Đình dám hợp tác với anh ta, nhưng những người khác lại không dám. Trên thực tế, yêu cầu lúc đầu của anh ta chỉ là lời mở miệng của con sư tử. Bây giờ nó có giá hơn 7.000 tỷ. Nhanh lên, nếu không sẽ bị đập tan tành. Những tên côn đồ bắt đầu đe dọa Chu Tước và những người khác. Đang lúc bên cạnh đám người muốn đánh nhau, Diệp Quân Lâm bên cạnh Chu Tước đột nhiên từ bên hông rút ra một khẩu súng. Chậm rãi. Từ từ thôi, anh ta hét lớn. Chậm rãi giơ hai tay lên, toàn thân run lẫy bẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Chân đứng không yên. Bọn côn đồ kinh ngạc nhìn xem tại vì sao anh ta dừng lại. Khi nhìn rõ thứ trong tay Quân Lâm, bọn họ đã hiểu rõ mọi chuyện, bọn họ đều đứng ở bên cạnh, không dám manh động. Khoảnh khắc tiếp theo, một tốc độ nhanh chóng vang lên trên hành lang. Hàng chục ông lớn với nhiều màu da khác nhau lao vào. Đó là đội lính đánh thuê. Cạch, những tên côn đồ này trước mặt không có sức chiến đấu. Một lúc sau, tất cả đều quỳ trên mặt đất, mặt mũi sưng vù. Bây giờ chủ xưởng may và hàng chục tên côn đồ đang bối rối. Chu Tước cười nói, không phải là kiêu ngạo sao? Nào, chúng ta nhìn một chút đi. Anh ta sợ tới mức suýt chút nữa đi tiểu. Anh cẩn thận, đừng run tay. Anh ta nhắc nhở, anh ta sợ Chu Tước nổi giận liền bắn anh ta tại chỗ. Bùm, ngay lúc tiếp theo. Chu Tước một tay nhắc chiếc súng từ bên kia bàn lên, đập mạnh xuống đất. Chủ xưởng may kêu lên một tiếng đau đớn. Diệp Quân Lâm dùng chân dẫm lên, anh ta hét lên một tiếng. Tôi vừa nhìn thấy hai chân của anh bắt chéo rất cao. Anh không muốn vắt chân nữa sao? Quân Lâm cười. Không, không, anh ta thở hổn hển vì đau. Diệp Quân Lâm ngồi trên bàn làm việc, châm thuốc, nhấp một ngụm hỏi, anh có nhận số tiền cọc không? Tôi... Anh ta có chút do dự. Quân Lâm không nói lời nào, trực tiếp đưa tàn thuốc đang cháy vào miệng anh ta. À, anh ta gào lên, tôi thừa nhận. Được rồi, vậy để tôi hỏi anh, tạm thời trao đổi thông tin với giá 178 tỷ đồng. Ai bắt anh làm vậy? Diệp Quân Lâm hỏi.
Đồng Đại Nghĩa lắc đầu, không, chuyện này là do tôi tự làm, không liên quan gì đến người khác. Diệp Quân Lâm mỉm cười, vẫy tay với Dêm, tôi nghe nói anh có một bộ thẩm vấn, hãy đưa cho tôi. Tôi hiểu rồi, anh Lâm. Dêm bước tới, mỉm cười trước nụ cười quỷ dị của Đồng Đại Nghĩa, lộ ra hàm răng trắng ngần. Đừng lo, không đau đâu. Chà, Dêm mở ra một cái hộp có tất cả các loại dao. Dêm nhặt một con dao nhỏ và nói với một nụ cười, anh Lâm, tôi sẽ dùng dao để loại bỏ móng tay và móng chân của anh ấy trước. Ngay khi nói ra điều này, Đồng Đại Nghĩa đã cảm thấy đau nhói trong tim. Vậy thì, tôi nói, Dêm mới đi được nửa đường thì bị Đồng Đại Nghĩa cắt ngang, tôi nói, một trong tám giám đốc của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu, đã yêu cầu tôi làm việc này. Tóm lại, tôi không được bán nơi này cho anh bằng bất cứ giá nào giá anh đưa ra, để tôi lừa dối anh. Đồng Đại Nghĩa nói lên tất cả. Tốt lắm, phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Ánh mắt Diệp Quân Lâm nhìn vào Đồng Đại Nghĩa, bây giờ, anh có thể bán nơi này cho tôi không? Dêm bên cạnh nhìn chăm chăm Đồng Đại Nghĩa và mỉm cười. Đồng Đại Nghĩa lau mồ hôi lạnh trên trán, mua đi. Bán cho công ty anh với giá 700 tỷ đồng. Ai nói là 700 tỷ đồng? Diệp Quân Lâm hỏi. À, không phải sao, không phải đã thương lượng xong 700 tỷ đồng sao? Đồng Đại Nghĩa sửng sốt. Diệp Quân Lâm đã học được từ giọng điệu trước đó của Đồng Đại Nghĩa và nói, giá cả có thể thay đổi tạm thời. Bây giờ có hàng chục nhà máy đang chờ tôi mua, và nhà máy rẻ hơn là 35 tỷ đồng nhân dân tệ, tôi chỉ kiểm tra nó, và nơi này của anh có trị giá nhiều nhất là 178 tỷ đồng. Tôi sẽ mua nó với 178 tỷ đồng. Diệp Quân Lâm đưa ra một cái giá của lương tâm. Khi một người dùng 106 tỷ đồng muốn mua nó trước đó, Đồng Đại Nghĩa đã cảm động. Tôi, Đồng Đại Nghĩa hoàn toàn bối rối. Đó là sự hối tiếc. Canh ta hối hận quá. Nếu không nghe lời Bạch Thanh Phong, đây không phải là 700 tỷ đồng sao? Cuối cùng, chỉ có 178 tỷ đồng đã được mua lại. Sau khi hợp đồng được ký kết, đội xây dựng đã vào nhà máy và tiến hành cải tạo, dự kiến việc cải tạo sẽ hoàn thành trong vòng 3 ngày. Tiếp theo, chỉ cần đợi thiết bị đã đặt hàng được chuyển đến. Đồng Đại Nghĩa tiếc nuối nhưng cũng được 178 tỷ đồng. Cùng ngày, Bạch Thanh Phong từ phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu đã gọi điện. Anh sao vậy Đồng Đại Nghĩa? Anh đã bán nhà máy sao? Anh là một con lừa ngu ngốc sao? Sau khi anh ta vượt qua được, anh ta chửi bới dữ dội, Bạch Thanh Phong, anh là cái quái gì vậy? Anh dám mắng tôi nói cho anh biết, anh đã lừa tôi, đồ khốn nạn. Tôi nóng lòng muốn chém chết anh. Đồng Đại Nghĩa sau khi nói xong liền cúp điện thoại, điều này khiến Bạch Thanh Phong tức giận đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Có ba giám đốc khác của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu là Nguyễn Văn Hưng, Thiệu Bính Sơn và Hách Văn Sương. Họ cũng ảm đạm, phải nghĩ cách cai trị tập đoàn này, Bạch Thanh Phong chán nản nói. Hách Văn Sương mỉm cười, tôi vừa nhận được tin tập đoàn đó đặt mua một số lượng lớn thiết bị từ công ty thiết bị y tế của tỉnh. Có chiêu trò gì không? Mọi người đều hỏi. Đương nhiên, bởi vì ông chủ của công ty thiết bị y tế Thiên Thành là bạn cùng phòng đại học của tôi. Hách Văn Sương nở một nụ cười nham hiểm. Hách Văn Sương đã liên lạc với Phan Văn Khuê, chủ sở hữu của công ty thiết bị y tế Thiên Thành ngay tại chỗ. Phan Văn Khuê đồng ý yêu cầu của bạn học cũ, vì công ty thiết bị y tế Thiên Thành đã ký một đơn đặt hàng với tập đoàn Vân Đình, tiền đã được thanh toán trước. Vì vậy, Phan Văn Khuê đã hoãn chuyến hàng hết mức có thể. Sau một vài tháng, tập đoàn Vân Đình sẽ bị ảnh hưởng. Cuối cùng, theo yêu cầu của Diệp Quân Lâm những thiết bị y tế này phải có mặt trong vòng một tuần. Được rồi, không chỉ vậy, chúng tôi đã áp dụng mọi biện pháp để khiến tất cả các công ty thiết bị ở Tô Hàng bị nghiêm cấm bán thiết bị y tế cho tập đoàn Vân Đình. Bạch Thanh Phong cười với nhau. Tập đoàn Vân Đình để anh làm chủ vẫn còn quá trẻ, nếu để phòng thương mại Tô Hàng nhìn vào, anh sẽ chật vật lắm. Vài con cáo già cười lớn. Ngay sau đó, phòng thương mại Tô Hàng đã ban hành lệnh cấm thương mại trong vòng tròn. Không có nhiều công ty thiết bị y tế. Lần này tất cả đã bị dập tắt. Ai bán thiết bị cho tập đoàn Vân Đình là kẻ thù của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Không ai dám mạo hiểm. Diệp Quân Lâm và những người khác không nhận ra rắc rối đang đến. Cuối cùng, anh ấy đã ký với Thiên Thành. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Quân Lâm bận nhớ lại những người từng giữ chức vụ cũ. Những người từng là người có năng lực của anh ấy, giờ đã không có kết cục tốt đẹp.
Phòng thương mại Tô Hàng đã đưa họ vào danh sách đen từ lâu. Dù có năng lực đến đâu, họ cũng không tìm được việc làm. 27 nhân tài đã trở lại công ty sau hơn 10 ngày tuyển dụng. Ngay cả đội kỹ thuật mà Diệp Quân Lâm thành lập riêng lúc đầu cũng đã hoạt động trở lại. Tiết Đình là một sinh viên đạt thành tích cao được Diệp Quân Lâm từ Đại học Dược nhận vào và là một thành viên trong đội kỹ thuật. Cô ta đã trở lại và Diệp Quân Lâm rất vui. Tiết Đình cũng rất vui mừng. Cô có biết những người kia đi đâu không? Diệp Quân Lâm hỏi. Tiết Đình suy nghĩ một lúc rồi nói, anh Lâm, tôi không biết nơi ở của hầu hết mọi người. Nhưng tôi có tung tích của đội trưởng đội kỹ thuật và hai đội phó. Hai đội phó, Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn. Hai người họ đã bị đào bới bởi phòng thương mại Tô Hàng rồi. Giờ nghe nói gió nổi sóng rồi. Diệp Quân Lâm thở dài. Để cân bằng giữa các bên, trưởng nhóm và hai phó trưởng nhóm mỗi người làm chủ 1/3 công nghệ cốt lõi. Đó là lý do mà công nghệ cốt lõi mà phòng thương mại Tô Hàng thu được lẽ ra phải bị dò dỉ bởi hai người này. Tuy nhiên, theo thông tin tìm được, phòng thương mại Tô Hàng gần như đã làm chủ được tất cả các công nghệ cốt lõi. Điều đó có nghĩa là trưởng nhóm Giao Vũ Tường cũng bị dò dỉ công nghệ cốt lõi. Trưởng nhóm Giao Vũ Tường đâu? Anh ta cũng tham gia phòng thương mại Tô Hàng à? Diệp Quân Lâm hỏi. Tiết Đình lắc đầu, không, anh ta là người trung thành, thà chết chứ không chịu đầu hàng. Cho dù bên kia dụ dỗ hay bắt bớ, cũng không nhúc nhích. Cho dù có đứt chân, anh ta vẫn cố chấp, theo như tôi biết, anh ta đang ở đây. Mở một hiệu thuốc nhỏ và hầu như không đủ sống. Người vợ xinh đẹp của anh ta sẽ không bao giờ rời bỏ anh ta. Cô ta đã mở hiệu thuốc nhỏ này. Diệp Quân Lâm hỏi Tiết Đình về địa điểm. Chừng nửa tiếng sau, anh ấy đến tiệm thuốc Tây mở trong một con hẻm nhỏ này. Diệp Quân Lâm mở cửa và đi vào. Thưa anh cần thuốc gì? Một người đàn ông trung niên đi khập khiễng. Diệp Quân Lâm đã nhận ra đây là Giao Vũ Tường trong nháy mắt. Chỉ là anh ta quá già. Rõ ràng là hơn 30 tuổi. Giống như hơn 50. Ôi là tôi, Quân Lâm nói. À, anh là chủ tịch Lâm. Giao Vũ Tường theo dõi hồi lâu, cuối cùng cũng nhận ra Quân Lâm đến, xúc động nước mắt sắp rơi. Anh đã phải chịu đựng tất cả những năm qua. Diệp Quân Lâm liếc nhìn chân của Giao Vũ Tường. Giao Vũ Tường lau nước mắt, anh Lâm, không sao đâu, tôi rất vui khi được gặp anh. Diệp Quân Lâm vỗ vai anh đừng lo, lần này tôi tới đón anh. Đúng lúc này, một giọng nói man rợ truyền đến, anh khóc cái gì? Anh đang khóc cho bố mẹ đã khuất của anh. Cùng với giọng nói đó, một người phụ nữ bước ra khỏi phòng sau, khuôn mặt trang điểm đậm, đôi mắt như có thần, rất quyến rũ, người phụ nữ ăn mặc hở hang. Ngoài ra, cô ta có vẻ ngoài đầy đặn. Diệp Quân Lâm liếc nhìn xung quanh và phát hiện ra rằng người phụ nữ đang mặc một nhãn hiệu nổi tiếng, quần áo hiệu Chanel, túi xách hiệu LV, thậm chí giày hiệu Ferragamo. Một chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay của cô ta rất có giá trị. Thật khó tưởng tượng rằng lại có một người phụ nữ như một quý bà sống trong một tiệm thuốc nhỏ như vậy. Người phụ nữ này, Diệp Quân Lâm đã từng nhìn thấy. Đó là Ngô Mỹ Lệ, vợ của Giao Vũ Tường. Bởi vì vẻ đẹp của cô ta, Giao Vũ Tường không biết đã bị bao nhiêu đồng nghiệp bắt gặp. Họ ghen tị, Giao Vũ Tường rất tốt với vợ. Lương được trả đầy đủ nhưng anh ta chỉ ăn mì gói hay bánh bao hấp. Và đưa vợ đi ăn một bữa ăn 35 triệu một lần. Ngô Mỹ Lệ nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm, cô ta hoàn toàn choáng váng. Ha ha, ông chủ của anh đã đến gặp anh. Chất thải có được tập kết lại với nhau không đây? Ngô Mỹ Lệ tiếp tục cười, Giao Vũ Tường mặt đen lại, vội vàng nói, cô nói cẩn thận, đây là sếp của tôi. Giao Vũ Tường, anh nói anh là rác rưởi là sao hai, anh có dám đối đầu với tôi không? Ngô Mỹ Lệ tức giận và không thể không hét lên. Giao Vũ Tường nổi tiếng sợ vợ nên lập tức cúi đầu xuống. Giao Vũ Tường, anh không biết tình hình sao? Tôi cho anh tất cả những gì anh ăn, ở và mặc ngay bây giờ. Tôi thậm chí còn mở cửa hàng này cho anh. Anh có dám đối đầu với tôi không? Ngô Mỹ Lệ hét lên. Tôi đã sai, tôi không dám nữa. Giao Vũ Tường cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình. Diệp Quân Lâm rất đau lòng. Khi Giao Vũ Tường có công việc với mức lương ổn định, người phụ nữ này đã đối xử với anh một cách tôn trọng. Canh sẽ được giao tận nơi vào buổi trưa. Bây giờ Giao Vũ Tường đã suy sụp, anh ta bị đối xử như thế này. Ngô Mỹ Lệ liếc nhìn Diệp Quân Lâm rồi chế nhạo Giao Vũ Tường, tại sao anh lại lãng phí như vậy? Lúc đầu, đối với danh nghĩa tội phạm cải tạo lao động này,
anh không muốn làm việc với người lương mấy trăm triệu. Bây giờ anh hãy nhìn Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn đi xem họ như thế nào. Hai người này có mức lương hàng năm là 70 tỷ. Lái một chiếc xe sang, sống trong một ngôi nhà sang trọng. Còn anh thì sao? Sống trong bãi rác này. Giao Vũ Tường xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Tôi là đồ lãng phí. Hừ, các người đều là rác rưởi. Đúng lúc này, bên ngoài tiệm thuốc có tiếng còi xe. Hóa ra có chiếc Mercedes-Benz đang đậu bên ngoài. Bước ra khỏi xe, một người trong bộ vest và đôi giày, là giới thượng lưu của trung tâm mua sắm. Mỹ Lệ, tại sao cô lại bỏ tiền ra? Tôi đã đợi rất lâu rồi. Theo giọng nói, người đàn ông đi đến hiệu thuốc. Anh ta đã choáng váng khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, bởi vì người này là Cao Lập Thịnh, đội phó đội kỹ thuật, một trong những kẻ phản bội làm dò dỉ 1/3 công nghệ cốt lõi của tập đoàn Quất Lâm. Ừ, đây không phải là chủ tịch Lâm sao? Cuối cùng thì anh cũng ra tù rồi sao? Lúc nãy tôi đã nói với anh, tôi sẽ đón anh. Cao Lập Thịnh cười. Anh ta liếc nhìn chân của Giao Vũ Tường và mỉm cười. Anh Lâm, anh là người tàn tật, và Giao Vũ Tường cũng bị tàn tật. Anh thực sự là người khuyết tật, hãy cùng nhau tham gia nào. Ngô Mỹ Lệ cười khúc khích không ngừng. Diệp Quân Lâm nói, tại sao miệng của anh lại có mùi thế này? Cao Lập Thịnh không hài lòng, chỉ vào mũi Diệp Quân Lâm và nói, Diệp Quân Lâm, 6 năm trước, anh đã nói như vậy với tôi, và tôi thừa nhận điều đó. Nhưng bây giờ, anh là ai? Anh dám nói điều đó với tôi? Anh có muốn chết không? Giao Vũ Tường gầm lên trong tiềm thức, Cao Lập Thịnh, anh là thứ gì vậy? Anh dám nói điều đó với Chủ tịch Lâm? Giao Vũ Tường đối xử với Diệp Quân Lâm như ân nhân của anh ta. Ai vu khống anh ấy sẽ không có tác dụng với Giao Vũ Tường. Anh có một cuộc sống tốt, anh có dám nói lại với tôi không? Cao Lập Thịnh vỗ nhẹ vào mặt Giao Vũ Tường. Ngọn lửa bùng lên, Giao Vũ Tường gầm lên, đây là nhà của tôi, mời anh đi ra ngoài. Ở đây anh không được chào đón. Sau khi nghe xong, Cao Lập Thịnh mỉm cười, Mỹ Lệ, cô có nghe thấy không? Đây là nhà của anh ta sao? Ngô Mỹ Lệ tát vào mặt Giao Vũ Tường một cách tức giận, anh nói gì đấy? Đây là chỗ của tôi, chỗ này có quan hệ gì với anh? Mà anh dám nói chuyện với Lập Thịnh như thế này hả? Giao Vũ Tường nhìn cô vẻ khó tin, cô đánh tôi vì anh ta. Đúng vậy, tôi chỉ đánh anh vì Lập Thịnh. Lập Thịnh là người đàn ông yêu thích của tôi. Cô nói, Ngô Mỹ Lệ ôm lấy cánh tay của Cao Lập Thịnh và trìu mến ép anh vào cơ thể. Cao Lập Thịnh đã tận dụng xu hướng và không quên nắm lấy một tay cô. Bùm, nhìn thấy cảnh này, Giao Vũ Tường như bị sét đánh. Người vợ đã lao vào vòng tay của những người đàn ông khác trước mặt mình, và thậm chí còn tự đánh mình vì những người đàn ông khác. Đây là sự xúc phạm lớn nhất đối với một người đàn ông. Cao Lập Thịnh cười và nói, Giao Vũ Tường có biết tại sao tôi đến đón vợ anh không? Tôi đưa cô ta vào khách sạn để mở cửa phòng, xem trong túi của vợ anh có gì không, cho tôi xem tất và đồ lót sexy. Ngô Mỹ Lệ bắt đầu lấy ra một đống tất từ trong túi của cô ta. Ngô Mỹ Lệ nháy mắt, đáng ghét. Giao Vũ Tường khuôn mặt nhanh chóng tụ lại, trở nên tím tái. Sự phẫn nộ tràn ngập, rất tức giận. Giao Vũ Tường đừng nói gì nữa, kỹ năng giường chiếu của vợ chồng anh thật là tốt. Đã 6 năm rồi, nhưng anh không thể có con nồ. Cao Lập Thịnh hôn Ngô Mỹ Lệ. Ngô Mỹ Lệ cười nói, Lập Thịnh, anh cũng rất tốt, không phải như thế này là rất lãng phí sao? Anh là một người đàn ông mềm mại trên giường. Ngô Mỹ Lệ hung hăng trừng mắt nhìn Giao Vũ Tường. Cao Lập Thịnh thậm chí còn chế nhạo, Giao Vũ Tường, tôi sợ rằng anh đang nghĩ tại sao Ngô Mỹ Lệ vẫn chưa rời bỏ anh. Đó là bởi vì công nghệ cốt lõi trong tay anh còn chưa có được. Nếu không Ngô Mỹ Lệ sẽ rời xa anh sớm hơn rồi. Giá trị lớn nhất của anh, đó là kỹ năng. Ngô Mỹ Lệ kinh tởm nói, đúng vậy, nếu không phải có kỹ năng, ai sẽ sẵn sàng đi cùng với anh. Miệng anh thật cứng, anh còn chưa nói hết suốt 6 năm cùa. Kẻ ngoại tình đối mặt với anh nói, Giao Vũ Tường tức giận đến mức suýt chết. Cuối cùng thì anh cũng hiểu, tại sao Ngô Mỹ Lệ không nói bất cứ điều gì trong 6 năm qua. Tại sao Cao Lập Thịnh thường lái xe đến đón vợ anh ta trong 6 năm qua? Tại sao 6 năm qua người vợ không đi làm lại mặc toàn đồ hiệu nổi tiếng, có tiền tiêu xài hoang phí hay? Vì vậy, anh ta đã hiểu hết mọi chuyện. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn vẫn đang khoác tay cô ta, họ thường gọi là Master. Trong những năm qua,
Ngô Mỹ Lệ luôn đánh đập và mắng mỏ bản thân anh ta. Nhưng cô ta không bao giờ rời đi, Giao Vũ Tường đã rất cảm động. Đây dường như là lý do. Trên thực tế, Giao Vũ Tường đã nghi ngờ điều đó từ lâu. Nhưng anh ta yêu Ngô Mỹ Lệ quá nhiều, sẵn sàng tin cô ta hơn. Diệp Quân Lâm cũng hiểu tại sao phòng thương mại Tô Hàng có thể có được gần như tất cả các công nghệ cốt lõi. Ngô Mỹ Lệ từng chút một moi móc một chút, nếu không, Giao Vũ Tường sẽ không bao giờ nói đến. Cao Lập Thịnh nhìn Diệp Quân Lâm và chế nhạo, làm sao? Anh đến tìm trợ thủ, tôi nói thật cho anh biết, Diệp Quân Lâm hiện tại cũng ăn bám. Anh ấy giống như anh, hai người đều là kẻ ăn bám. Ngô Mỹ Lệ trông dữ tợn, vì Giao Vũ Tường đã lên tiếng, anh có thể ra khỏi đây là chỗ của tôi. Cao Lập Thịnh ôm Ngô Mỹ Lệ chặt hơn, đúng vậy, anh bây giờ là đồ vô giá trị, Giao Vũ Tường nói với anh rằng tôi đã mua hai ngôi nhà và hai chiếc xe hơi bằng số tiền mà anh trả cho tôi khi đó, anh hiện tại đang ở đâu, còn muốn chọc tức tôi. Anh có đủ điều kiện không? Ngô Mỹ Lệ hết lần này đến lần khác chế nhạo. Cao Lập Thịnh cười, Giao Vũ Tường. Tôi sẽ nói cho anh một bí mật khác. Tôi không phải là người duy nhất ganh tị với anh. Nhiều người trong phòng thương mại Tô Hàng đã ngủ với vợ của anh và nói rằng vợ của anh có kỹ năng tốt. Tôi sẽ cùng anh đánh nhau. Giao Vũ Tường đỏ mắt, bầu ầm dập trên mặt dữ dội, và anh ta lao lên. Bang! Khi Cao Lập Thịnh định làm gì đó, Diệp Quân Lâm đã nắm lấy cổ tay của anh ta. Diệp Quân Lâm đẩy nhẹ nhàng, và Cao Lập Thịnh đã rút lui nhiều bước. Ý tưởng của anh ta là đưa Giao Vũ Tường một bài học cho kẻ ngoại tình và phụ nữ ngoại tình. Vì vậy, anh ta sẽ không ra tay trong ngày hôm nay. Lúc này, Ngô Mỹ Lệ đã ném hết hành lý của Giao Vũ Tường ra, hãy mang những thứ rác rưởi này khỏi đây. Anh hãy đi khỏi đây, xa tôi càng xa càng tốt. Giao Vũ Tường bị vợ đuổi ra ngoài một cách tàn nhẫn. Trái tim anh ta đang rỉ máu. Bao nhiêu năm anh ta làm việc chăm chỉ để giúp Ngô Mỹ Lệ có cuộc sống tốt. Nhưng Ngô Mỹ Lệ đã lừa tiền và biến mình thành một con đĩ. Hãy tự lái xe đi. Giao Vũ Tường nhìn hai kẻ ngoại tình tức giận đến mức toàn thân run lên. Diệp Quân Lâm nhìn Giao Vũ Tường hỏi, anh có muốn xử kẻ ngoại tình này không? Hãy để họ quỳ xuống xin anh tha thứ. Tôi nghĩ, anh muốn cho hai người ngoại tình đó thú nhận rồi quỳ trên mặt đất sao? Đúng vậy, anh có muốn những kẻ ngoại tình quỳ gối trước mặt anh để sửa đổi không? Nếu bây giờ tôi cho anh một cơ hội, anh có muốn không? Diệp Quân Lâm hỏi. Tôi sẵn lòng, Giao Vũ Tường rồng lên, cho dù tôi phải chiến đấu hết đời này, tôi cũng phải lập được một ít thành tựu, tôi muốn hai con chó cái này phải trả giá. Giao Vũ Tường trái tim đã lạnh lẽo và đấy sự tàn nhẫn. Thôi, từ nay về sau, anh sẽ là nhân viên của tôi. Diệp Quân Lâm nói. Ha ha ha, Lập Thịnh có nghe thấy không, họ muốn chúng ta phải trả giá. Ngô Mỹ Lệ bật cười. Cao Lập Thịnh dựa vào phía trước chiếc Mercedes-Benz và chế nhạo và nói, Giao Vũ Tường, anh thật sự rất ngu ngốc. Diệp Quân Lâm cho anh một cơ hội, anh ấy hiện tại không là cái gì, còn có thể cho anh cơ hội. Điều đó thật hài hước. Ngô Mỹ Lệ cũng cười, đúng vậy, thật là ngu xuẩn. Diệp Quân Lâm vừa ra tù không lâu sau khi bị tàn tật, anh có nghĩ anh ấy là ông chủ của tập đoàn Vân Đình không? Đừng mơ về nó. Giao Vũ Tường nhìn chằm chằm vào hai người với đôi mắt đỏ hoe và hét lên. Tôi tin anh Lâm, anh ấy sẽ cho tôi một cơ hội để cất cánh. Hai con chó các người phải trả giá. Thôi, đợi đã, thật nực cười, có những người ngu ngốc như vậy. Trước mặt Giao Vũ Tường, hai người lên xe rời đi. Giao Vũ Tường không thể nhịn được nữa, lớn tiếng khóc. Một người đàn ông gần tuổi trung niên đã khóc như một đứa trẻ. Kẻ ngoại tình này họ thật là quá đáng. Giao Vũ Tường xin lỗi, anh Lâm, tôi có lỗi với anh. Suýt nữa thì tôi đã giao công nghệ cốt lõi cho con đĩ đó rồi. Tôi thật vô dụng, tôi chỉ là đồ bỏ đi. Thanh toán với họ sau là được rồi. Tôi biết rằng phòng thương mại Tô Hàng có tất cả các công nghệ cốt lõi. Giao Vũ Tường rất thông minh. Sau khi cân nhắc một lúc, anh ta ngạc nhiên nói, anh có muốn chống lại Tô Châu phòng thương mại Hàng Châu không? Nhưng anh Lâm, anh vừa mới ra tù. Giao Vũ Tường cũng nghi ngờ Diệp Quân Lâm sẽ dùng cách gì để chống lại. Diệp Quân Lâm cười và nói, anh lẽ ra phải biết về việc đổi tên tập đoàn Quất Lâm thành tập đoàn Vân Đình chứ. Giao Vũ Tường run lên dữ dội sau khi nghe điều này. Đôi mắt đầy khó tin, ông chủ của Vân Đình có phải là anh không, Chủ tịch Lâm? Diệp Quân Lâm búng tay,
Ngay sau đó, một chiếc Rolls Royce đã đến đây. Đi, bây giờ theo tôi đến công ty, dùng thời gian nhanh nhất thành lập tổ kỹ thuật, tái hiện vinh quang năm nào. Để cho cô ta hồi hận, Diệp Quân Lâm nói. Giao Vũ Tường chỉ cảm thấy say mê, và ngay lập tức đồng ý. Tôi đã đợi ngày này lâu rồi. Giao Vũ Tường rơm rớm nước mắt. Trong 6 năm qua, anh ta luôn nghiên cứu và chú ý đến lĩnh vực công nghiệp, vì vậy chuyên môn của anh ta không hề sa sút chút nào. Giao Vũ Tường lấy điện thoại di động ra và gọi cho Ngô Mỹ Lệ. Ngô Mỹ Lệ giễu cợt sau khi kết nối, làm sao vậy? Anh hối hận rồi sao? Hỏi tôi sao? Nói cho anh biết, không thể nào. Trong mắt tôi anh giống như một con chó tàn tật, tránh đi. Giao Vũ Tường ảm đạm, lạnh lùng nói, Ngô Mỹ Lệ đây là lần cuối cùng tôi nói chuyện điện thoại với cô. Tôi sẽ khiến cô hối hận, sau đó cô sẽ quỳ trước mặt tôi mà xin tha thứ. Đừng lo lắng, ngày này sẽ đến sớm thôi. Ha ha ha, tôi rất muốn cười. Anh cũng có thể khiến tôi hối hận vì sự tàn phế của mình. Ngô Mỹ Lệ và Cao Lập Thịnh ở đầu dây bên kia cười lớn. Ngay sau khi Cao Lập Thịnh đè Ngô Mỹ Lệ xuống dưới cơ thể, anh ta cười nói, hôm nay chúng ta chụp ảnh nhé. Sau đó gửi video cho người tàn tật xem. Chà, anh thực sự đáng ghét. Nghe giọng nói trên điện thoại, Giao Vũ Tường tức giận đến mức nổi gân xanh, hai mắt đỏ hoe. Bang! Anh ta ném điện thoại xuống đất một cách quyết liệt. Sự xấu hổ lớn nhất là điều này. Sau khi Giao Vũ Tường theo dõi Diệp Quân Lâm và báo cáo tại tập đoàn Vân Đình, cả hai đã đi trên con đường để thảo luận về sự phát triển trong tương lai. Lúc này, Cao Lập Thịnh và Ngô Mỹ Lệ tiếp cận Giao Vũ Tường. Hai người họ vẫn mặc quần áo xộc xệch, mọi người đều biết chuyện vừa rồi. Đi, ly hôn đi, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi anh. Ngô Mỹ Lệ chế nhạo. Tôi, Giao Vũ Tường do dự. Sau 10 năm tình cảm, thật sự rất khó để đưa ra quyết định trong một thời gian. Nhìn thấy điều này, Cao Lập Thịnh chế nhạo. Tại sao? Không muốn rời đi, còn muốn vướng bận không buông. Ngô Mỹ Lệ đẩy Giao Vũ Tường một cái, cút đi. Hiện tại anh không xứng với tôi. Tôi yêu cô nhiều năm như vậy mà cô không coi trọng sao? Giao Vũ Tường mặt lạnh lùng hỏi. Ha ha, Giao Vũ Tường, anh còn mặt mũi nào để nói chuyện tình cảm? Tôi nói thật với anh, tôi đã ở bên anh 10 năm rồi, tôi chỉ thèm muốn tiền của anh thôi. Ngô Mỹ Lệ thể hiện bộ mặt tàn nhẫn của một người phụ nữ. Ngay khi Giao Vũ Tường định đồng ý ly hôn, Diệp Quân Lâm đã bác bỏ nó, ly hôn. Không thể. Tôi nghe lời Chủ tịch Lâm, tôi sẽ không ly hôn. Ngô Mỹ Lệ và Cao Lập Thịnh đều chóng mặt. Được rồi, anh không ly hôn sao? Chờ đã, có cách để đưa anh đi. Hai người quay cuồng rời đi. Mặc dù Giao Vũ Tường không biết tại sao Diệp Quân Lâm không cho phép mình ly hôn. Nhưng anh ấy chắc chắn có lý do của mình. Ngay từ khi xuất hiện, Giao Vũ Tường đã thề rằng sẽ khiến hai người đó quỳ xuống trước mặt mình để xin tha thứ. Tiếp theo, Giao Vũ Tường gia nhập thành công tập đoàn Vân Đình và trở thành trưởng phòng công nghệ y tế. Và tập đoàn Vân Đình cũng tung ra tin tuyển dụng nhân tài y tế và công nghệ, lương cao. Trong một thời gian, nhiều người top đầu muốn vào tập đoàn Vân Đình. Vấn đề nhanh chóng đến tai Ngô Mỹ Lệ. Cô ta tình cờ ăn tối với Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn. Hừ, thật không ngờ tập đoàn Vân Đình lại tuyển người khuyết tật này. Ngô Mỹ Lệ không vui. Tôi đã nghĩ rằng sau khi Giao Vũ Tường bị cô đuổi ra ngoài, anh ta sẽ chết đói như một con chuột băng qua đường. Nhưng không ngờ Giao Vũ Tường lại tìm được việc làm. Cao Lập Thịnh cũng tức giận nói, Giao Vũ Tường bị cấm thương mại. Anh ta thậm chí không muốn tìm việc. Tôi không ngờ rằng tập đoàn Vân Đình sẽ nhận anh ta. Từ Hán Toàn cười và nói, đừng lo lắng, anh ấy khó mà thành công. Ngô Mỹ Lệ tỏ vẻ khó hiểu, là thế nào? Bởi vì tập đoàn Vân Đình sẽ sớm biến mất, đến lúc đó, Giao Vũ Tường sẽ vẫn như rác rưởi. Từ Hán Toàn chế nhạo. Cao Lập Thịnh là chủ kỹ thuật cho nên đối với sự việc không rõ ràng lắm. Anh ta hỏi, Hán Toàn, có cách nào trong đó không? Tập đoàn Vân Đình này đã khiêu khích phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Và một số giám đốc đã bắt đầu. Giao Vũ Tường được đào lên, chủ yếu để sản xuất thuốc, nhưng thiết bị họ cần đã bị phòng thương mại Tô Hàng phong tỏa. Hãy chờ xem, Giao Vũ Tường sẽ sớm nhặt rác trên đường thôi. Từ Hán Toàn cười. Ha ha ha, thật sảng khoái, Giao Vũ Tường sinh ra đã là một thứ rác rưởi tàn tật, và anh ta muốn chúng ta phải hối hận. Thật nực cười,
Ngô Mỹ Lệ rất vui mừng khi biết rằng kết cục của Giao Vũ Tường sẽ rất khủng khiếp. Lúc này, Từ Hán Toàn ôm Ngô Mỹ Lệ và cười nói, Lập Thịnh nói rằng đêm nay cô là của tôi. Anh Toàn, anh thật tệ. Ngô Mỹ Lệ nằm trong vòng tay của Từ Hán Toàn và làm nũng. Giao Vũ Tường bên kia nhanh chóng bắt tay vào việc, đội ngũ kỹ thuật đã bắt đầu hình thành. Giao Vũ Tường rất tốt, anh ta thực sự đã cải tiến công nghệ cốt lõi trước đây. Nói cách khác, tập đoàn Vân Đình sẽ sản xuất ra những sản phẩm tốt hơn phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu, nhưng giá thành lại thấp hơn nhiều. Nó cũng tiêm một tác nhân gây bệnh tim để thay thế phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Chỉ trong 4 ngày, Giao Vũ Tường và nhóm của anh ta đã hoàn thành việc cải tiến. Sau tất cả, Giao Vũ Tường đã suy nghĩ về việc cải tiến công nghệ trong 6 năm. Chỉ cần đợi sản xuất trực tuyến, mọi việc sắp xếp bên nhà máy cũng đã hoàn tất, chỉ chờ thiết bị lên mạng. Tiết Đình đang tổ chức một cuộc họp, cô ta nhìn trưởng phòng, có vấn đề gì với thiết bị mua từ Thiên Thành? Không phải mất 3 ngày để hoàn thành mọi thứ sao? Đã 5 ngày rồi. Tê Ngôn Tiêu lau mồ hôi và nói, Chủ tịch, tin tức nói rằng thiết bị đã mua có vấn đề, và họ đang sửa chữa. Chúng ta hãy chờ một lúc. Phương Tử Tình nói ngay lập tức, không thể. Đợt này tôi đã đích thân xem thiết bị và hoàn toàn không có vấn đề gì. Tử Tình, ý cô là Thiên Thành có tình. Tề Ngôn Tiêu hỏi. Kết nói tôi với Phan Văn Khuê, ông chủ của Thiên Thành. Sau khi cuộc gọi được kết nói, Tiết Đình hỏi thẳng, thiết bị tôi đặt mua ở đâu, anh Khuê? Chà, có vấn đề với thiết bị do tập đoàn Vân Đình đặt hàng. Chờ một chút đã. Phan Văn Khuê nói, còn bao lâu? Ít nhất 1 tháng. Sau khi nghe câu trả lời của Phan Văn Khuê, mọi người hít thở một hơi, đây chắc chắn là có ý. Phan Văn Khuê cũng cười và nói, tôi đã ngửi trở lại nhà máy ban đầu để sửa chữa lô thiết bị này. 1 tháng là đủ nhanh, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tiết Đình nói, ông chủ Khuê, tôi đã đích thân đến thăm công ty của anh để xem thiết bị. Có rất nhiều, anh có thể gửi cho tôi thiết bị khác. Tôi đang cần nó gấp, tôi không thể đợi thêm được nữa. Ồ, thực sự rất xấu hổ. Tất cả các thiết bị khác đã được đặt hàng, và tôi sẽ gửi chúng đi. Phan Văn Khuê mỉm cười. Thật sao, Phương Tử Tình cười thay vì tức giận. Cô hiểu rằng bên kia đang có tình làm khách. Đúng, thật trùng hợp, có vấn đề với 10 máy lô hàng do tập đoàn Vân Đình của cô đặt hàng. Phan Văn Khuê cười như cáo già. Nghe thấy giọng nói của Phan Văn Khuê, mọi người đều rất tức giận. Đây rõ ràng là cố ý. Mọi thứ đã sẵn sàng cho tập đoàn Vân Đình nhưng thiết bị bị thiếu. Ồ, cô có thể đợi thêm được không? Phan Văn Khuê mỉm cười. Không thể đợi được, anh đã hứa rằng thiết bị sẽ được đưa vào sử dụng trong 3 ngày. Chuyện gì đây? Phương Tử Tình rất tức giận. Phan Văn Khuê lại thở dài. Ồ, nếu cô không thể đợi được, tôi có cách. Cách nào? Tiết Đình hỏi. Cô cần thêm một số tiền. Tôi sẽ gửi hàng dự phòng cho cô trong kho riêng. Phan Văn Khuê nói. Phương Tử Tình hỏi, bao nhiêu? Trước đây tôi đặt mua thiết bị với giá 1.800 tỷ đồng, nhưng bây giờ có giá 17.800 tỷ đồng. Tôi sẽ gửi ngay phụ tùng cho cô. Cô phải biết rằng những thiết bị này là con át chủ bài của tôi. Giá đấy là rất có lý. Các giám đốc điều hành của tập đoàn Vân Đình đã rất sửng sốt. Không ai nghĩ rằng sẽ có cái giá trên trời như vậy. Tiết Đình chế nhạo, Phan Văn Khuê, anh nghĩ tôi là đồ ngốc à? Ha ha, quên nó đi nếu cô không muốn. Thái độ của Phan Văn Khuê rất cứng rắn. Được, sau đó hoàn lại tiền. Chúng tôi sẽ không đặt hàng từ anh. Phương Tử Tình tức giận nói. Được rồi, tôi sẽ trả lại tiền cho cô, nói thật với cô sẽ hối hận đấy. Bởi vì trừ tôi ra, cô không còn ai có thể mua thiết bị nữa. Tôi đang chờ cô cầu xin. Sau khi Phan Văn Khuê hoàn lại tiền tại đây, Tia Đình yêu cầu các công ty khác đặt hàng. Cô đã tìm kiếm Tô Hàng và các nhà sản xuất thiết bị y tế xung quanh. Ngay khi họ nghe về tập đoàn Vân Đình, họ sẽ không bao giờ bán nó. Tề Ngôn Tiêu và vài người của anh ta sắp khóc. Điều này rõ ràng là nhằm vào tập đoàn Vân Đình. Chúng ta có thể làm gì với việc này? Yêu cầu của ông chủ là sản xuất phải được hoàn thành trong vài ngày tới. Nếu quá muộn, phòng thương mại Tô Hàng sẽ đáp ứng những gì chúng ta sẽ làm. Phương Tử Tình vội vàng xoay người xung quanh. Nếu lô thiết bị này được đặt mua từ nơi khác thì tốc độ quá chậm. Cũng dễ bị người khác lôi kéo. Chắc hẳn sẽ gặp nhiều khó khăn trong quá trình vận chuyển.
Tê Ngôn Tiêu hỏi, cô có muốn nói chuyện với Phan Văn Khuê không? Chỉ cần cô bỏ ra thêm ít tiền cũng không thành vấn đề. Trang bị rất quan trọng. Phương Tử Tình xoa xoa thái dương, để tôi nghĩ lại. Lúc này, trong tập đoàn thuộc phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu, Bạch Thanh Phong và Hách Văn Sương cùng nhau tụ họp. Ha ha ha, anh nghĩ tập đoàn Vân Đình có thể làm được gì lần này? Bạch Thanh Phong cười nham hiểm. Hách Văn Sương cũng vui vẻ cười, tôi đã nói với bạn học của mình rồi, để giá 17.800 tỷ đồng. Lúc này, Nguyễn Văn Hưng hỏi, nếu tập đoàn Vân Đình thực sự sẵn sàng chỉ 17.800 tỷ đồng mua hàng thì sao? Thiệu Bính Sơn cười và nói, nếu vậy, hãy để họ đưa trang bị cho họ. Chúng ta sẽ tạo ra một số chướng ngại vật trên đường đi và phá hủy thiết bị. Ha ha ha, tập đoàn Vân Đình đã tổn thất bao nhiêu? Một ngày nữa trôi qua, vẫn không có kết quả. Tiết Đình cũng muốn chứng tỏ mình với ông chủ bí ẩn, vì vậy cô ta muốn giải quyết vấn đề một mình. Cô ta đã liên lạc với Phan Văn Khuê. Ha ha ha, tôi đã nói rồi. Cô sẽ hối hận, ý cô là gì? Phan Văn Khuê quá hạnh phúc, cuối cùng, cô không phải cầu xin tôi sao? Phương Tử Tình trực tiếp nói rõ mục đích của mình. Ông chủ Khuê, tôi có thể cho ông tối đa 53 tỷ đồng ở đây, anh có thể chuyển luôn hàng cho tôi được không? He he, không sao đâu, tôi cần phải họp bàn mới được. Phan Văn Khuê không từ chối trực tiếp. Sau khi cúp máy, Phan Văn Khuê ngay lập tức có một cuộc gọi video với Hách Văn Sương. Nếu tập đoàn Vân Đình trả được 53 tỷ đồng thì sao? Phan Văn Khuê hỏi, sau khi bốn người Hách Văn Sương thảo luận với bọn họ, họ cười nói, anh cứ bán đi. Đến lúc đó chúng ta sẽ làm tay chân trên đường, để cho lô trang bị này không bao giờ nằm trong tay của tập đoàn Vân Đình. Phan Văn Khuê mỉm cười, đó không phải là nói tôi viễn vông. Anh đã kiếm được 53 tỷ đồng. Ha han. Vì vậy, anh hãy có tình trì hoãn một ngày, và anh nói sẽ cho cô ta một câu trả lời vào ngày mai. Hách Văn Sương đưa ra một ý kiến. Được rồi, hiểu rồi. Trong tập đoàn Vân Đình, Tiết Đình và những người khác vẫn đang chờ câu trả lời của Phan Văn Khuê. Lo lắng như kía bò trên chảo nóng. Sau khi Giao Vũ Tường biết tình hình, anh ta ngay lập tức nói cho Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm có vẻ ngạc nhiên khi biết điều đó. Anh ấy đã dự đoán rằng nếu anh ấy mua thiết bị ở Tô Châu Hàng Châu, anh ấy chắc chắn sẽ bị nhắm tới, vì vậy anh đã đặc biệt yêu cầu Phương Tử Tình đến để mua. Thật không ngờ, điều này lại xảy ra. Một lần nữa cảm nhận sức mạnh của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Diệp Quân Lâm cảm thấy hơi thú vị. Nếu nó quá dễ dàng, nó là nhàm chán. Được rồi, giao cho tôi. Diệp Quân Lâm bấm số khác, tôi cần một lô trang bị, ngày mai phải giao cho tôi. Báo cáo tướng quân, hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Một giọng nói vang lên. Mặt khác, trong nhóm Vân Đình, Giao Vũ Tường nói với mọi người rằng ông chủ đã giải quyết xong việc mua thiết bị. Cái gì? Thiết bị sẽ đến vào ngày mai. Tiết Đình phấn khích. Vâng, thiết bị sẽ đến vào ngày mai. Giao Vũ Tường gật đầu. Tiết Đình nhìn Giao Vũ Tường đầy ghen tị. Anh đã có thể giao tiếp trực tiếp với ông chủ bí ẩn. Tiết Đình tò mò hỏi, trưởng phòng, ông chủ là người như thế nào? Người siêu vĩ đại, người mà tôi ngưỡng mộ nhất trong đời. Giao Vũ Tường nói. Đúng vậy, ông chủ cũng là thần tượng của tôi. Nhìn thấy uy thế của ông chủ bí ẩn này, Phương Tử Tình càng thêm tò mò. Cô phải đuổi theo ông chủ. Đúng 9 giờ ngày hôm sau, Phan Văn Khuê thực sự gọi đến. Tiết Đình trả lời điện thoại. Có chuyện gì vậy, ông chủ Khuê? Phan Văn Khuê cười và nói, chủ tịch đã quyết định sau cuộc họp của công ty chúng tôi, lô thiết bị có thể được bán cho cô với giá đó. Chỉ cần cô trả tiền, nó sẽ được giao hôm nay. Nếu cô lo lắng, cô có thể tự mình đến. Theo ý kiến của anh ta, cô ta sẽ liều mạng, nhất định phải đồng ý. Ồ, trang bị, không cần, chúng tôi đã mua rồi. Cái gì? Khi Phương Tử Tình nói điều này, người đối diện Phan Văn Khuê sửng sốt. Thiết bị đã được mua, làm thế nào cô ta có thể có được? Tô Hàng và các khu vực lân cận đã bị cấm bởi phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Không một công ty thiết bị y tế nào dám bán thiết bị cho tập đoàn Vân Đình. Thiết bị đến từ đâu? Chủ tịch Tình, cô có chắc không? Cô đã mua nó? Phan Văn Khuê hỏi một cách không chắc chắn. Ừ, khi tôi lấy sẽ nhanh hơn rất nhiều, và hôm nay 12 giờ sẽ được giao hàng. Phương Tử Tình cười. À, cô lấy nó ở đâu vậy, cô Tình? Anh không thể kiểm soát chuyện này, đúng không?
Đây là việc của công ty chúng tôi. Tạm biệt. Phan Văn Khuê ngồi phịch xuống ghế, như thể sắp gục ngã. Anh ta đã nghĩ đến việc kiếm xó tiền đó một cách vô ích, nhưng không ngờ lại xảy ra trường hợp này. Anh nhanh chóng thông báo cho Hách Văn Sương và Bạch Thanh Phong tình hình. Các giám đốc của phòng thương mại Tô Hàng cũng rất ngạc nhiên. Họ đã mua được nó. Bốn người vội vàng dùng quan hệ kiểm tra. Tuy nhiên, người ta phát hiện ra rằng Tô Hàng và tất cả các công ty thiết bị y tế xung quanh đã không bán nó cho tập đoàn Vân Đình. Họ mua thiết bị của họ ở đâu? Ưu tiên hàng đầu là tìm đường vận chuyển lô thiết bị này, chúng ta phải ngăn chặn càng sớm càng tốt. Bốn người bọn họ lo lắng. Lúc này, Diệp Quân Lâm đang ở cùng những người khác. Diệp Quân Lâm nhận được cuộc gọi từ trưởng phòng hỗ trợ hậu cần của quân khu Tô Châu Hàng Châu. Báo cáo với tướng quân rằng thiết bị y tế mà anh đặt mua từ nhà máy quân sự của quân khu Tô Hàng đã được vận chuyển. Theo chỉ thị của anh, một đại đội vũ trang đầy đủ đã được cử đến hộ tống. Hóa ra Diệp Quân Lâm đã đặt mua lô thiết bị y tế này từ nhà máy quân sự. Không ai nghĩ ra điều này. Diệp Quân Lâm gật đầu, được rồi, cảm ơn. Bộ trưởng đang giúp tập đoàn Vân Đình mua hàng. Tiền đã đến rồi, xin hãy kiểm tra. Tôi hiểu rồi. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Quân Lâm hô hào, nói với Phương Tử Tình rằng bọn họ đang đợi ở nhà máy, 2 giờ nữa thiết bị sẽ đến. Anh ấy lại nhìn Thiếu tướng Kỳ Lân, Thiếu tướng Kỳ Lân, anh hãy giải tán tung tích của đội vận chuyển. Trong tập đoàn Thiên Thành, tôi đã tìm được lộ trình vận chuyển thiết bị của tập đoàn Vân Đình. Bây giờ chúng ta còn 1 tiếng rưỡi nữa để dừng nó lại. Bạch Thanh Phong hơi lo lắng liếc nhìn đồng hồ. Thiệu Bính Sơn nghiền răng nghiền lợi nói, để tôi ra tay. Được rồi, để tôi phá hủy lô trang bị này. Ánh mắt mấy người tràn đầy tia sáng lạnh, hắn là một đại ca ở Tô Châu, Hàng Châu. Thiệu Bính Sơn đã gọi cho hắn. Những nhân viên bên trong thực sự là những tên khốn lớn, rất tàn nhẫn, là loại giết người không chớp mắt. Thường giúp phòng thương mại Tô Hàng giải quyết một số tranh chấp. Gãy chân là chuyện thường xảy ra. Chúng ta không lo nếu anh ấy tiến tới. Anh ấy rất thận trọng, chưa kể là rất thận trọng, cho dù có giết người cũng không liên quan đến chúng ta. Trên một con đường hẻo lánh ở ngoại ô Tô Châu và Hàng Châu, một nhóm đối tượng hung hãn, manh động đã làm đổ nhiều đỉnh xuống đường và chặn một số ô tô chặn đường. Trên chiếc xe địa hình bên cạnh, một người đàn ông mặc đồ đen, tóc dài đang ngồi. Hắn đeo một chiếc nhẫn trên tay và đang hút một điếu xì gà ở giữa. Nếu để ý, hắn chỉ có một con mắt trắng, cả người giếng như một bóng ma, rất đáng sợ. Đây là ma già nổi tiếng. Sau này tất cả các người nên thông minh hơn, bọn họ giải thích là để răn đe tập đoàn Vân Đình, làm tê liệt một vài người. Giọng hắn khàn khàn. Anh, đừng lo lắng. Người của chúng ta đã bắt đầu lên đường. Họ đeo một số vũ khí quanh eo, cực kỳ sắc bén. Chờ một hồi, cuối cùng đoàn xe vận chuyển cũng tới nơi. Xét cho cùng, nó là một thiết bị trị giá 5 tỷ đô la, và tổng số phương tiện di chuyển là 30 chiếc. Chiếc xe dẫn đầu nhìn thấy một số chiếc xe đang đỗ xiên ở con đường phía trước, và ngay lập tức phanh gấp để dừng lại. Hàng chục phương tiện giao thông phía sau cũng dừng lại. Trong chiếc xe phía trước, Tề Ngôn Tiêu, trưởng bộ phận mua hàng đang ngồi. Khi chuẩn bị xuống xe để kiểm tra tình hình, anh bất ngờ thấy hàng chục người xuất hiện trước mặt, hùng hồ xông tới đây. Tề Ngôn Tiêu sợ hãi. Tề Ngôn Tiêu nhìn thấy cây gậy trong tay họ, sợ hãi và ngay lập đóng cửa sổ xuống. Hắn khàn giọng hỏi, tập đoàn Vân Đình. Vâng, vâng, Tề Ngôn Thừa gật đầu. Được rồi, mọi người có thể đi, để lại tất cả trang bị. Hắn lạnh lùng nói. Không, thiết bị không thể để lại, anh ta nói. Nhìn thấy ánh mắt hung dữ của vài người, Tề Ngôn Tiêu ngậm miệng lại. Sau đó, Tề Ngôn Tiêu ngay lập tức gọi cho Tiết Đình và kể tình hình ở đây. Tiết Đình và những người khác lo lắng một lúc. Anh một mặt hãy bình tĩnh, đừng lo lắng, ông chủ đã sắp xếp, chúng ta cứ chờ. Sau đó, hắn dẫn mọi người đi tới đoàn xe vận chuyển phía sau. Mặc dù các thiết bị đến từ nhà máy quân sự, nhưng người vận chuyển không dành cho quân đội. Nó được đặc biệt thuê bởi Tề Ngôn Tiêu. Nếu là xe của quân đội thì đám người họ đã sợ hãi chúng bỏ đi từ lâu. Các khoang của tất cả các toa đều được che bằng rèm đen. Hắn cùng người của hắn mở rèm che nhìn trang bị bên trong. Trên đường đi, 30 chiếc xe tải chất đầy thiết bị. Họ mỉm cười, hắn gọi Bạch Thanh Phong, anh Phong nói đúng. Tôi đã kiểm tra 30 phương tiện và quả nhiên là thiết bị được vận chuyển. Được rồi,
hãy phá hủy tất cả thiết bị. Tập đoàn Vân Đình không muốn lấy. Bạch Thanh Phong lạnh giọng nói. Được rồi, còn có vài chiếc nữa. Sau khi tôi kiểm tra, sẽ cho bọn họ cùng nhau phá hủy. Ngoài ra, còn có vài người nữa. Hắn cúp điện thoại, tiếp tục kiểm tra những chiếc xe. Những chiếc xe tiếp theo là những phần thiết bị nhỏ. Cuối cùng, chỉ còn lại 3 chiếc xe không được kiểm tra. Hắn nhìn 3 chiếc xe tải cuối cùng, cảm thấy có chút bối rối. Không rõ vì lý do gì mà mi mắt trái của hắn cứ nhảy loạn xạ. Hắn lo lắng ra sau xe, dùng gậy nhặt tấm màn lên. Bên trong tối, nhưng một nhóm lớn người có thể được nhìn thấy. Thuộc hạ của hắn kêu lên, đại ca nhiều người như vậy làm sao đây? Một người khác nói, đừng nghĩ tới, hẳn là người mang trang bịt. Hắn lạnh lùng nói, tất cả xuống dưới. Lại đây, kéo rèm cửa, mở ra. Hắn hét lên. Hai người mở rèm cửa, vừa dọi đèn vào, mọi người đều có thể nhìn rõ tình hình trong xe. Nhìn thấy rõ ràng điều này, mọi người đều kinh hãi. Không ai nghĩ rằng người trong xe hóa ra lại là người này, hắn cùng cả đám người đều sững sờ, cái gậy rơi xuống đất, điều thuốc trong miệng rơi xuống quần áo không có cảm giác. Bởi vì hàng chục người trên xe đều mặc quân phục, và họ vẫn mang theo súng, tất cả đều nhắm vào hắn và những người khác. Người lính vũ trang đầy đủ. Ai có thể nghĩ ra nó? Anh bảo chúng tôi xuống sao? Súng lục của đại đội trưởng chạm vào đầu hắn. Tất cả những người trong xe đều nhảy ra. Hàng chục người cũng nhảy ra khỏi hai ô tô phía sau. Hơn trăm người đứng bên ngoài, vây quanh họ. Mõm đen như mực ở phía họ. Kinh hãi. Hoàn toàn sợ hãi. Mọi người đang tè ra quần. Ngay cả khi chết, có một đại đội vũ trang đầy đủ ẩn trong phương tiện vận chuyển. Điều này tương đương với việc xuyên thủng bầu trời. Tất cả gậy trong tay lão ma đều bị ném trên mặt đất. Một số người thậm chí không chịu nổi áp lực và khuỵu xuống. Lão ma đầu rùng mình, kinh hãi suýt nữa tiểu. Hắn giơ hai tay lên và hét lên, hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Đại đội trưởng lạnh lùng nói, tôi là đại đội trưởng đại đội 8 nhà máy quân sự đóng quân của quân khu Tô Châu Hàng Châu, tôi được lệnh vận chuyển thiết bị y tế từ nhà máy quân sự đến tập đoàn Vân Đình. Sau khi nghe giới thiệu, hắn gần như ngất đi. Những người khác đã thực sự bị sốc ngay tại chỗ. Hầu như tất cả mọi người đều ngã xuống đất vì sợ hãi và không thể đứng dậy được. Cuối cùng họ cũng biết tập đoàn Vân Đình đặt mua thiết bị ở đâu. Nhà máy quân sự. Không có gì ngạc nhiên khi có một chuỗi đầy đủ lính đến để hộ tống. Hồi hận chết mát, ma già thực sự hồi hận về cái chết của mình. Nếu biết là đồ của quân sự, hắn sẽ không có dũng khí đó. Những tên xã hội đen của Bạch Thanh Phong là lừa đảo. Lão ma thật muốn khó. C có muốn sử dụng xe quân sự để vận chuyển những thứ trong nhà máy quân sự không? Muốn nhìn thấy quân xe chạy không thoát sao, cầm lấy. Đội trưởng ra lệnh. Hàng chục người đều đã bị hạ gục. Họ cũng hiểu điều này có nghĩa là gì. Họ bị loại bỏ, hoàn toàn bị loại bỏ. Nhưng họ vẫn không dám nói ai đứng sau. Khi đó các thành viên trong gia đình họ sẽ gặp rắc rối. Cuối cùng, tất cả các thiết bị đã được chuyển đến nhà máy y tế của tập đoàn Vân Đình một cách an toàn và lành mạnh. Mất nửa ngày để lắp đặt tất cả các thiết bị, tất cả các nguyên liệu thô mà Tiết Đình mua cũng đã đến nơi. Sản xuất có thể bắt đầu vào ban đêm. Giao Vũ Tường, với tư cách là cố vấn kỹ thuật đã kiểm tra toàn diện. Diệp Quân Lâm theo Giao Vũ Tường đến nhà máy để kiểm tra. Phương Tử Tình ngạc nhiên khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm, tại sao anh lại ở đây? Tại sao tôi không thê đến? Diệp Quân Lâm hỏi một cách khoa trương. Giao Vũ Tường lúng túng cười, cô Tình, Lâm, anh ấy đi cùng Lôi Phương Tử Tình chợt nhận ra, ồ, tôi hiểu rồi. Thảo nào Tử Nhiễm nói rằng anh có việc. Diệp Quân Lâm cười, thì sao? Thôi, để đối mặt với Tử Nhiễm, tôi sẽ để anh ở lại tập đoàn Vân Đình với tư cách là cố vấn kỹ thuật. Tuy nhiên, tương lai tôi sẽ là chủ của anh có thể gọi cho ông chủ tới gặp tôi không? Tiết Đình tự hào nói. Cô ta cảm thấy khó chịu khi nghĩ về nó. Cô ta đã luôn luôn cạnh tranh. Khi Diệp Quân Lâm thành lập tập đoàn Quân Lâm 6 năm trước, cô ta đã thề sẽ vượt qua anh ấy và đặc biệt đến Hoa Kỳ để phát triển. Bây giờ Diệp Quân Lâm hóa ra là cấp dưới của cô. Tiết Đình có một cảm giác hoàn thành, chỉ là cô không để ý rằng khuôn mặt của Giao Vũ Tường rất lạ. Ngô Hồng Nho, người phụ trách nhà máy dược phẩm này, báo cáo, trang thiết bị đã được vận hành xong và có thể đưa vào sản xuất ngay trong đêm. Được rồi, mọi người chuẩn bị và bắt đầu từ 8 giờ tối.
Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Tiết Đình bắt đầu thở dài, ông chủ của chúng ta quá bí ẩn, phải không? Đúng vậy, ông chủ quá bí ẩn. Ngay cả chủ tịch cũng bí ẩn, và phần lớn thời gian anh ấy không có ở đó. Hà Điềm Điềm và Giao Vũ Tường nhìn nhau. Nó thực sự bí ẩn. Trước mặt, cô ta không biết. Phương Tử Tình nói trước mặt mọi người, ông chủ thật sự quá tốt, có thể mua thiết bị từ nhà máy quân sự. Tôi càng ngày càng thấy khâm phục ông chủ. Chủ tịch Phương, anh ấy vẫn còn độc thân, nếu sếp độc thân thì cô sẽ theo đuổi sếp đúng không? Tề Ngôn Tiêu và vài người cười. Phương Tử Tình gật đầu không lảng tránh, cha, chỉ cần ông chủ còn độc thân, tôi nhất định sẽ theo đuổi anh ấy, từ nay tôi sẽ là vợ của sếp. Diệp Quân Lâm cau mày, anh ấy quan tâm đến bạn gái, việc cô ta nói thật sự là vô vọng. Hôm nay, việc mua thiết bị của tập đoàn Vân Đình đã lan rộng khắp khu thương mại Tô Châu Hàng Châu. Vô số người đã bị sốc, kể cả người giàu nhất, họ cũng bị sốc. Tập đoàn Vân Đình này có việc gì cần làm? Anh ấy đã mua thiết bị trước phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Không có gì gây sốc hơn phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu, Bạch Thanh Phong và các giám đốc khác đang phát điên. Giờ thì cả người họ phái đến cũng bị bắt, họ đã thua 2 lần liên tiếp. Điều này khiến họ rất bức xúc, bọn họ không thể kìm được mặt. Chúng ta hãy nằm yên một chỗ xem chúng định làm gì. Bạch Thanh Phong và những người khác đã chọn tạm thời dừng lại. Trong vài ngày qua, tập đoàn Vân Đình đã bí mật phát triển và tăng tốc sản xuất. Sau khi Tiết Đình được bố trí làm cố vấn kỹ thuật, Diệp Quân Lâm có thể tùy ý ra vào tập đoàn Vân Đình. Dù sao thì nhiều người thực sự biết danh tính của anh ấy. Tuy nhiên, đối với người ngoài, Diệp Quân Lâm chỉ không làm gì cả, ngày nào cũng uống cà phê, hút thuốc rồi nghỉ việc. Ngày này, khi Diệp Quân Lâm đang uống trà trong văn phòng, Thanh Long và Kỳ Lân cùng nhau đến, tướng quân nói với anh một điều. Không phải là vị trí của Tổng Tư lệnh của quân khu Tô Hàng luôn bỏ trống sao? Một người đã được gửi đến để đảm nhận bài viết gần đây. Một bu ỏi lễ hẹn sẽ được tổ chức. Xin Phó Tổng Tư lệnh quân khu Tô Châu Hàng Châu, trân trọng kính mời chúng ta tham dự, Thiếu tướng Kỳ Lân nói. Diệp Quân Lâm cười, tôi có cần đi không? Thanh Long nói, tướng quân không phải đi, nhưng anh nên biết người được cử đến làm Tổng Tư lệnh, hoặc binh lính của anh. Diệp Quân Lâm suy nghĩ một chút rồi nói, chẳng lẽ là Duẫn Thiên Cường, Tổng Tư lệnh quân đoàn số 1 của Lữ đoàn sát, Duẫn Thiên Cường dũng cảm, thiện chiến, nhưng năm trước bị thương, phải từ giã chiến tuyến, 2 năm nay mới hồi phục sức khỏe, nếu có ai dưới quyền đủ tiêu chuẩn và thời gian làm chỉ huy trưởng, chỉ có thể là Duẫn Thiên Cường. Thanh Long gật đầu, đúng, đúng, Duẫn Thiên Cường. Thôi, tốt, nói với quân khu Tô Hàng rằng tôi sẽ tham gia buổi lễ với tư cách là Tổng Tư lệnh. Tôi muốn chứng kiến giây phút vinh quang của người lính của mình. Anh nói. Hiểu rồi, tướng quân. Khi quân khu Tô Hàng nhận được tin chính xác Diệp Quân Lâm đến tham gia buổi lễ, cả quân khu sôi sục. Đặc biệt là Trịnh Hướng Quần. Ông ấy rất phấn khích. Trước giờ ông ấy vẫn còn hồi hộp. Đây là một sự trấn an. Trịnh Hướng Quần cũng đặc biệt thông báo. 4 người khổng lồ của phòng thương mại Tô Hàng hoàn toàn phấn khích nên đã quên đi chuyện của tập đoàn Vân Đình. Chúng ta có phải là những người sẽ chứng kiến thời khắc huy hoàng? Đó là tướng quân Côn Luân, thần chiến tranh bảo vệ tổ quốc của Việt Nam. Được nhìn thấy Côn Luân đại tướng quân, tôi đời này không hối hận. Nếu có thể làm quen với tướng quân Côn Luân lần này, chúng ta với Thẩm Mặc Sơn sẽ không còn lo vấn đề gì. Đúng, Thẩm Mặc Sơn đã nghiền nát chúng ta bao nhiêu năm, Lôi Thiên Tuyệt và một vài người sẽ không bao giờ quên trận chiến với Thẩm Mặc Sơn. Họ muốn nhân cơ hội này nhắm vào Thám Mặc Son. Trong nhiều năm như vậy, Thẩm Mặc Sơn luôn trấn áp phòng thương mại Tô Hàng, nếu phòng thương mại muốn tiến xa hơn thì phải vượt qua rào cản của Thám Mặc Son, nên họ coi Tổng Tư lệnh như một con tốt lớn là cơ hội. Chỉ có tướng quân Côn Luân mới có thể trấn áp được Thám Mặc Sơn. Trong mắt của phòng Tô Châu, Hàng Châu về thương mại, chỉ có vấn đề này là vấn đề lớn. Các vấn đề khác đều ngược lại, đặc biệt là về phía tập đoàn Vân Đình. Phòng thương mại không có thời gian để bận tâm. Bên kia, trong biệt thự nhà họ Thẩm, già trẻ lớn bé đều quây quần bên nhau, Thẩm Mặc Sơn ngồi trên hiên ngang, bên dưới là con trai con gái, đàn cháu đứng sau Thẩm Mặc Sơn bắt đầu lại từ đầu và làm người giàu nhất Tô Châu và Hàng Châu. Các con của ông không có người thừa kế bản thiểu, tất cả đều là rồng và phượng. Nhân tài trải khắp quân đội, kinh doanh và chính trị, nở rộ khắp nơi. Đó là lý do vì sao nhà họ Thẩm rất hùng mạnh. Không chỉ là sự giàu có,
mà còn là nền tảng của các mối liên hệ. Phòng thương mại Tô Hàng với gia đình ông ta được xoắn lại thành một sợi dây, và nó đương nhiên bền chặt. Ví dụ, con trai cả Thẩm Thanh Vân đang ngồi trước mặt ông ta. Tham mưu trưởng trẻ nhất quân khu Thẩm Thanh Vân cười nói, bố, nói cho bố một sự kiện vui vẻ. Hả, cho bố biết câu chuyện gì? Thần thái của Thẩm Mặc Sơn gần đây càng ngày càng tốt. Không phải vị trí tổng tư lệnh quân khu của chúng ta luôn bị bỏ trống sao, gần đây, tổng tư lệnh đã được cử xuống, một sĩ quan của lữ đoàn sắt. Thẩm Mặc Son lập tức hứng thú, ồ, đó là một điều tốt. Quan trọng nhất là tổng tư lệnh sẽ hành lễ, Côn Luân đại tướng quân sẽ tham gia. Ban đầu, tướng quân Côn Luân không tham gia, nhưng con nghe nói anh ấy đang đi lính nên đã đồng ý. Thẩm Thanh Vân nói, hả, Côn Luân đại tướng quân, anh ấy cũng sẽ đến chứ. Thẩm Mặc Sơn lên tinh thần. Đúng vậy, và lần này khi đang trong buổi lễ, có những nơi dành cho những người từ xã hội giàu có mới được ngồi, và có chỗ của bó. Thẩm Thanh Vân mỉm cười. Tức là bố có thể nhìn thấy Côn Luân đại tướng. Thảo Âm Mặc Sơn phần khởi nói. Ông ta luôn rất ngưỡng mộ anh ấy. Nghe tin đại tướng sắp tới Tô Châu và Hàng Châu, ông ta đã trực tiếp chạy đến sân bay Tô Hàng để đón, nhưng ông ta đã phải quay lại ngay trước mũi súng. Ông ta đã được mời trở lại vài lần sau đó bị từ chối. Cha, đúng vậy, bố cũng có thể giao tiếp trực tiếp với đại tướng. Thẩm Thanh Vân nói. Anh ấy chịu trách nhiệm về buổi lễ. Anh ấy chịu trách nhiệm về mọi thứ bao gồm cả số lượng địa điểm cho buổi lễ. Anh ấy sắp xếp quá trình hoạt động, vì vậy sau khi buổi lễ kết thúc, sẽ có thời gian để giao tiếp. Chúa ơi, bố có thể nói chuyện trực tiếp với tướng quân Côn Luân không? Thật là thú vị. Thẩm Mặc Sơn phấn khích đứng lên, ngay cả thế hệ trẻ cũng nhìn Thẩm Thanh Vân đầy mong đợi. Chú, chúng ta có cơ hội đi không? Mọi người đều háo hức muốn xem thần binh huyền thoại của Việt Nam. Khó, nhưng tôi sẽ tìm ra cách, nhất định là việc tốt cho những người trẻ tuổi để tri ân phong thái của Đại tướng quân Côn Luân. Thẩm Thanh Vân nói. Phải không, tướng quân được cho là trạc tuổi Thanh Vân và những người khác. Thật tuyệt vời, Thẩm Mặc Sơn mỉm cười, ngôn tình sắc. Việc Tổng Tư lệnh được bổ nhiệm vào lễ đường đã lan rộng khắp giới thượng lưu Tô Châu và Hàng Châu. Đây là cơ hội để đối mặt trực tiếp với tướng quân Côn Luân. Có người còn sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ để mua một nơi tham gia. Đó là thời điểm mà tập đoàn Vân Đình phát triển nhanh chóng, và lô sản phẩm đầu tiên được sản xuất và gửi đến Cục Giám sát Chất lượng để kiểm tra. Miễn là nó vượt qua kiểm tra chất lượng, nó có thể được bán trực tuyến. Mọi người đều mong chờ hiệu ứng của vụ nổ. Phòng thương mại Tô Hàng chắc chắn sẽ mất cảnh giác, tuy nhiên, một số giám đốc của phòng thương mại Tô Hàng vẫn đang chú ý đến vấn đề này. Bạch Thanh Phong đặc biệt gọi Cao Lập Thịnh, Từ Hán Toàn và Ngô Mỹ Lệ cùng nhau. Tôi muốn hỏi tập đoàn Vân Đình có tình săn trộm giao vũ tường có nghĩa là gì? Bạch Thanh Phong, một số giám đốc, vẫn không thể hiểu được mánh khóe này. Anh ta đặc biệt hỏi một vài người. Anh Phong, có một điều tôi muốn nói, giao vũ tường vẫn còn khả năng. Ước tính tập đoàn Vân Đình muốn đi lĩnh vực thiết bị y tế, giao vũ tường rất thích hợp. Cao Lập Thịnh nói, liệu giao vũ tường có thể làm chủ được tất cả các công nghệ cốt lõi không? Bạch Thanh Phong và một số đạo diễn đã lo lắng về điều này. Không thể, lúc đầu, để đánh đổi, mỗi người Diệp Quân Lâm đều nắm vững một phần công nghệ cốt lõi. Ngoại trừ ba người chúng tôi, những người khác bao gồm cả Diệp Quân Lâm đều không có tất cả công nghệ cốt lõi. Từ Hán Toàn khẳng định nói. Hai người kia cũng gật đầu. Ha ha, có nghĩa là, chỉ có phòng thương mại Tô Hàng có tất cả các công nghệ cốt lõi. Bạch Thanh Phong mỉm cười. Đúng, đúng vậy, cả ba gật đầu. Tuy nhiên, tập đoàn Vân Đình gần đây rất bí ẩn. Tôi không biết nó đang làm gì. Những người tôi cử đi cũng không tìm ra được gì cả. Bạch Thanh Phong thở dài. Lúc này, Ngô Mỹ Lệ khóe miệng lộ ra một nụ cười tự mãn, giao cho tôi được không? Giao cho cô sao? Đúng vậy, tôi sẽ đích thân đến gặp Giao Vũ Tường. Người què đó sẽ nghe lời tôi, ngay cả khi anh ta đã thất vọng với tôi. Nhưng tôi chỉ cần nói một vài điều tốt, và anh ta chắc chắn sẽ nói với tôi tất cả mọi thứ. Công nghệ cốt lõi còn lại là những gì tôi sẽ tìm ra. Ngô Mỹ Lệ trông như một con cáo. Được rồi, cô đi làm đi. Nếu có thể coi là bí mật của tập đoàn Vân Đình, thì chức vụ phó giám đốc bộ phận quan hệ công chúng của công ty chúng tôi là của cô. Bạch Thanh Phong cười. Đừng lo lắng, hãy luôn tin tôi. Ngô Mỹ Lệ rất cao hứng.
đây là vị trí quản lý cấp cao của tập đoàn Thiên Thành. Trong tương lai, cô ta cũng là một công nhân cổ trắng cao cấp ở thành thị. Sau khi ra khỏi tập đoàn Thiên Thành, đôi mắt Ngô Mỹ Lệ đầy lạnh lùng, Giao Vũ Tường, anh đã tàn tật và nghĩ rằng anh có thể vươn lên sau khi gia nhập tập đoàn Vân Đình sao? Đừng lo lắng, sau khi tôi sắp đặt bí mật, tôi sẽ tiết lộ bí mật của anh cho tập đoàn Thiên Thành. Sau đó, tôi sẽ đảm bảo rằng anh sẽ bị hủy hoại. Không có công ty ở Tô Hàng nào dành cho anh cả. Cô ta chỉ muốn giết Giao Vũ Tường. Những ngày này, Giao Vũ Tường đã làm việc rất chăm chỉ và luôn là người đi đầu. Sản phẩm đã được gửi đi kiểm tra chất lượng. Anh thở phào nhẹ nhõm. Kiểm tra chất lượng sản phẩm này là kiểm tra hai lần. Một lô được gửi đến Cục Giám sát Chất lượng, kiểm tra và kiểm dịch, và một lô khác đến nhà máy quân sự. Anh ta tự tin trong việc kiểm tra chất lượng. Khi anh ta đang làm thiết kế cải tiến sản phẩm tiếp theo, Diệp Quân Lâm đã đến gặp anh ta. Anh có biết tại sao tôi không để anh ly hôn không? Diệp Quân Lâm đột ngột hỏi. Giao Vũ Tường sờ đầu và lắc đầu. Nếu trực tiếp ly hôn, thật quá rẻ cho con chó và người đàn ông đó. Diệp Quân Lâm cười. Anh Lâm, ý anh là... Giao Vũ Tường không hiểu ý của Diệp Quân Lâm. Đi thôi, theo tôi đến một nơi. Diệp Quân Lâm nói. Được rồi. Anh Lâm tôi sẽ nghe lời anh. Giao Vũ Tường làm theo. Hai người đi ô tô đến tận ngoại ô. Nó sẽ đến đích trong khoảng 2 giờ. Nhìn tòa nhà trước mặt, Giao Vũ Tường bị sốc. Diệp Quân Lâm đưa anh ta đến nhà máy quân sự của quân khu Tô Châu Hàng Châu. Trưởng phòng hậu cần ở cửa, đích thân chào hỏi. Đừng nói lung tung, cứ để anh ta đến thăm đi. Diệp Quân Lâm thì thào. Tiết Triển gật đầu, đưa Diệp Quân Lâm và họ vào nhà máy quân sự. Giao Vũ Tường đã bị sốc, họ đến tận bộ phận kiểm tra chất lượng. Tiết Triển nói với các đồng chí trong bộ phận chất lượng, đây là thiết kế trưởng của tập đoàn Vân Đình, người phụ trách lô sản phẩm này. Các đồng chí trong bộ phận kiểm tra chất lượng kinh ngạc nhìn Giao Vũ Tường. Thực sự đáng kinh ngạc, chúng tôi đã vượt qua kiểm tra chất lượng sản phẩm của anh, và chất lượng hoàn toàn không có vấn đề gì, và chất lượng cao hơn một bậc so với sản phẩm của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Nếu lô thiết bị y tế này được áp dụng ra thị trường, nó thực sự có thể có tác dụng lớn. Đây chắc chắn là điều tốt vì lợi ích của người dân. Nhà máy quân đội đã thông qua kiểm tra chất lượng sản phẩm của mình. Họ ngạc nhiên trước kỹ năng của nhà thiết kế. Ngay khi Diệp Quân Lâm có ý tưởng, anh ấy đã đưa Giao Vũ Tường đến để trao đổi với các kỹ thuật viên này. Diệp Quân Lâm nói với Tiết Triển, Bộ trưởng Triển. Tôi nghĩ Giao Vũ Tường có thể được sử dụng làm cố vấn kỹ thuật cho thiết bị y tế trong nhà máy quân sự. Anh nghĩ thế nào? Tiết Triển lập tức cười và nói, thật tuyệt, chúng ta vẫn còn thiếu nhân tài trong lĩnh vực này. Đúng vậy, vẫn còn khoảng cách giữa thiết bị y tế trong nước và nước ngoài. Nếu có nhiều nhân tài như vậy, chúng ta có thể mạnh hơn. Được rồi, bố trí Giao Vũ Tường làm cố vấn kỹ thuật và bổ nhiệm một quân hàm khác. Quân Lâm đến gần con đường. Được rồi. Không có vấn đề gì, tôi sẽ thu xếp ngay. Trong vòng chưa đến nửa giờ, Tiết Triển đã sắp xếp xong mọi việc. Giao Vũ Tường nhìn vào giấy tờ tùy thân và một bộ quân phục với vẻ mặt sững sờ. Anh hào hứng hỏi, anh Lâm, giờ tôi được đi lính rồi hả? Quên đi, sao lại không, anh là chuyên viên tư vấn kỹ thuật. Nhưng sắp tới anh sẽ phải bận tâm nhiều hơn, vào đây để được trao đổi và hướng dẫn nhiều hơn nhé. Quân Lâm cho biết. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Giao Vũ Tường nói. Giao Vũ Tường nắm chặt giấy chứng nhận của mình và nhìn Diệp Quân Lâm cảm động. Chính anh ấy đã cho mình cơ hội tái sinh ý chí. Hãy nhớ một điều, hãy sử dụng những gì anh đã học vào con đường đúng đắn, phục vụ nhân dân và giành vinh quang cho đất nước. Diệp Quân Lâm vỗ vai anh. Sau khi tan sở vào ban đêm, Ngô Mỹ Lệ thực sự gọi là Giao Vũ Tường. Vũ Tường, anh có thể đến gặp em không? Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh, lúc 8 giờ tối nay, ở tầng bà khi nghe lời này, Giao Vũ Tường cảm thấy mềm lòng. Suy cho cùng, đó là người phụ nữ anh ta đã yêu suốt 10 năm. Bây giờ ngay cả âm thanh cũng có thể ảnh hưởng đến trái tim của anh ta. Tuy nhiên, Giao Vũ Tường vẫn khéo léo hỏi Diệp Quân Lâm có nên đi hay không. Tất nhiên là đi rồi, tôi sẽ đi cùng anh. Diệp Quân Lâm cười. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm đưa Giao Vũ Tường đến đó. Trước khi Giao Vũ Tường bước vào, Diệp Quân Lâm đã lắp một chiếc máy ảnh vào người anh ta và đeo máy ghi âm vào tay anh ta. Cô ta bị trục trặc trong hôn nhân. Bây giờ chúng ta phải thu thập bằng chứng, được không? Diệp Quân Lâm nói.
Hiểu, Giao Vũ Tường siết chặt máy ghi âm, anh nhất định phải khiến cặp đôi này phải trả giá. Diệp Quân Lâm cười, hơn nữa, anh còn là tư vấn kỹ thuật trong nhà máy quân sự và là quân nhân. Cô ta ngang nhiên giở trò phá hoại hôn quân, một tội kết hôn quân nhân cũng đủ để bọn họ ngồi tù. Hơn nữa, bọn họ còn làm lộ cốt lõi công nghệ, gian lận thương mại. Các cáo buộc đều có, chỉ cần có đầy đủ bằng chứng, số phận của họ sẽ khốn khổ và đau khổ. Anh ta mới nhận ra rằng anh ta là một nhà cố vấn kỹ thuật trong một nhà máy quân sự. Bây giờ anh và Ngô Mỹ Lệ vẫn chưa ly hôn, những gì cô ta đã làm là phá hủy cuộc hôn nhân quân sự. Anh chợt nhớ ra tại sao ngày đó Diệp Quân Lâm không để anh ly hôn. Thời điểm là ở đây, nhưng mọi thứ đều hợp pháp và hợp lý. Ai bảo Ngô Mỹ Lệ lừa dối trong cuộc hôn nhân của anh ta? Ai bảo họ gian lận và làm dò dỉ công nghệ cốt lõi? Tất cả mọi thứ là trên tài khoản của riêng họ. Sau khi bình tĩnh lại, Giao Vũ Tường đến nhà hàng được chỉ định. Điều khiến anh ngạc nhiên không chỉ là Ngô Mỹ Lệ chỉ có một mình, Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn đều ở đây. Nhìn Giao Vũ Tường khập khiếng bước vào, Cao Lập Thịnh chế nhạo, cứ nói đi, chừng nào còn nghe thấy giọng nói của Ngô Mỹ Lệ thì người què quạt này sẽ lao tới. Từ Hán Toàn cũng chế nhạo. Ngô Mỹ Lệ hôn lên mặt Từ Hán Toàn và mỉm cười, sao anh không nói rằng em rất quyến rũ? Ha ha, tất nhiên rồi, Từ Hán Toàn nắm lấy một tay trước mặt Giao Vũ Tường. Giao Vũ Tường lại bị sốc, hóa ra con chó cái này không chỉ lừa dối Cao Lập Thịnh, mà còn có quan hệ với Từ Hán Toàn. Không biết đời tư của người phụ nữ này thực hư thế nào. Giao Vũ Tường kìm nén cảm xúc của mình và ngồi trước mặt ba người họ. Không phải anh nói có chuyện với tôi sao? Có chuyện gì vậy? Giao Vũ Tường lạnh lùng hỏi. Vì anh ở đây, tôi sẽ giải thích cho anh. Tập đoàn Vân Đình gần đây đang làm gì? Anh kể cho tôi nghe mọi chuyện đi. Ngô Mỹ Lệ không thèm dùng đến phương tiện, trực tiếp hỏi. Giao Vũ Tường chế nhạo, tại sao tôi phải nói với cô? Ha ha, anh đến tập đoàn Vân Đình vài ngày và cánh của anh đã trở nên cứng rồi sao? Nhanh lên, nếu anh vẫn yêu Mỹ Lệ. Cao Lập Thịnh chế nhạo. Ngô Mỹ Lệ nhìn Giao Vũ Tường đáng thương, Vũ Tường còn không nói tôi sao? Nếu không nói ra, tôi sẽ gặp rắc rối. Không thể, đây là bí mật của công ty, không thể nói trước được, bây giờ không thể bị ngươi lừa nữa. Giao Vũ Tường thái độ kiên quyết, hoàn toàn khác với lúc trước. Nhưng Ngô Mỹ Lệ đã mỉm cười. Rõ ràng là họ có cách để đối phó với Vũ Tường. Không nói cho tôi biết, đừng ép chúng tôi dùng biện pháp mạnh với anh. Từ Hán Toàn uy hiếp. Anh vẫn có thể đánh tôi. Giao Vũ Tường được Diệp Quân Lâm chống lưng, vẻ mặt thoải mái. Đánh anh làm gì vậy? Tôi nói cho anh biết, 6 năm trước tôi đã thuê người chặt chân anh, khi đó tôi ngủ với vợ anh. Cao Lập Thịnh cười lớn. Bùm! Tin tức này giống như một tia sáng từ màu xanh đến Cao Lập Thịnh. Còn nhớ 140 tỷ trong tài khoản của anh không? Chúng tôi đã chuyển đi, không phải để điền vào công quỹ. Từ Hán Toàn mỉm cười. Giao Vũ Tường nắm chặt tay. Ngô Mỹ Lệ càng cười hơn, nếu anh không nói cho tôi biết anh đang làm gì trong tập đoàn Vân Đình, tôi sẽ rất xấu hổ. Hả, ý cô là gì? Giao Vũ Tường khó hiểu. Anh không quan tâm đến thể diện sao? Nếu anh không nói gì, tôi sẽ nói với mọi người có mặt rằng anh là chồng của tôi, sau đó tôi sẽ hôn cả lên hai người bọn họ. Ngô Mỹ Lệ cười rất rẻ. Ở nơi công cộng, trước mặt chồng, cô ta mập mờ với những người đàn ông khác. Đây chắc chắn là nỗi xấu hổ lớn nhất đối với một người đàn ông. Một số người thậm chí còn mắt mặt và nhảy thẳng khỏi tòa nhà. Đặc biệt là những người tiết kiệm thể diện như Giao Vũ Tường. Tuyệt đối không thể chịu nổi. Ngô Mỹ Lệ đã có thể tìm ra tính cách và tính khí của Giao Vũ Tường. Biết rõ anh ta rất coi trọng bộ mặt của mình, anh ta tuyệt không chịu được loại chuyện này xảy ra. Vì vậy, cô ta đoán anh ta sẽ rất phần khích. Đồ khốn kiếp. Chắc chắn rồi, Giao Vũ Tường đã bị kích thích, anh ta gần như bật dậy, nắm chặt tay và tức giận. Nếu nhiều người biết vợ anh lừa dối, hoặc trước mặt anh đành chịu. Giao Cản tâm lý hoàn toàn không thể vượt qua làm sao vậy. Anh vẫn không nói cho tôi biết. Ngô Mỹ Lệ không khỏi vui mừng khi thấy Giao Vũ Tường chật vật. Cô ta ăn trong khi anh ta đang loay hoay, giọng nói của Diệp Quân Lâm phát ra từ chiếc tai nghe vô hình, để cô ta làm đi. Đó không phải là bằng chứng sao? Hóa ra Diệp Quân Lâm đã quan sát mọi thứ qua camera từ xa.
Lời nói của Diệp Quân Lâm khiến Giao Vũ Tường tỉnh lại ngay lập tức. Chính xác, anh ta không phải đang thu thập bằng chứng sao? Những gì Ngô Mỹ Lệ phải làm chỉ là bằng chứng mà anh ta muốn. Giao Vũ Tường đỏ mắt và giận dữ nói, cô dám không? Tại sao tôi không dám? Ngô Mỹ Lệ mỉm cười. Cô ta đứng dậy và hét vào mặt mọi người nhìn đây. Mọi người không hiểu, nhưng họ vẫn nhìn sang. Lúc này Ngô Mỹ Lệ đang quan sát Giao Vũ Tường. Dù rất tức giận nhưng Giao Vũ Tường vẫn không ngăn cản. Phải tăng số lượng nhân chứng. Mọi người ơi, đây là chồng tôi. Một người tật nguyền, bây giờ anh ta đẩy tôi cho người khác. Ngô Mỹ Lệ hét lên. Mọi người nhìn Giao Vũ Tường. Giao Vũ Tường tức giận gầm lên. Rõ ràng là cô đã tự làm chật bánh rồi. Nguyên nhân gì khiến tôi ép cô? Nhìn Giao Vũ Tường khóe miệng như vậy cứng ngắc. Từ Hán Toàn đứng lên. Chế nhạo, đúng, đúng vậy. Vợ anh đã lừa dối anh. Cao Lập Thịnh cũng nở một nụ cười tà mị, hai người chúng ta đã ngủ với vợ anh 6 năm rồi. Anh què rồi, anh không có khả năng, chúng tôi giúp vợ của anh thì có chuyện gì vậy? Với bối cảnh của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu, ai dám báo cáo về những điều này? Đó là lý do tại sao nó sẽ là vô đạo đức. Để bức hại Giao Vũ Tường. Ngô Mỹ Lệ thậm chí còn hôn lên mặt của Cao Lập Thịnh và mỉm cười quyến rũ, anh tàn tật, tôi đang lừa dối. Anh có thể làm gì? Đó là một sự mất phẩm giá. Giao Vũ Tường đã rất tức giận, nhưng vẫn chịu, cảm xúc của cả người là thăng trầm. Ngô Mỹ Lệ và cả ba đều ngạc nhiên. Anh ta có thể giữ lại sự què quạt này ngày hôm nay không? Không thể tin được. Xê anh còn không nói là mình tàn tật sao? Tốt, ly hôn đi, nhất định phải ly hôn. Ngô Mỹ Lệ thấy Giao Vũ Tường không chịu nói ra nên thay đổi ly hôn để ép anh. Giao Vũ Tường đứng dậy và nói, ừ, ly hôn đi. Hãy rời đi nếu cô muốn. Nói xong Giao Vũ Tường quay người rời đi. Ba người trong Ngô Mỹ Lệ sững sờ. Điều này không chính xác. Làm thế nào mà Giao Vũ Tường không ăn cứng đá mềm? Không đời nào. Anh ta không thể được phép rời đi trước những bí mật của tập đoàn Vân Đình. Vài người vội đuổi kịp. Giao Vũ Tường. Anh bị tàn tật và không thể rời đi. Khi ba người họ cố gắng ngăn Giao Vũ Tường lại, một người xuất hiện trước mặt, đó là Diệp Quân Lâm. Tránh ra, đây là chuyện giữa chúng tôi và Giao Vũ Tường, không liên quan gì đến anh. Từ Hán Toàn và Cao Lập Thịnh định đẩy Diệp Quân Lâm ra. Kết quả như đụng phải núi, Diệp Quân Lâm bất động. Tránh ra, cả hai định làm gì đó với Diệp Quân Lâm. Bốp, bếp. Diệp Quân Lâm tát vào mặt Từ Hán Toàn và Cao Lập Thịnh hai cái tát. Cả hai bị đánh bay ra ngoài vài mét, và vài chiếc răng văng ra. Mọi người đều nhìn Diệp Quân Lâm một cách khó tin. Anh ta mạnh đến vậy sao? Cô không chạy sao? Diệp Quân Lâm lạnh lùng nói, nhìn Ngô Mỹ Lệ đang ngắn người. Ngô Mỹ Lệ bỏ chạy ngay lập tức. Cuối cùng, Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường đã rời khỏi đây. Diệp Quân Lâm, Giao Vũ Tường, chúng ta sẽ hạ họ xuống. Hãy xem chúng ta sẽ giết các người như thế nào. Nhìn bóng lưng của Diệp Quân Lâm, Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn nghiến răng. Trước khi Ngô Mỹ Lệ đi, cô cũng xác nhận có người khác vừa chụp ảnh, quay phim hay không. Hãy chắc chắn rằng họ đã không, họ chỉ rời đi. Sau khi đến bên ngoài, Giao Vũ Tường đã khóc. Giao Vũ Tường thực chất là một người bình thường muốn có một cuộc sống ổn định. Nhưng những điều cô ta đã làm khiến anh ta có cách nhìn mới về cuộc sống. Hóa ra là như vậy với anh ta. Trước đây trong lòng anh vẫn còn một tia hy vọng, bây giờ anh đã thấy rõ chưa? Quân Lâm nói. Nhìn rõ ràng, anh Lâm, tiếp theo tôi sẽ thu thập tất cả chứng cứ. Ba con đĩ này phải ngồi tù. Trước khi Giao Vũ Tường không thể chịu nổi với Ngô Mỹ Lệ, lần này anh đã hạ quyết tâm. Sốt cuộc, trái tim anh ta đã chết. Chà, tốt. Ở bên kia, Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn không thể làm gì. Không, Diệp Quân Lâm cũng phải tàn tật. Giao Vũ Tường, tôi cũng sẽ đánh gãy chân còn lại của anh ta. Cao Lập Thịnh che mặt, lạnh lùng nói. Từ Hán Toàn gật đầu, đúng. Hai người này hẳn là bị bỏ rơi. Ngô Mỹ Lệ thì thào, vậy thì người liên lạc của tôi. Được rồi, cô đang tìm ai? Hai người hỏi. Ngô Mỹ Lệ cười, tôi biết một vài huấn luyện viên trong một phòng tập thể hình. Trước đây tôi từng hách mọi người trong xã hội và một trong số họ đã phải ngồi tù. Họ rất tàn nhẫn, và nếu có muốn Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường sẽ không thoát khỏi họ. Được rồi, đi tìm đám người này, ngày mai chúng ta loại bỏ hai người này.
hai người tức giận nói. Sau một đêm thu thập và phân loại, vật chứng đã hoàn tất. Ngay khi Giao Vũ Tường đang nghĩ xem phải làm gì, anh ta không ngờ rằng Ngô Mỹ Lệ sẽ gọi. Giao Vũ Tường, anh có thể đến đây không? Em đã nhận ra sai lầm rồi. Em không xứng với anh, chúng ta ly hôn được không? Em không thể kéo anh xuống được nữa. Thái độ của Ngô Mỹ Lệ đầy sự lừa gạt. Được rồi, ly hôn đi. Giao Vũ Tường đồng ý. Hơn nữa, anh hãy gọi Diệp Quân Lâm đến cùng, làm nhân chứng. Ngô Mỹ Lệ hỏi, Giao Vũ Tường nhìn lên Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm gật đầu. Được rồi, Chủ tịch Lâm đã đồng ý. Giao Vũ Tường nói. Được rồi, chúng tôi đang đợi anh ở tòa nhà thương mại đối diện với cục nội vụ. Ngô Mỹ Lệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Họ đã sẵn sàng, một số huấn luyện viên thể dục với cơ bắp bùng nổ đã chờ sẵn. Bên cạnh còn có Song Sắt. Giao Vũ Tường, anh thật sự rất ngốc, để anh đến rồi anh sẽ chết. Ngô Mỹ Lệ cười đến tàn nhẫn. Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường ngay trước khi khởi hành, Giao Vũ Tường gọi cho bộ phận liên quan, xin chào, tôi đã báo cáo rằng ai đó đã phá hoại cuộc hôn nhân trong quân đội. Tôi phục vụ trong một nhà máy quân sự. Số ID là... Vâng, vâng, tôi có bằng chứng. Địa điểm là trong phòng 2009, tòa nhà thương mại. Ngoài ra, anh ta còn gọi cho bộ phận điều tra tội phạm thương mại và nói với họ về các tội phạm thương mại và các tội danh khác của Ngô Mỹ Lệ. Đi thôi, hãy xem một chương trình hay. Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường đến phòng 2009 của tòa nhà thương mại. Bang, cánh cửa bị đóng lại. Một vài kẻ to lớn hung hãn xuất hiện với những thanh thép. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cơ bắp của 7-8 người này đều nổ tung, đặc biệt là những kẻ có bắp tay to bằng đầu người. Các đường cơ trên tay và chân của anh ta bung ra, giống như những con rắn ẩn bên trong. Ngoài ra, chúng còn rất to lớn, đáng sợ hơn cả bọn côn đồ đó. Đây là những thân hình săn chắc được tập luyện trong phòng tập, kiểu chiến đấu thì không mạnh nhưng dáng thì thực sự đáng sợ. Ngay khi họ xuất hiện, Giao Vũ Tường đã sợ hãi. Anh ta quá nhỏ bé trước mặt họ, cánh tay dày hơn đùi, và anh cảm thấy như thể họ có thể tự đánh chết mình bằng một cú đấm. Trong phòng, Ngô Mỹ Lệ và Cao Lập Thịnh, Từ Hán Toàn bước từng bước. Một nửa khuôn mặt của Cao Lập Thịnh sưng lên, và họ nhìn Diệp Quân Lâm một cách cay đắng. Ha ha, Giao Vũ Tường, anh có phải là đồ ngốc không? Ngô Mỹ Lệ bật cười. Cô ta xem Giao Vũ Tường giống như xem một tên ngốc. Cao Lập Thịnh cũng chế nhạo. Diệp Quân Lâm nhất định có vấn đề trong đầu, anh lại đi theo anh ấy. Diệp Quân Lâm cười, đây là việc của nhân viên tôi sẽ lo liệu. Giao Vũ Tường rất cảm động, nếu không có Diệp Quân Lâm, anh không biết mình đã bị ba tên khốn nạn này giở trò đồi bại như thế nào. Giao Vũ Tường lo lắng nói, anh định làm gì? Từ Hán Toàn liếc nhìn chân trái của Giao Vũ Tường, và chế nhạo, đương nhiên là anh đã bị gãy chân rồi. Đúng vậy. Giao Vũ Tường, anh còn không có. Nghe tôi nói, tôi hứa rằng cả đời này anh chỉ có thể bò. Khuôn mặt Ngô Mỹ Lệ đầy vẻ bất cần. Từ Hán Toàn và Cao Lập Thịnh nhìn Diệp Quân Lâm, đừng lo lắng, còn anh Lâm. Sao anh dám làm vậy với chúng tôi? Có vẻ như anh đã quên chân mình bị gãy cách đây 6 năm rồi. Ừ, cho anh đi vào tù hóa ra còn tốt hơn sao? Hôm nay chúng tôi sẽ làm cho anh què quặt, để Giao Vũ Tường có bạn đồng hành. Ha 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 ha. Ba người họ nhìn nhau và mỉm cười tự đắc. Theo ý kiến của họ, với những huấn luyện viên thể hình siêu năng lực này, Diệp Quân Lâm và Giao Vũ Tường không thể thoát được. Cô quá độc ác, cô có sợ bị quả báo không? Giao Vũ Tường hỏi. Quả báo, có cái nào không? Chúng tôi 6 năm này đã vui vẻ như thế nào? Quả báo như thế nào? Ba người cười lớn. Cô, thật là vô liêm sỉ, một kẻ tàn nhẫn. Một người lương thiện như Giao Vũ Tường buộc phải nguyền rủa. Ngô Mỹ Lệ liếc nhìn hai người và mỉm cười, bây giờ, chỉ cần các anh quỳ xuống xin lỗi, có lẽ chúng tôi sẽ xem xét để các anh đi. Nói xong, 7-8 huấn luyện viên thể lực tiền lên một bước. Lắc thanh sắt trong tay hết lần này đến lần khác, Giao Vũ Tường thực sự sợ hãi, thân thể nhất thời run lên. Với dáng vẻ này, Ngô Mỹ Lệ cười hai người họ, thật sự là uổng phí. Tuy rằng Diệp Quân Lâm cũng tàn tật, nhưng ít nhất anh ấy cũng tốt hơn anh. Trên chiếc ghế bên cạnh anh ta, anh Lâm nằm xuống, nâng chân lên và châm một điều thuốc. Không hề có chút hoảng sợ nào.
Điều này khiến ba người của Ngô Mỹ Lệ ngạc nhiên. Ngô Mỹ Lệ hỏi, không phải anh Diệp Quân Lâm sợ sao? Tôi nói với anh chỉ cần anh quỳ xuống trước mặt tôi và chui xuống đáy quần của tôi sẽ tha thứ cho anh một lần. Còn có chúng tôi, nếu anh chui xuống dưới đáy quần của chúng tôi, anh Lâm, chuyện trước đây, chúng tôi sẽ tha mạng cho anh. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn rất sẵn lòng khi thấy Diệp Quân Lâm chui xuống đáy quần của họ. Sau tất cả, đây là ông chủ cũ của họ, điều này sẽ làm cho họ rất hài lòng. Diệp Quân Lâm hút một điều thuốc và cười nói, nếu anh quỳ xuống, Tiêu có thể cân nhắc nói những điều tốt đẹp với anh. Giao Vũ Tường hiểu ra, chỉ vào Ngô Mỹ Lệ và nói, vâng. Ngô Mỹ Lệ, nếu ba con đĩ các người quỳ xuống vì anh ấy, sau này tôi sẽ trừng phạt nhẹ các người. Nếu không, hai người đàn ông các anh và cô sẽ hối hận. Cả ba Ngô Mỹ Lệ đều sững sờ. Đây có phải là hai kẻ ngốc? Họ không rõ về tình hình. Bây giờ họ có đang ở trong tình trạng tuyệt vọng không? Không phải chính họ bị Giao Vũ Tường nói như vậy khiến ba người Ngô Mỹ Lệ rất tức giận. Các người còn chưa tỉnh sao? Ba người các người đúng là đồ ngu ngốc. Giao Vũ Tường chế nhạo. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy ai đó thật ngốc nghếch. Ngô Mỹ Lệ trực tiếp hét lên, chiến đấu. Đánh chết anh ta cho tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn nhìn thấy chúng bỏ ra khỏi đây. Ngô Mỹ Lệ ra lệnh. Các huấn luyện viên thể hình lâu ngày không chịu nổi, lần lượt chạy đến, vung vẩy thanh sắt. Bang! Vào lúc này, cánh cửa bị khóa đột ngột bị cưỡng bức mở ra. Ngay sau đó, rất nhiều người mặc đồng phục từ bên ngoài xông vào. Có cảnh sát và bộ đội. Đừng cử động, bỏ vũ khí xuống. Đừng cử động. Một nhóm huấn luyện viên thể hình chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và tất cả đều ngã xuống đất. Cơn đau ập đến sau khi bị đập mạnh xuống đất khiến họ tỉnh táo. Hóa ra là quân đội và cảnh sát ở đây. Họ đã kết thúc, mọi người đều thèm muốn vẻ đẹp của Ngô Mỹ Lệ, vì vậy họ đã đến để dạy cho họ một bài học. Không ngờ, có một sự kiện lớn trên gian hàng. Không chỉ họ, mà Ngô Mỹ Lệ và những người khác cũng chết lặng. Cao Lập Thịnh kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm và thốt lên, thật ra anh đã gọi cảnh sát. Chính xác mà nói, họ đang tìm anh vì những thứ khác. Nhưng họ chỉ tình cờ thấy anh tấn công bằng vũ khí, vì vậy họ phải bổ sung thêm người. Đây là một tội ác, Diệp Quân Lâm cười nói. Ngô Mỹ Lệ ngơ ngác nhìn anh ấy. Nếu là gọi cảnh sát, vậy thì chỉ cần cảnh sát là tốt rồi. Tại sao những người của quân đội cũng ở đây? Cô ta nghi ngờ, rắc bối rồi. Đội trưởng Lục Thiên Minh dẫn đầu phát lệnh truy nã, theo chứng cứ kết luận. Ngô Mỹ Lệ, ba người đã phạm các tội cố ý gây thương tích, gian lận thương mại. Biển thủ công quỹ, làm dò dỉ bí mật công ty. Và bây giờ anh đã bị bắt. Nhân tiện, có thêm hai tôi nữa, chật bánh trong hôn nhân và hành hung có vũ khí. Lục Thiên Minh nói thêm hai nữa. Rốt cuộc, mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Những tội này đủ để ba người này chết trong tù. Nghe được những lời buộc tội này, cả ba người đều sửng sốt. Con đường bí mật đã qua, mọi thứ đã được khám phá. Tất cả họ đều thừa nhận những cáo buộc này. Và đó là sự thật. Nhưng có chuyện gì với một số người trong quân đội? Họ đang làm cái gì ở đây? Cả ba phân vân. Lúc này, một sĩ quan mang quân hàm trung úy đến gặp Ngô Mỹ Lệ và ba người họ. Họ đưa ra giấy ủy nhiệm và nói, tôi đến từ cục chính trị quân khu Tô Hàng. Theo chứng cứ kết luận, ba người bị nghi phá hoại hôn quân. Hiện tại cơ quan pháp luật liên hợp đang xử lý các người. Các người sẽ bắt giữ. Có ai phản đối không? Cái gì? Phá hoại hôn quân, ánh mắt của cả ba người đều hướng về anh ta. Thật vậy, Ngô Mỹ Lệ đang lừa dối cuộc hôn nhân của mình. Làm sao có thể dính líu đến hôn quân quân nhân? Giao Vũ Tường cũng không phải là một người lính. Cuộc hôn nhân quân sự này liên quan đến kiểu gì? Thưa anh, tôi có ý kiến phản đối. Cuộc hôn nhân trong quân đội bắt nguồn từ đâu? Chúng tôi không hiểu, Cao Lập Thịnh phản đối. Ừ, hôn nhân quân nhân từ đâu ra vậy? Thưa anh có nhầm lẫn gì không? Ngô Mỹ Lệ và Từ Hán Toàn cũng nhìn họ chằm chằm, rất khó hiểu. Giao Vũ Tường hiểu ra, chỉ vào Ngô Mỹ Lệ và nói, vâng. Ngô Mỹ Lệ, nếu ba con đĩ các người quỳ xuống vì anh ấy, sau này tôi sẽ trừng phạt nhẹ các người. Nếu không, hai người đàn ông các anh và cô sẽ hối hận. Cả ba Ngô Mỹ Lệ đều sững sờ. Đây có phải là hai kẻ ngốc? Họ không rõ về tình hình. Bây giờ họ có đang ở trong tình trạng tuyệt vọng không? Không phải chính họ bị Giao Vũ Tường nói như vậy khiến ba người Ngô Mỹ Lệ rất tức giận.
Các người còn chưa tỉnh sao? Ba người các người đúng là đồ ngu ngốc. Giao Vũ Tường chế nhạo. Lần đầu tiên cô ta cảm thấy ai đó thật ngốc nghếch. Ngô Mỹ Lệ trực tiếp hét lên, chiến đấu. Đánh chết anh ta cho tôi. Hôm nay tôi chỉ muốn nhìn thấy chúng bỏ ra khỏi đây. Ngô Mỹ Lệ ra lệnh. Các huấn luyện viên thể hình lâu ngày không chịu nổi, lần lượt chạy đến, vung vẩy thanh sắt. Bang! Vào lúc này, cánh cửa bị khóa đột ngột bị cưỡng bức mở ra. Ngay sau đó, rất nhiều người mặc đồng phục từ bên ngoài xông vào. Có cảnh sát và bộ đội. Đừng cử động, bỏ vũ khí xuống. Đừng cử động. Một nhóm huấn luyện viên thể hình chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, và tất cả đều ngã xuống đất. Cơn đau ập đến sau khi bị đập mạnh xuống đất khiến họ tỉnh táo. Hóa ra là quân đội và cảnh sát ở đây. Họ đã kết thúc, mọi người đều thèm muốn vẻ đẹp của Ngô Mỹ Lệ, vì vậy họ đã đến để dạy cho họ một bài học. Không ngờ, có một sự kiện lớn trên gian hàng. Không chỉ họ, mà Ngô Mỹ Lệ và những người khác cũng chết lặng. Cao Lập Thịnh kinh ngạc nhìn Diệp Quân Lâm và thốt lên, thật ra anh đã gọi cảnh sát. Chính xác mà nói, họ đang tìm anh vì những thứ khác, nhưng họ chỉ tình cờ thấy anh tấn công bằng vũ khí, vì vậy họ phải bổ sung thêm người. Đây là một tội ác, Diệp Quân Lâm cười nói. Ngô Mỹ Lệ ngơ ngác nhìn anh ấy. Nếu là gọi cảnh sát, vậy thì chỉ cần cảnh sát là tốt rồi. Tại sao những người của quân đội cũng ở đây? Cô ta nghi ngờ, rắc bối rồi. Đội trưởng Lục Thiên Minh dẫn đầu phát lệnh truy nã, theo chứng cứ kết luận. Ngô Mỹ Lệ, ba người đã phạm các tội cố ý gây thương tích, gian lận thương mại, biển thủ công quỹ, làm dò dỉ bí mật công ty. Và bây giờ anh đã bị bắt. Nhân tiện, có thêm hai tôi nữa, chật bánh trong hôn nhân và hành hung có vũ khí. Lục Thiên Minh nói thêm hai nữa. Rốt cuộc, mọi người đã nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Những tội này đủ để ba người này chết trong tù. Nghe được những lời buộc tội này, cả ba người đều sửng sốt. Con đường bí mật đã qua, mọi thứ đã được khám phá. Tất cả họ đều thừa nhận những cáo buộc này, và đó là sự thật. Nhưng có chuyện gì với một số người trong quân đội? Họ đang làm cái gì ở đây? Cả ba phân vân. Lúc này, một sĩ quan mang quân hàm trung úy đến gặp Ngô Mỹ Lệ và ba người họ. Họ đưa ra giấy ủy nhiệm và nói, tôi đến từ Cục Chính trị Quân Khu Tô Châu Hàng Châu. Theo chứng cứ kết luận, ba người bị nghỉ phá hoại hôn quân. Hiện tại cơ quan pháp luật liên hợp đang xử lý các người. Các người sẽ bắt giữ. Có ai phản đối không? Cái gì? Phá hoại hôn quân, ánh mắt của cả ba người đều hướng về anh ta. Thật vậy, Ngô Mỹ Lệ đang lừa dối cuộc hôn nhân của mình. Làm sao có thể dính líu đến hôn quân quân nhân? Giao Vũ Tường cũng không phải là một người lính. Cuộc hôn nhân quân sự này liên quan đến kiểu gì? Thưa anh, tôi có ý kiến phản đối. Cuộc hôn nhân trong quân đội bắt nguồn từ đâu? Chúng tôi không hiểu, Cao Lập Thịnh phản đối. Ừ, hôn nhân quân nhân từ đâu ra vậy? Thưa anh có nhầm lẫn gì không? Ngô Mỹ Lệ và Từ Hán Toàn cũng nhìn họ chằm chằm, rất khó hiểu. Vương Tài liếc Giao Vũ Tường và nói, bởi vì anh ta là một quân nhân. Ngô Mỹ Lệ cô đã lừa dối trong hôn nhân, cô đang phá hủy hôn nhân quân sự. Cái gì, anh ta là một quân nhân? Tại sao tôi không biết? Tôi đã ở cùng anh ta trong 10 năm, cũng không biết anh ta là một quân nhân. Ngô Mỹ Lệ hoàn toàn sửng sốt. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn cũng nói, đúng. Giao Vũ Tường là quân nhân sao? Vương Tài chế nhạo, đồng chí Giao Vũ Tường là kỹ thuật viên trong nhà máy quân sự của chúng tôi. Tại cơ sở. Tại sao không thể làm một người lính? Cái gì, người của nhà máy quân sự sao tôi không biết? Trái tim của Ngô Mỹ Lệ gần như bay ra khỏi cổ họng. Giao Vũ Tường đến với ba người họ, lấy ra giấy ủy nhiệm của anh ta, và lắc trước mặt họ. Ba người đều mở mắt ra, sau khi nhìn thấy thông tin và chữ ký trên đó, tất cả mọi người toát mồ hôi lạnh. Thực sự là, Giao Vũ Tường thực sự đến từ nhà máy quân sự, việc đó đã xảy ra khi nào? Tại sao cô thậm chí không biết? Hai tròng mắt của Ngô Mỹ Lệ sắp bay ra ngoài. Cao Lập Thịnh đột nhiên phản ứng lại, kinh hãi nhìn Diệp Quân Lâm, thì ra là ngày đó anh không cho phép anh ta ly hôn là nguyên nhân sao? Diệp Quân Lâm cười, đúng vậy, thật trùng hợp, tôi đã nghĩ đến điều đó. Tôi sẽ không để người phụ nữ này giải tán hợp đồng hôn nhân dễ dàng như vậy. Không ngờ Giao Vũ Tường đã thể hiện xuất sắc và bị nhà máy quân đội thu hút và được thuê làm cố vấn kỹ thuật. Trong khoảng thời gian này, cô ta còn gian dối lừa gạt, đương nhiên sẽ phá hủy hôn quân.
anh, Cao Lập Thịnh tức giận đến mức ngắt đi. Ngô Mỹ Lệ và Từ Hán Toàn nhìn nhau, tuyệt vọng. Nó được tính toán bởi Diệp Quân Lâm, cho dù Giao Vũ Tường mới vào quân doanh, cũng không thoát được tội phá hoại hôn quân. Giao Vũ Tường cảm thấy rất sảng khoái khi thấy sự xuất hiện của ba người họ. Ha ha ha, ba người đã từng nghĩ đến ngày này chưa? Không phải đã bị quả báo sao? Không phải là quả báo không đến, là chưa đến lúc. Giao Vũ Tường cười lớn. Cao Lập Thịnh không nhịn được nói, anh nói tôi phá hoại hôn lễ quân nhân. Có bằng chứng sao? Thấy có hy vọng, Ngô Mỹ Lệ cũng biện hộ, đúng vậy, nói xong phải trưng ra chứng cứ. Lúc này Diệp Quân Lâm mới mỉm cười. Anh ấy lấy đĩa ra và đặt nó lên tường bằng cách sử dụng hình chiếu. Đó là video ba người làm nhục Giao Vũ Tường đêm qua. Nó không chỉ thừa nhận gian dối mà còn thừa nhận tội tham ô công quỹ và cố ý làm hại. Cái gì, anh có máy ảnh và máy ghi âm. Sau khi biết sự thật, Ngô Mỹ Lệ và cả ba đã thực sự phát điên. Tối hôm qua họ có tình kiểm tra xem người khác có quay phim hay không. Thật bất ngờ, Giao Vũ Tường thực sự đã chụp. Bây giờ chứng cứ đã chắc chắn, anh còn nói gì nữa không? Vương Tài hỏi. Anh và Lục Thiên Minh nhìn nhau. Ba người này hơi đáng sợ. Những tội danh này vốn không đủ để phạm tội, nhưng tuyệt nhiên phải ngồi tù. Diệp Quân Lâm xua tay, các người đi ra ngoài trước đi, tôi có chuyện muốn nói với bọn họ. Vương Tài và Lục Thiên Minh rời khỏi đây, canh giữ ở ngoài của. Diệp Quân Lâm nhìn cả ba và cười nói, tôi đã nói với các anh rằng rồi sẽ có một ngày phải hối hận. Bây giờ các anh có hạnh phúc không? Tất cả đều do họ tự làm. Giao Vũ Tường hét lên. Lúc này, Ngô Mỹ Lệ đã lo lắng đến mức nước mắt cô trực trào ra. Cô quỳ xuống trước mặt Giao Vũ Tường, ôm lấy chân anh và khóc, Vũ Tường xin tha thứ cho tôi một lần. Từ nay, tôi hứa sẽ là một người vợ và người mẹ tốt, và tôi hứa rằng mọi thứ sẽ nghe theo lời anh. Đừng làm lộn xộn lần nữa. Đúng, chúng tôi đã xêu, hãy để chúng tôi đi, được không? Chúng tôi đã xêu. Chúng tôi biết mình đã sai. Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn cũng quỳ trên mặt đất và cầu xin sự thương xót. Họ tin rằng chỉ cần Giao Vũ Tường buông tha, họ vẫn còn cơ hội, ít nhất là chỉ phải ngồi tù vài năm. Con đĩ cô không xứng với tôi, cút khỏi đây. Đi đi, Giao Vũ Tường hung hăng tát vào mặt cô ta. Anh, hai con cầm thú, không xứng làm học trò của tôi. Cút ngay. Giao Vũ Tường đá hai người một cách quyết liệt. Không, đừng, Ngô Mỹ Lệ và ba người họ hối hận. Không có gì hối hận hơn trong cuộc đời này. Cuối cùng, Ngô Mỹ Lệ và ba người bị đưa đi cùng với một nhóm huấn luyện viên thể dục. Những gì đang chờ đợi họ là thảm họa nhà tù vô tận. Bởi vì thân phận của Cao Lập Thịnh và Từ Hán Toàn. Trong vòng vài tiếng mọi người đều biết chuyện này. Vài người đã bị sốc. Hai kẻ phản bội lớn của tập đoàn đã bị quét sạch như thế này sao? Bốn người đứng đầu của Thương Châu Hàng Châu còn bận việc làm lễ, không có thời gian chăm sóc bọn họ. May mắn thay, các công nghệ của tập đoàn Quất Lâm đã bị chính họ làm rò rỉ, nếu không chúng ta sẽ gặp rắc rối lần này. Bạch Thanh Phong vui mừng nói. Đúng vậy, thật may là nó không liên quan gì đến chúng ta. Thiệu Bính Sơn nói. Hách Văn Sương tự hỏi, chúng ta đã đánh giá thấp tập đoàn Vân Đình, tôi cảm thấy họ đang có một bước chuyển mình lớn. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy như vậy, nhưng tập đoàn Vân Đình quá bí mật, Bạch Thanh Phong nói. Không biết đối phương đang làm gì, đây mới là điều đáng sợ nhất. Lúc này, Nguyễn Văn Hưng đã thở gấp, tôi biết hành động của Vân Đình. Nguyễn Văn Hưng uống một ngụm nước và nói, họ sản xuất một lô thiết bị y tế, nhưng tôi không biết chi tiết. Hiện họ đã được gửi đến Cục Kiểm tra Chất lượng để kiểm tra. Nếu họ đủ tiêu chuẩn, chúng sẽ được sản xuất ra thị trường. Ai nói với anh? Hách Văn Sương hỏi. Một người em họ xa của tôi. Anh ấy tình cờ làm việc tại Cục Kiểm tra Chất lượng và đã nói với tôi một cách cụ thể. Nguyễn Văn Hưng nói, chúng ta không quan tâm tập đoàn Vân Đình sản xuất cái gì. Tôi sẽ dừng việc đó lại. Bạch Thanh Phong đồng thanh. Nguyễn Văn Hưng mỉm cười, dễ thôi. Em họ tôi chỉ cần lo cái này thôi. Nó chắc chắn có thể bị dính vào tập đoàn Vân Đình. Bạch Thanh Phong cười và nói, cha, bất kể sản phẩm nào mà tập đoàn Vân Đình gửi đi thử nghiệm, nó đều sẽ được trả lại. Hạo Nhiên hỏi, anh kêu em họ anh làm chuyện đó đi được không? Không thể để cho anh Phong để cho người khác làm chuyện này được. Đúng vậy, chúng ta phải rộng lượng hơn,
chúng ta sẽ tận dụng cơ hội của em họ anh trong tương lai. Thật quá đáng, Thiệu Bính Sơn nói. Chà, tối nay tôi sẽ làm gì đó ở câu lạc bộ. Mời anh em họ tham gia mới được. Bạch Thanh Phong đứng lên và mỉm cười. Ngày hôm sau, trong nhóm Vân Đình mọi người đang chờ đợi thông báo rằng sản phẩm đạt tiêu chuẩn, sau cùng, số lượng sản xuất sẽ được mở rộng trong tương lai. Lúc này, xe của Cục Kiểm tra Chất lượng đã đến trước cửa tòa nhà tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình đích thân chào anh ta và ba người đến từ Cục Kiểm tra Chất lượng. Người thanh niên đứng đầu nhìn Phương Tử Tình và những người khác với vẻ khinh thường. Anh ta ném báo cáo kiểm tra chất lượng cho Phương Tử Tình và chế nhạo, tập đoàn Vân Đình có ý nghĩa gì? Sao cô lại muốn sản xuất ra một sản phẩm tồi tệ như vậy? Cô phải biết rằng thứ cô sản xuất là một thiết bị y tế. Điều gì sẽ xảy ra nếu điều gì đó xảy ra được sử dụng cho y tế đãi ngộ trong tương lai? Cô có xứng với người ta không? À, đồng chí có chuyện gì sao? Không đủ tư cách sao? Giao Vũ Tường trầm giọng hỏi. Không đủ tư cách, không đủ tư cách nghiêm trọng. Hai người bên cạnh nói thêm, đúng vậy, chúng tôi đã kiểm tra chất lượng 3 lần và đều không đạt tiêu chuẩn. Sản phẩm của anh quá tệ, sản phẩm của anh nếu anh cải thiện nó, hãy gửi lại. Tôi sẽ gọi lại lần nữa. Thôi, các người ngẫm lại đi, lần này kiểm tra chất lượng nghiêm trọng không đủ tiêu chuẩn, thời gian tái kiểm tra tiếp theo là 1 tuần sau. Họ nhanh chóng rời đi. Họ thậm chí còn không cho cơ hội khiếu nại với tập đoàn Vân Đình. Phương Tử Tình và những người khác vội vàng xem qua báo cáo kiểm tra chất lượng. Sau khi đọc xong, đám đông phẫn nộ. Bởi vì việc kiểm tra chất lượng không thành công, đơn giản là rất khó chịu. Phương Tử Tình và những người khác nghi ngờ điều đó. Bộ phận kiểm tra chất lượng đã phát hiện ra vấn đề mà không thèm xem sản phẩm. Thậm chí có một số vấn đề liên quan đến các sản phẩm khác chứ không liên quan gì đến sản phẩm này. Họ hoàn toàn dính líu đến sản phẩm một cách không cần thiết. Bọn họ hiểu rõ, có người đã làm việc có ý kiểm tra sản phẩm không đạt tiêu chuẩn. Mục đích là để ngăn cản sản phẩm của tập đoàn Vân Đình bày bán. Lúc này, Diệp Quân Lâm mới chậm rãi bước ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Anh ấy hỏi. Sau khi tìm hiểu rõ ràng sự việc, Diệp Quân Lâm đã rất sửng sốt. Đó là lý do mà chương trình này không thể sai. Bây giờ nghĩ lại, anh ấy sợ rằng họ tình cờ sử dụng người trong bộ phận kiểm tra chất lượng. Không sao, chiều tôi sẽ đích thân mang đến, sản phẩm đã được kiểm tra trước đây, tôi yêu cầu họ kiểm tra tại chỗ. Ai dám nói nó thất bại? Điều này được kiểm chứng bởi nhà máy quân sự. Diệp Quân Lâm nói. Anh có thể làm được không? Phương Tử Tình hỏi. Cô có cách nào không? Ngay khi Diệp Quân Lâm nói câu này, Phương Tử Tình im bặt ngay lập tức, toàn bộ tập đoàn Vân Đình đều lo lắng, chỉ có Diệp Lâm là bình tĩnh uống trà và hút thuốc, nằm trên ghế trong văn phòng, bấm số của Chu Ngọc Hằng, tôi không lịch sự với anh nữa. Ai là người phụ trách cục giám sát chất lượng? Là Dương Sâm Minh. Được rồi, anh có thể nói cho anh ta biết, tôi sẽ mời anh ta uống trà ở tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm mỉm cười. Sau đó... Diệp Quân Lâm gọi điện lại cho Bộ trưởng Hậu Cần và nhờ anh ta thông báo cho trưởng phòng kiểm tra chất lượng của nhà máy quân sự, đến tập đoàn Vân Đình uống trà. Dương Sâm Minh đến đây trước, Diệp Quân Lâm thật sự mời anh ta uống trà, điều này làm Dương Sâm Minh rất phấn khích, đây nhất định là thời khắc đỉnh cao của cuộc đời anh ta. Sau khi khoe khoang với đồng đội về tương lai, anh ta mới nói, Đại tướng quân mời tôi uống trà. Tôi tuyệt đối sẽ nghiền nát mọi thứ. Ngay cả Phó Tổng Tư lệnh quân khu có lòng đố kỵ, có việc gì phải gọi Dương Sâm Minh đến, còn được yêu cầu mang báo cáo kiểm tra chất lượng thiết bị y tế. Không bao lâu sau, Giám đốc của Cục Kiểm tra Chất lượng Tô Châu Hàng Châu hoảng sợ đi tới, chính là bỏ lại cuộc họp mà đến. Sau khi đến văn phòng, Ôn Nhan Liên run rẩy đứng trước mặt Diệp Lâm. Giám đốc Liên không cần hồi hộp, hãy ngồi xuống. Diệp Quân Lâm cười. Ôn Nhan Liên ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa của Diệp Quân Lâm. Diệp Quân Lâm vẫy tay, Thanh Long rót một tách trà cho Ôn Nhan Liên. Ôn Nhan Liên đang cầm cốc, nhưng anh ta không dám nhấp một ngụm trà nào. Anh ấy tự mình qua điện thoại, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Giám đốc Liên có biết tôi gọi điện thoại cho anh có chuyện gì không? Diệp Quân Lâm hỏi. Ôn Nhan Liên lập tức đứng lên lắc đầu. Gần đây, tập đoàn Vân Đình đã sản xuất một lô thiết bị y tế và gửi chúng đến bộ phận của anh để kiểm tra chất lượng, anh có biết cái này không? Diệp Quân Lâm hỏi. Ôn Nhan Liên lắc đầu, tôi không biết, và không ai yêu cầu tôi ký gì cả. Ồ, được rồi,
Sau đó tôi sẽ nói với anh rằng bộ phận của anh đã gửi báo cáo kiểm tra chất lượng cách đây không lâu và nói với tôi rằng nó không đủ tiêu chuẩn. Vẫn chưa đủ tiêu chuẩn nghiêm trọng, anh ta còn dọa sẽ quay lại kiểm tra chất lượng một lần nữa. Quân Lâm nói, à, còn có chuyện gì thế này? Ôn Nhan Liên mồ hôi lạnh túa ra. Đừng lo lắng, hãy tiếp tục nghe tôi. Tôi đã gửi một bản sao của các sản phẩm đến nhà máy quân sự để kiểm tra chất lượng. Đây là một sự đảm bảo kép. Sau cùng, những sản phẩm này sẽ được sử dụng để chữa bệnh trong tương lai, và tôi không muốn có vấn đề gì. Nhưng là, nhà máy quân đội sẽ báo cáo kiểm tra chất lượng của công ty có đạt tiêu chuẩn hay không, chất lượng hoàn hảo về mọi mặt. Diệp Quân Lâm liếc nhìn Dương Sâm Minh rồi mỉm cười. Giới thiệu, đây là Trung úy Dương Sâm Minh, trưởng phòng kiểm tra chất lượng của nhà máy quân sự. Dương Sâm Minh đã kiểm tra chất lượng. Báo cáo kiểm tra được giao cho Ôn Nhan Liên và nói, Giám đốc, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ lô sản phẩm này 5 lần. Tất cả đều đạt tiêu chuẩn, và vượt trội hơn tất cả các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Có thể nói là sản phẩm tốt nhất. Ôn Noãn Tâm rung chân, bắt đầu đọc báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân đội. Diệp Quân Lâm đưa ra một bản báo cáo kiểm tra chất lượng khác, Cục trưởng, hãy đối chiếu đi. Đây là báo cáo kiểm tra chất lượng của Bộ Anh. Sau khi đọc kỹ, Ôn Nhan Liên sửng sốt, suýt nữa ngất xỉu. Báo cáo kiểm tra chất lượng của Cục Giám sát chất lượng hoàn toàn là tìm kiếm rắc rối, và đó đều là những vấn đề không cần thiết. Anh ta thậm chí còn không tìm ra sản phẩm là gì. Kết luận lại là không đủ tiêu chuẩn, Ôn Noãn Tâm sắp nổ tung. Đây là giả. Làm thế nào có thể có một người như vậy trong bộ phận của anh ta? Đây không phải là tìm cái chết sao? Diệp Quân Lâm cười nói, cũng may là trong lúc kiểm tra chất lượng, tôi đã chú ý và cử đi kiểm tra chất lượng đến nhà máy quân đội, nếu không tôi sẽ quá hạn lần này. Cục trưởng, là lỗi của tôi không kỷ luật người của mình. Ôn Nhan Liên cúi đầu. Hừ, bây giờ anh đã biết vấn đề, cứ theo tôi đi giải quyết vấn đề. Tôi phải đến cục kiểm tra chất lượng xem kiểm tra chất lượng sản phẩm. Tôi không tin nó sẽ hỏng. Giọng Diệp Quân Lâm lạnh lùng. Ôn Nhan Liên biết điều gì đó đang xảy ra. Vội vàng làm theo. Dương Sâm Minh cũng đi cùng anh ta. Thanh Long lái xe đưa Diệp Quân Lâm đến cửa cục kiểm tra chất lượng. Chỉ vài chiếc xe kinh doanh cũng dừng lại trước cửa. Số ít người bước xuống xe là Giám đốc Bạch Khánh Phong. Lý Văn Sinh bước ra chào đón anh với một nụ cười thâm thúy. Diệp Quân Lâm xuống xe, để Ôn Nhan Liên ngồi trên xe. Khi Lý Văn Sinh nhìn thấy Diệp Quân Lâm và những người khác xuất hiện, anh ta không khỏi chế nhạo, người của tập đoàn Vân Đình lại làm gì vậy? Khi nghe tin của tập đoàn Vân Đình, Bạch Khánh Phong nhìn họ cười, tập đoàn Vân Đình vẫn muốn thanh tra lại. Không thể nào. Diệp Quân Lâm mỉm cười, tất nhiên là chúng tôi ở đây để kiểm tra chất lượng. Lý Văn Sinh lập tức nói. Các anh ở tập đoàn Vân Đình đều là người khiếm thính sao? Tôi đã nói rằng các anh hãy quay lại kiểm tra chất lượng trong một tuần tiếp theo mà. Một tuần sau, hình như không có ai quy định thì phải. Diệp Quân Lâm cười, hơn nữa sản phẩm của tôi không sao cả. Có vấn đề gì mà phải khiếu nại? Bạch Thanh Phong cười và nói, anh ấy hơi cứng rắn, còn tôi thì không. Tôi đã nghe trưởng nhóm nói với anh, đã đến lúc chưa, công ty chúng tôi phải tuân thủ các quy tắc. Vâng, anh nên học hỏi từ phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu. Lý Văn Sinh nói. Tôi muốn hỏi ai là người đưa ra quy định, việc kiểm tra lại của tập đoàn Vân Đình phải là một tuần sau đó. Diệp Quân Lâm lạnh giọng hỏi. Nội quy của tôi có gì sai? Lý Văn Sinh tức giận nói. Nói cách khác, anh là người có tiếng nói cuối cùng trong phòng thanh tra chất lượng. Đúng, tôi có tiếng nói cuối cùng. Cuối cùng Lý Văn Sinh vô cùng kiêu ngạo, coi như ông chủ bầu trời. Thực sự là kiêu ngạo. Đúng, trưởng nhóm Sinh chuyên báo cáo kiểm tra chất lượng. Anh ta nói ai đạt yêu cầu thì sẽ đạt tiêu chuẩn. Đúng, ai anh ta muốn trượt thì sẽ không đủ tiêu chuẩn. Cục kiểm tra chất lượng là đội trưởng Sinh có tiếng nói. Nguyễn Văn Hưng và Bạch Thanh Phong cười. Lý Văn Sinh khinh bỉ nhìn Diệp Quân Lâm và nói, hôm nay sản phẩm của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu cũng đã được gửi đi kiểm tra chất lượng, nhưng tôi không cần nhìn cũng biết. Sản phẩm của họ hoàn toàn đạt tiêu chuẩn, anh ta nói. Trợ lý của anh ta đứng bên cạnh đưa cho Bạch Thanh Phong một báo cáo kiểm tra chất lượng. Mọi người có mặt đều sững sờ. Sản phẩm của phòng thương mại Tô Châu Hàng Châu không yêu cầu kiểm tra chất lượng mà trực tiếp lập biên bản kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu. Bạch Thanh Phong nhận báo cáo kiểm tra chất lượng,
và cười với Diệp Quân Lâm, bây giờ anh đã biết rằng cục kiểm tra chất lượng có tiếng nói cuối cùng chưa? Lý Văn Sinh nhìn chằm chằm vào Diệp Quân Lâm và giận dữ nói, mau rời đi. Tôi nói cho anh biết, trong một tuần, tôi sẽ không cho anh vượt qua đợt kiểm tra chất lượng sản phẩm của tập đoàn Thiên Thành. Nếu anh đòi kiểm tra lại một lần, tôi sẽ từ chối một lần. Anh là một quan chức quyền lực như vậy sao? Lãnh đạo cục kiểm tra chất lượng cũng có nghe lời anh không? Diệp Quân Lâm chế nhạo. Lý Văn Sinh sửng sốt trong giây lát, sau đó anh ta nở nụ cười, đương nhiên. Ôn Nhan Liên là thầy của tôi. Anh ta đích thân dẫn dắt tôi bắt đầu chuyện này. Tôi nói, đương nhiên anh ta muốn nghe, tôi không nghĩ rằng các sản phẩm của anh đạt tiêu chuẩn. Anh không thể vượt qua cấp độ này. Sau khi nghe bài hùng biện của Lý Văn Sinh, nụ cười của Diệp Quân Lâm đầy ẩn ý, và anh ta hét lên trong xe, giám đốc Liên nghe thấy rồi phải không? Cục kiểm tra chất lượng đã có quyết định cuối cùng, anh là giám đốc, mà để anh ta đi trên đầu mình. Hả, giám đốc Liên, Lý Văn Sinh sững sờ, đông lạnh, nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng. Anh hù dọa ai, anh muốn giám đốc ép tôi? Không thể được. Si câu dù giám đốc ở đó, anh ta cũng phải nghe lời tôi. Anh ta rất kiêu ngạo. Lý Văn Sinh, tên khốn. Khi nào thì đến lượt cục kiểm tra chất lượng, đột nhiên một giọng nói tức giận từ trong xe vọng ra. Một người tức giận bước xuống xe. Ôn Nhan, sau khi nhìn rõ người, Lý Văn Sinh ngắn người, miệng run run cả người, thậm chí còn không nói rõ được lời nào. Không, không phải, anh là giám đốc, tôi là cấp dưới của anh. Mọi chuyện ở nơi này không phải do anh sao? Ôn Nhan Liên tức giận đến mức muốn tát Lý Văn Sinh một cái. Tôi đối với anh đã nói sai rồi. Tôi vừa rồi tức giận nói một câu, tôi không có ý tứ gì khác. Lý Văn Sinh cả người run lên, suýt nữa quỳ xuống. Vừa rồi thái độ kiêu ngạo của anh thì sao? Anh là ông chủ ở đây. Ôn Nhan Liên chế nhạo. Không, không, thưa giám đốc, tôi đã sai. Tôi không nên vượt qua luật pháp và thực thi quyền của anh. Tôi chỉ muốn chia sẻ nỗi lo lắng của bạn cho anh. Lý Văn Sinh nói nhanh. Ôn Nhan Liên chỉ vào mũi của Lý Văn Sinh và nói, từ bây giờ, anh sẽ bị sa thải. Anh sẽ không bao giờ được phép bước vào cục kiểm tra chất lượng. Đối với Lý Văn Sinh và Bạch Thanh Phong, tin tức này là như một tia sáng từ màu xanh. Lý Văn Sinh đã thực sự bị sa thải. Lý Văn Sinh hỏi một cách hoài nghi, giám đốc vì. Tại sao? Tôi không làm gì sai cả. Hừ, anh gian lận vì lợi ích cá nhân, cố tình dùng quyền riêng tư để làm xấu mặt tập đoàn Vân Đình. Ôn Nhan Liên giống lên. Không, giám đốc, sản phẩm của tập đoàn Vân Đình không đạt tiêu chuẩn. Lý Văn Sinh vẫn còn đang tranh cãi. Ôn Nhan Liên sắc ra thay đổi đột ngột, tức giận nói, vậy thì nói cho tôi biết sản phẩm của tập đoàn Vân Đình là gì. Tôi, Lý Văn Sinh sững sờ. Bởi vì anh ta thậm chí còn không biết. Đánh trực tiếp báo cáo kiểm tra chất lượng không đạt yêu cầu. Anh còn biết sản phẩm là gì sao? Anh nói là không đủ tiêu chuẩn. Anh đang lạm dụng quyền tư nhân của mình sao? Tôi nói cho anh biết, tập đoàn Vân Đình cũng đã gửi sản phẩm đến nhà máy quân đội để kiểm tra chất lượng. Đủ tiêu chuẩn rồi. Đây là trung tướng quân đội, Dương Sâm Minh từ bộ phận kiểm tra chất lượng của nhà máy. Anh ta đã tự mình mang báo cáo kiểm tra chất lượng đến. Ôn Nhan Liên nói xong. Lý Văn Sinh khuỵu xuống, giám đốc, xin hãy tha thứ cho tôi đã bị dục vọng và lòng tham làm lóa mắt một lúc rồi. Tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Anh ta quỳ trên mặt đất, đập một tiếng vang. Ôn Nhan Đường vẻ mặt không thông cảm, tôi không có người học việc như anh. Anh có thể nói gì với bộ phận liên quan? Giọng nói nhỏ xuống, xe của bộ phận liên quan đã tới. Lý Văn Sinh đã được đưa đi giám định. Lúc này, Bạch Thanh Phong và Nguyễn Văn Hưng đã hoàn toàn chết lặng. Không bao giờ mong đợi rằng tập đoàn Vân Đình sẽ để cho Ôn Nhan Liên tiến lên. Tôi đích thân kiểm tra các sản phẩm của tập đoàn Vân Đình. Ôn Nhan Liên nói. Trong một buổi chiều, báo cáo kiểm tra chất lượng được đưa ra đủ tiêu chuẩn. Có thể được sản xuất trên thị trường. Sau khi Diệp Quân Lâm mang về chứng chỉ đủ tiêu chuẩn, Vân Đình đã cổ vũ. Lần đầu tiên, những sản phẩm này được đưa vào sản xuất với số lượng lớn. Phương Tử Tình đã sắp xếp các kênh bán hàng và thương nhân. Công việc công khai phải được thực hiện tại chỗ. Nó phải là lớn nhất. Xin vui lòng đội ngũ công khai tốt nhất và người phát ngôn phù hợp nhất. Phương Tử Tình truyền đạt ý nghĩ của Quân Lâm. Sau khi vấn đề về sản phẩm được giải quyết,
Diệp Quân Lâm đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh chạy đến công ty của Lý Tử Nhiễm để xem tình hình. Lý Tử Nhiễm đã làm tất cả các thủ tục để thành lập công ty mới. Bước tiếp theo là tìm một tòa nhà văn phòng phù hợp với quy mô và thành lập công ty mới. Em đã tìm thấy tòa nhà văn phòng chưa? Diệp Quân Lâm hỏi. Xong rồi, chút nữa sẽ ký hợp đồng. Tôi đã trả trước 70 tỷ đồng. Lý Tử Nhiễm cười. Được rồi, tôi có thời gian, tôi sẽ đi cùng em. Quân Lâm nói. Được rồi, không sao. 3 giờ chiều, Diệp Quân Lâm lái chiếc xe trị giá hàng chục nghìn USD chở đầy mận đến quảng trường. Chiếc xe này, nhất định phải đổi một chiếc, ít nhất cũng phải là ông chủ lớn. Diệp Quân Lâm cười. Không sao, cứ lái thoải mái thuận tiện là được. Lý Tử Nhiễm nói điều đó không thành vấn đề. Thân phận của em bây giờ đã khác. Những người mà em tiếp xúc hàng ngày có giá trị hàng trăm tỷ. Nếu những người này có ý định hợp tác với em, họ sẽ nhìn thấy hàng chục hàng ngàn đô la trong một chiếc xe nhỏ. Nếu đi một chiếc xe hạng sang, họ sẽ có cảm giác an toàn. Nếu không em sẽ giống như một người chạy trốn với một khoản tiền, kiếm hiệp hay. Nghe xong, Lý Tử Nhiễm cảm thấy đây là sự thật, được, vậy tôi sẽ chủ động thời gian mua một chiếc xe tốt. Tôi sẽ tặng quà cho em. Lý Tử Nhiễm rất cảm động, nhưng không để tâm đến lời nói của Diệp Quân Lâm. Theo ý kiến của cô ấy, Diệp Quân Lâm không có tiền. Vậy anh ấy nên mua xe gì? Hai người nhanh chóng đến quảng trường. Khi cô ấy đợi thang máy lên trên tầng, cô ấy thấy Lý Văn Hải và Lý Tùng Khuê đang đi ra ngoài. Sao anh ta lại ở đây? Lý Tử Nhiễm nhận ra điều đó không ổn. Có phải là trùng hợp không? Cô cũng đến thuê tòa nhà văn phòng sao? Xin lỗi, cô không có cơ hội. Tôi đã thuê tòa nhà văn phòng mà cô đang tìm. Lý Tùng Khuê lắc hợp đồng thuê trong tay. Hóa ra nhất cử nhát động của Lý Tử Nhiễm luôn được nhà họ Lý biết đến. Lý Thiên Hạo và những người khác hoàn toàn không đồng ý cho Lý Tử Nhiễm rời khỏi gia đình họ. Biết rằng Lý Tử Nhiễm sắp đến thuê một tòa nhà văn phòng, anh ta đã thuê nó trước. Lý Tử Nhiễm chết lặng khi nhìn thấy bản hợp đồng trên tay Lý Tùng Khuê. Cô vội vàng lên thang máy cùng Diệp Quân Lâm, đến văn phòng của người phụ trách. Ồ, cô Nhiễm đến rồi à? Người phụ trách đàm phán hợp đồng hăng hái nói. Lý Tử Nhiễm cười và nói, ông chủ, tôi đến ký hợp đồng. Như tôi đã nói với anh trước đây, hợp đồng thuê 5 năm của toàn bộ tòa nhà B tổng cộng là 106 tỷ đồng. Anh ta lộ vẻ kinh ngạc, cô Nhiễm. Không phải vừa rồi nhà họ Lý đã ký hợp đồng rồi sao, họ nói rằng họ đã bàn bạc với cô, và họ mới thanh toán số tiền còn lại. Lý Tử Nhiễm và Diệp Quân Lâm nhìn nhau, lập tức nghĩ đến Lý Văn Hải và con anh ta. Anh Lý Văn Hải vừa thay mặt nhà họ Lý ký hợp đồng. Anh ta mỉm cười, đồng thời đưa bản hợp đồng cho cô ấy. Sắc mặt Lý Tử Nhiễm thay đổi rõ rệt sau khi đọc bản hợp đồng. Nhà họ Lý đúng là quỷ quyệt. Hợp đồng thuê nhà 5 năm do cô ấy ký, nhưng mục đích là tập đoàn nhà họ Lý được sử dụng làm tòa nhà văn phòng. Điều này có nghĩa là Lý Tử Nhiễm đã trả tiền cho tòa nhà văn phòng, nhưng tòa nhà văn phòng đã được sử dụng bởi công ty của nhà họ Lý. Thật quỷ quyệt, cực kỳ xảo quyệt, bởi vì hợp đồng do đích thân cô ấy đàm phán, đứng tên cô ấy. Vậy là nhà họ Lý đã lấy đi tòa nhà văn phòng chỉ với số tiền còn lại. Lý Tử Nhiễm sắp khóc rồi. Sao lại có chuyện bắt nạt như vậy? Lý Văn Uyên và Triệu Nhã Lan đã rất tức giận khi phát hiện nhưng không có cách nào. Lý Thiên Hạo cắt đứt mối quan hệ. Ông ta không coi tôi là con trai cả. Ông ta luôn thành kiến với con cả, và đứa con thứ hai, thứ tư không bao giờ giúp đỡ tôi. Lý Văn Uyên đã rất tức giận. Vào ngày thứ hai, tập đoàn họ Lý đã chuyển từ công ty cũ đến tòa nhà văn phòng mới. Lý Thiên Hạo và những người khác tràn ngập sắc đỏ. Họ chuyển đến công ty mới với 1/3 số tiền phải bỏ ra, và thỏa thuận đó là một món hời. Lý Tử Nhiễm chỉ có thể đứng xem cảnh này. Cô đã đóng góp cho gia đình một lần nữa. Chú thứ hai của tôi cảm thấy hài lòng với cô. Lý Văn Hải mỉm cười. Lý Thiên Hạo cũng mỉm cười. Cháu đã làm rất tốt, ông nội rất vui, cháu sẽ được tuyên dương trong buổi họp mặt hàng năm. Lý Tùng Khuê cười nói, tôi nghe nói chị cũng sắp chuyển đến tòa nhà văn phòng mới. Thật là trùng hợp, quảng trường không còn chỗ. Lý Tử Nhiễm tức giận đến mức đưa tay siết chặt. Nhà họ Lý không chỉ lừa dối cô, họ còn đến để làm nhục cô. Lý Văn Phi cười nói, Tử Nhiễm, tòa nhà văn phòng của công ty của cô vẫn khá tốt, cô đừng cần phải thay đổi nó, và lại, việc ký hợp đồng lại không được dọn vào ở. Ha ha ha, Lý Thiên Hạo bật cười, Lý Tử Nhiễm không hiểu,
đây là một lời đe dọa. Nhà họ Lý kiên quyết ngăn cản cô thành lập công ty mới. Dù sau này cô có tìm được một tòa nhà văn phòng tốt thì công ty cũng sẽ chắc chắn không thể dọn đến. Đột nhiên, Lý Tử Nhiễm đau khổ và muốn khóc, cô ấy quan tâm đến tình cảm gia đình, nhưng họ không coi trọng cô. Bây giờ không thể thành lập công ty mới, trừ khi cô hoàn toàn xé bỏ việc đối mặt với gia đình họ Lý. Diệp Quân Lâm đứng cạnh Lý Tử Nhiễm cười nói, mọi chuyện cứ giao cho tôi. Hãy quay lại và chuẩn bị, em có thể chuyển đến công ty mới vào sáng mai. Gì, có thật không? Lý Tử Nhiễm nhìn anh đầy hoài nghi. Hãy nói là tôi nghe đúng. Sau khi Diệp Quân Lâm rời khỏi đây, anh ấy đã tìm thấy Trần Tĩnh Nguyên. Giúp tôi tìm xem có tòa nhà thương mại nào còn trống trong khu vực trung tâm thành phố có thể bán được không? Diệp Quân Lâm hỏi. À, anh định làm gì? Trần Tĩnh Nguyên tò mò hỏi. Nếu Tử Nhiễm muốn thành lập công ty mới, tôi phải tìm một tòa nhà văn phòng. Diệp Quân Lâm nói. Khi nghe điều này, Trần Tĩnh Nguyên đã ghen tị một lúc. Nếu nữ chính là cô ta thì sao? Được rồi, tôi sẽ giúp anh hỏi. Trước tiên Trần Tĩnh Nguyên kích hoạt danh bạ của mình, sau đó liên lạc với ông chủ của bất động sản Phương Đông. Cuối cùng, vài giờ sau, đã có phản hồi. Đó là một khách hàng cũ của Trần Tĩnh Nguyên. Anh ta là chủ sở hữu của quảng trường Ngân Hải xung quanh trung tâm Tô Châu Hàng Châu, và tình cờ có một tòa nhà bỏ trống, hoàn hảo cho một tòa nhà văn phòng. Trần Tĩnh Nguyên đưa Diệp Quân Lâm đến quảng trường Ngân Hải. Ông chủ đã đợi từ lâu. Mái tóc của ông ta từ lâu đã trở thành màu địa trung hải, đôi mắt của ông ta đen và nước da nhọt nhạt. Thoạt nhìn, đó là sự nuông chiều quá mức. Đôi mắt ông ta nheo lại, ông ta không ngừng nhìn chằm chằm vào Trần Tĩnh Nguyên. Trần Tĩnh Nguyên mặc một bộ trang phục chuyên nghiệp, đôi chân xinh đẹp của cô ta được quấn trong đôi tất mỏng màu đen, cô ta bước trên đôi giày cao gót, vô cùng quyến rũ. Ông ta không thể kìm được ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ông đã dập tắt ngọn lửa và đưa Diệp Quân Lâm cùng hai người đi tham quan tòa nhà. Diệp Quân Lâm ngay lập tức thích thú. Nó thực sự tốt hơn nhiều so với tòa nhà trước đó. Đặc biệt là lợi thế về địa lý. Cái giá phải trả cũng đắt lắm, 5 năm là gần 283 tỷ đồng. Giá cả dễ thảo luận. Đến phòng làm việc của tôi nói chuyện được không? Đỗ Ngọc Nhân xoa tay. Ông ta đã thèm muốn Trần Tĩnh Nguyên từ lâu. Trước đây ông ta đã đề cập đến suy nghĩ quá nhiều, muốn dùng việc mua nhà để buộc Trần Tĩnh Nguyên từ bỏ. Nó chỉ bị từ chối bởi Trần Tĩnh Nguyên. Đỗ Ngọc Nhân thề sẽ ngủ với Trần Tĩnh Nguyên vào hôm nay. Sau khi đến văn phòng, Đỗ Ngọc Nhân cười nói, cô cũng biết quảng trường Ngân Hải là khu vực vàng nhất Tô Châu và Hàng Châu, chỉ đứng sau Tô Châu và trung tâm Hàng Châu. 700.000 tỷ trong 5 năm. Sau khi nói xong con số này, biểu cảm của Diệp Quân Lâm và Trần Tĩnh Nguyên đã thay đổi. Họ biết giá thị trường chỉ từ 200 đến 700 tỷ. Ông ta thực sự bán với giá 700.000 tỷ. Rõ ràng là ông ta muốn tàn sát người ta, phải không? Ông thật vô lý, phải không? Diệp Quân Lâm cười. Anh ấy giàu có, nhưng nếu bị giết, anh ấy sẽ không bao giờ để nó hoạt động. Lô này giá này, không kiếm được giá thì đừng tìm lô này. Đỗ Ngọc Nhân kiên quyết. Vậy thì mặc cả, 700.000 tỷ thật là xấu hổ, Quân Lâm nói. Đúng vậy, ông chủ chúng tôi nói rằng mặc cả là được chứ. Trần Tĩnh Nguyên cũng nói. Đỗ Ngọc Nhân thèm thung liếc nhìn Trần Tĩnh Nguyên rồi cười, mặc cả cũng được, nhưng là ai thuê nó? Đỗ Ngọc Nhân nhìn Diệp Quân Lâm và nói, nếu là anh ấy, tôi sẽ không cho một xu, nếu là cô, sẽ có rất nhiều giảm giá. Chúng ta từ từ nói chuyện nhé. Trần Tĩnh Nguyên liếc nhìn Diệp Quân Lâm, sau khi được phép, cô ta gật đầu, được rồi, tôi sẽ nói chuyện với NHL. Đỗ Ngọc Nhân cười, khi nói chuyện công việc, tôi không thích sự có mặt của người khác, mời anh ra ngoài. Quân Lâm, anh đi ra ngoài trước, tôi sẽ lo việc đó. Trần Tĩnh Nguyên nói. Sau khi Diệp Quân Lâm ra ngoài, Đỗ Ngọc Nhân đã khóa cửa từ bên trong. Khuôn mặt Trần Tĩnh Nguyên thay đổi, ông, ý ông là gì? Đỗ Ngọc Nhân cười và nói, cô Huyên sẽ không bị ảnh hưởng khi nói về chuyện kinh doanh như thế này chứ. Nói cho tôi biết ông mong đợi điều gì. Đỗ Ngọc Nhân nheo mắt, cười híp mắt, còn tùy thuộc vào thái độ của cô. Trần Tĩnh Huyên tỏ vẻ ngạc nhiên, thái độ của tôi. Đúng vậy, thái độ của cô quyết định giá cả. Đỗ Ngọc Nhân cười nói, cô Huyên, tôi nói thẳng, chỉ cần cô ở lại với tôi cả đêm, tôi sẽ cho cô với giá trực tiếp, 283 tỷ đồng. Cái gì? Vẻ mặt của Trần Tĩnh Nguyên thay đổi,
cô hiểu ngay rằng Đỗ Ngọc Nhân đã cố tình nâng giá. Bản thân ông ta cũng biết rằng nó chỉ đến 283 tỷ đồng. Người ta ước tính rằng việc tăng lên 700.000 tỷ là để cưỡng chế bản thân. Đỗ Ngọc Nhân đứng dậy, từng bước đi về phía Trần Tĩnh Huyên, thử nghĩ xem, cô Huyên, buổi tối của cô đáng giá hơn 400.000 tỷ đồng. Quả là một món hời đúng không? Cô nhất định là người phụ nữ đắt giá nhất thế giới. Cố ý, ông nghĩ tôi không thể nói sao? Tôi nói cho ông biết, không thể nào. Trần Tĩnh Huyên lạnh lùng nói. Đúng vậy, tôi cố tình làm vậy. Nếu cô không đồng ý, tôi hứa với bạn bè của cô là không thể thuê một tòa nhà văn phòng ở Tô Châu và Hàng Châu. Với những mối quan hệ và uy tín của tôi, một câu này. Cô nghĩ xem, Đỗ Ngọc Nhân cười không chịu được nữa. Trần Tĩnh Huyên sững sờ. Cô ta tin rằng khả năng của Đỗ Ngọc Nhân có thể làm được điều này. Nếu không tìm thấy tòa nhà văn phòng cho Diệp Quân Lâm, cô ta sẽ rất buồn. Cô ta coi việc của Diệp Quân Lâm còn nghiêm túc hơn bản thân. Lần này, Đỗ Ngọc Nhân đã vội vàng chạy tới, thôi, kệ anh ấy đi. Tôi hứa sẽ không đối xử tệ bạc với cô mài. Đỗ Ngọc Nhân cười khổ. Trần Tĩnh Huyên hôm nay có nguyện ý hay không, ông ta cũng sẽ ngủ gật với Trần Tĩnh Huyên. Bên ngoài ông ta đã sắp xếp một người để đối phó với Diệp Quân Lâm. Không ai làm phiền. Bùm, bùm. Ngay lúc xảy ra hỏa hoạn, cửa an ninh bị đập mạnh một tiếng, sau đó đập mạnh xuống đất. Đỗ Ngọc Nhân và Trần Tĩnh Huyên trong văn phòng đều sững sờ. Họ không thể tưởng tượng được Diệp Quân Lâm đã đá tung cánh cửa an ninh như thế nào. Anh ấy có còn là con người không? Diệp Quân Lâm đang phì phèo điếu thuốc, bước đến chỗ Đỗ Ngọc Nhân. Vài nhân viên an ninh nằm trên mặt đất sau lưng anh ấy. Bang! Anh ấy đá Đỗ Ngọc Nhân ra. Ông ta bị đập mạnh xuống bàn, trong miệng nôn ra máu. Anh dám đánh tôi hứa với anh sẽ kết thúc tệ hại. Tôi hứa anh sẽ không thể thuê bất kỳ tòa nhà văn phòng nào ở Tô Châu và Hàng Châu. Đỗ Ngọc Nhân hét lên. Diệp Quân Lâm đang hút một điều thuốc và ngồi xuống chiếc ghế da của mình. Anh chế nhạo nói, tôi định thảo luận với ông như một người bình thường. Không ngờ ông lại như thế này, được rồi, bây giờ tôi bày ra trận thua. Toàn bộ quảng trường là của tôi. Đỗ Ngọc Nhân chế nhạo, anh cứ đồn thổi đi. Trần Tĩnh Huyên mặc dù biết thực lực của Diệp Quân Lâm. Nhưng mua toàn bộ nó thì hơi quá đúng không? Diệp Quân Lâm gọi cho Tiêu Quốc Phổ, chủ nhà họ Tiêu, xin chào, ông Phỏ. Tôi là Diệp Quân Lâm, 10 phút nữa, tôi sẽ mua toàn bộ Quy Ảng Trường Ngân Hải. Anh cần mua ở đâu? Người nắm giữ Ngân Hải là gia đình của tôi. Ngân Hải ban đầu là của anh. Được rồi, hãy đến và làm thủ tục, Diệp Quân Lâm nói. Tôi sẽ mua toàn bộ nó trong vòng 10 phút. Ông có biết không, ông chỉ có quyền điều hành nó, nhưng nhà họ Tiêu giàu có hoàn toàn là cổ đông kiểm soát. Đỗ Ngọc Nhân vẫn đang kêu lên. 5 phút sau, Tiêu Quốc Phổ và nhóm của ông ta vội vã đến. Khi Đỗ Ngọc Nhân nhìn thấy những người này, ông ta lập tức tươi cười chào hỏi. Sao ông lại ở đây, ông Phổ? Cơn gió mạnh đó đã đưa các ngươi tới đây. Gia đình họ là bố mẹ cho Đỗ Ngọc Nhân đồ ăn và quần áo. Một lời nói có thể quyết định sinh tử của ông ta. Vì vậy, khi nhìn thấy Tiêu Quốc Phổ và một số người, Đỗ Ngọc Nhân gần như gặp được bố mẹ. Bang, Tiêu Nhược Phong bất ngờ tát vào mặt ông ta một cú đấm khiến máu của Đỗ Ngọc Nhân văng tung tóe. Họ và những người khác đánh Đỗ Ngọc Nhân một cách thô bạo. Trần Tĩnh Huyên chết lặng, Tiêu Quốc Phổ phớt lờ nó và đưa một bản hợp đồng cho Diệp Quân Lâm. Ông ta cười và nói, anh Lâm, từ nay, quảng trường Ngân Hải là của anh. Đỗ Ngọc Nhân rất ngạc nhiên khi nghe điều này. Danh tính của người đàn ông này là gì? Để cho gia đình giàu có như thế này nghe lời. Còn chưa tới 10 phút, đã nhường quảng trường cho anh ấy. Tiêu Nhược Phong nói, anh Lâm, tôi hứa, sau này Đỗ Ngọc Nhân sẽ cả đời nhặt rác. Đỗ Ngọc Nhân bị ném ra. Điều này sẽ ổn thôi. Diệp Quân Lâm nhận lấy hợp đồng và rời đi. Đôi mắt đẹp của Trần Tĩnh Huyên đầy sùng bái. Cô ta ngưỡng mộ người đàn ông này hơn một chút. Sau khi trở về, Diệp Quân Lâm đi cùng Lý Tử Nhiễm đến khách sạn Thiên Hà. Thì ra nhà họ Lý chuyển đến công ty mới đặc biệt tổ chức yến tiệc, còn mời Lý Tử đi đến dự. Tử Nhiễm, chú hai muốn nói thêm vài lời về cháu. Không phải là muốn phát triển tốt rồi cùng nhau đấu tranh cho nhà họ Lý sao? Cháu phải tự lập làm gì? Lý Văn Hải nói. Đúng vậy, trừ khi cô không nhận ra nhà họ Lý nữa và muốn phản bội tổ tiên. Lý Văn Phi nhẫn tâm nói. Lý Tử Nhiễm nắm chặt tay,
tôi đã không đóng góp cho gia đình họ Lý. Nhưng các người đã làm gì tôi? Lúc này, Lý Thiên Hạo mới nâng ly rượu lên và cười nói, hôm nay chúng ta phải đặc biệt cảm ơn một người. Đó là Tử Nhiễm, cô ấy đã trả tiền cho địa chỉ văn phòng mới của tập đoàn họ Lý. Mọi người reo hò, Lý Tử Nhiễm và trái tim bố mẹ cô đau nhói. Lý Mộng Nguyệt nhìn Lý Tử Nhiễm nói, Tử Nhiễm, tôi hỏi cô sẽ phát triển như thế nào tiếp theo? Hãy lắng nghe lời khuyên của tôi. Hãy giao tiền đầu tư và các dự án cho ông nội xử lý, và cô, với tư cách là cánh tay phải, đảm bảo rằng sự phát triển rất tốt. Nếu cô lạc quan về ông nội trong tương lai, cô sẽ làm chủ nhà họ Lý. Lý Tùng Khuê gật đầu, đúng vậy, Tử Nhiễm. Hiện tại cô muốn tự lập, nhưng nó khó quá. Không ai đồng ý, dù cô có làm việc chăm chỉ đến đâu, cô cũng sẽ trở nên ồn ào. Lý Mộng Nguyệt và Lý Tùng Khuê có ý rất đơn giản, nếu Lý Tử Nhiễm muốn độc lập trở lại, kết cục sẽ giống như ngày hôm nay. Tòa nhà văn phòng mới sẽ bị họ cướp mất. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm giận dữ bỏ đi. Diệp Quân Lâm ngay lập tức đi theo. Bên vệ đường, Lý Tử Nhiễm đang khóc. Ông nội luôn thích con trai hơn con gái, và ông ta luôn coi thường tôi. Lý Tử Nhiễm khóc. Em đừng lo, đã có tôi. Diệp Quân Lâm cười. Sau khi giao cho Lý Tử Nhiễm hợp đồng cho thuê quảng trường Ngân Hải. Lý Tử Nhiễm sững sờ, cái gì? 300 tỷ trong 5 năm. Cô nghĩ về nó là khu trung tâm thực sự. Nếu lựa chọn tòa nhà văn phòng tại đây, đó là biểu hiện cho sức mạnh của công ty, nhà đầu tư và đối tác an tâm hơn. Nhưng đâu đó là gần 300.000 tỷ đồng trong 5 năm. Cô ấy chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ Diệp Quân Lâm thực sự đã giành được 300 tỷ. Được rồi, đừng cao hứng, đi chuẩn bị đi. Sáng mai nhà họ Lý không có phản ứng thì dọn vào đi. Diệp Lâm cười. Ngày thứ hai, trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn họ Lý. Mọi người vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, dù sao thì vị trí văn phòng mới này cũng thật mát mẻ. Lúc này Lý Tùng Khuê vội vàng chạy tới. Ông, bác, bố, có chuyện không hay? Công ty của Lý Tử Nhiễm đang di chuyển theo một nhóm đến một nơi mới. Thường tôi, Lý Tử Nhiễm khóc. Em đừng lo, đã có tôi. Diệp Quân Lâm cười. Sau khi giao cho Lý Tử Nhiễm hợp đồng cho thuê quảng trường Ngân Hải. Lý Tử Nhiễm sững sờ, cái gì? 300 tỷ trong 5 năm. Cô nghĩ về nó là khu trung tâm thực sự. Nếu lựa chọn tòa nhà văn phòng tại đây, đó là biểu hiện cho sức mạnh của công ty, nhà đầu tư và đối tác an tâm hơn. Nhưng đâu đó là gần 300.000 tỷ đồng trong 5 năm. Cô ấy chỉ có thể từ bỏ. Bây giờ Diệp Quân Lâm thực sự đã giành được 300 tỷ. Được rồi. Đừng cao hứng, đi chuẩn bị đi. Sáng mai nhà họ Lý không có phản ứng thì dọn vào đi. Diệp Lâm cười. Ngày thứ hai, trong tòa nhà văn phòng của tập đoàn họ Lý. Mọi người vẫn đang đắm chìm trong vui sướng, dù sao thì vị trí văn phòng mới này cũng thật mát mẻ. Lúc này Lý Tùng Khuê vội vàng chạy tới. Ông, bác, bố, có chuyện không hay? Công ty của Lý Tử Nhiễm đang di chuyển theo một nhóm đến một nơi mới. Mọi người trong nhà họ Lý đều chết lặng, toàn bộ công ty chuyển đi có nghĩa là đã tìm được địa chỉ văn phòng mới. Họ đã chuyển đến, địa điểm ở đâu, giọng nói của Lý Thiên Hạo rõ ràng là run rẩy. Cháu không biết chi tiết, nhưng hình nó chuyển đến trung tâm thành phố. Lý Tùng Khuê nói, đi, chúng ta đi xem, bọn họ nhất định phải bị ngăn lại. Lý Thiên Hạo cùng đoàn người vội vàng chạy tới. Cuối cùng, họ đến quảng trường Ngân Hải. Cách trung tâm Tô Châu Hàng Châu một con phố. Nơi này là trung tâm của thành phố. Họ đột nhiên thấy những người của công ty Lý Tử Nhiễm đang chuyển đến quảng trường Ngân Hải. Đó là Lý Tử Nhiễm, Lý Văn Uyên và những người khác, họ đang chỉ đạo. Cả nhóm vội vã chạy đến. Tử Nhiễm, cháu làm gì ở đây? Lý Thiên Hạo hỏi. Chuyển đến công ty mới, ông nội bị sao vậy? Lý Tử Nhiễm mỉm cười. À, quảng trường Ngân Hà, cháu có chắc không? Nó sẽ rất đắt, Lý Thiên Hạo hỏi. Khóe môi Lý Văn Phi cười sâu hơn, ông ơi, không đắt, 300 tỷ trong 5 năm. Còn rẻ hơn cả tòa của chúng ta. Cái gì, 300 tỷ, trời ạ, gia đình họ chỉ có thể nhìn cô ấy di chuyển, và đã quá muộn để ngăn chặn nó. Nơi này cao cấp hơn tòa nhà cũ gấp 10 lần, nhà họ Lý rất hối hận. Sau khi rời quảng trường Ngân Hải, Lý Thiên Hạo vẻ mặt khó hiểu, không sai. Sao Lý Tử Nhiễm có thể tìm được quảng trường Ngân Hải? Còn là 300 tỷ. Đây là điều tuyệt đối không thể.
con sợ rằng Lý Tử Nhiễm đã phản bội thân thể của mình, đúng không? Lý Văn Hải lạnh lùng nói. À, các ngươi nói cái gì? Lý Thiên Hạo tò mò nhìn bọn họ. Theo cháu biết, chủ nhân của quảng trường Ngân Hải, Đỗ Ngọc Nhân, là một kẻ lừa đảo, và ông ta không biết đã làm hại bao nhiêu phụ nữ. Chỉ cần hứa ngủ với ông ta sẽ hứa tất cả. Cháu nghĩ vậy, Lý Tử Nhiễm chắc đã ngủ với Đỗ Ngọc Nhân rồi, nếu không thì làm sao có thể cho cô ấy thuê với giá 300 tỷ được. Đúng, chắc là Lý Tử Nhiễm đã ngủ với Đỗ Ngọc Nhân. Cô ấy thật là vô lương tâm. Họ Lý giận dữ hét lên. Tôi đã mất mặt với nhà họ Lý quá rồi. Đồ khốn nạn này, nói cho tôi biết, nhà họ Lý của tôi làm sao có chỗ đứng. Lý Thiên Hạo nóng lòng xoay người đi cùng Lý Tử Nhiễm giải quyết tài khoản. Bố đừng cao hứng, chúng ta trở về trước đi, nghĩ cách đối phó bọn họ. Lý Văn Phi nói. Lý Thiên Hạo tức giận và thất vọng, tôi đã nói làm thế nào mà cô gái này có thể đầu tư gần đây. Những người đó cho cô ấy tiền như thể họ thật ngu ngốc. Hóa ra là như vậy. Lý Mộng Nguyệt cay đắng nói, Lý Tử Nhiễm xinh đẹp làm sao và thật là một dáng người tốt. Chỉ cần cô ấy ngủ với đàn ông thì không phải ngoan ngoãn nghe lời cô ấy sao? Ha ha, thật đáng tiếc khi Diệp Quân Lâm, một tên ngốc, không biết rằng anh ấy đã bị phản bội rồi. Lý Tùng Khuê nói một cách nhân đạo. Trước quảng trường Ngân Hải, nhìn người nhà họ Lý xấu hổ bỏ đi. Lý Tử Nhiễm hét lên, thật sảng khoái. Đúng vậy, hôm nay thật sảng khoái. Vừa rồi con có nhìn thấy khuôn mặt của hai đứa cháu trai của Lý Văn Hải và Lý Văn Phi không? Chúng sắp khóc rồi, và ông nội cũng chết lặng. Lý Văn Uyên thực sự rất phấn khích. Đây là chiến thắng thực sự đầu tiên với Lý Thiên Hạo. Bó, tất cả những chuyện này là do tập đoàn Quân Lâm đàm phán, sự hợp tác mà anh ấy đã nói tới. Nếu không, nó sẽ là 283 tỷ đồng. Lý Tử Nhiễm nói, con dễ tốt của tôi. Lý Văn Uyên vỗ vai Diệp Lâm. Sau khi Lý Tử Nhiễm chuyển đến, Diệp Quân Lâm đã quay trở lại. Tập đoàn Vân Đình hai ngày nay rất bận rộn. Phương Tử Tình chỉ ngủ 6 hoặc 7 tiếng một ngày. Khi Quân Lâm đến, Phương Tử Tình đang họp, cũng gọi cho anh ấy để nghe. Chủ đề là vấn đề xúc tiến ra mắt sản phẩm và người phát ngôn. Sẽ không bao giờ có bất kỳ vấn đề với danh tiếng của sản phẩm. Cứ công khai đi. Đối với đại sứ quảng bá và người phát ngôn hình ảnh, tôi đã chọn một số nghệ sĩ và người có ảnh hưởng, đặc biệt người có ảnh hưởng Tiểu Linh Nhi là một bậc thầy về hàng hóa và phòng phát sóng trực tiếp của cô ấy đã thu được hàng triệu món hàng. Tốt hơn hết là cô ấy nên quảng bá. Mọi người có đồng ý không, có bình luận gì không? Phương Tử Tình nói. Nếu như mọi người không có ý kiến, chúng ta sẽ cùng các phương tiện truyền thông lớn quảng bá. Thanh danh của chúng ta tuyệt đối tốt. Mọi người lần lượt nói. Diệp Quân Lâm nghe như đã ngủ thiếp đi. Phương Tử Tình cố tình hét lên, còn Diệp Quân Lâm thì sao? Anh có ý kiến gì không? Hầu hết những người có mặt đều chế nhạo nhà tư vấn kỹ thuật này. Họ tưởng rằng anh ấy trước đây có sức mạnh cứng rắn, nhưng không ngờ anh ấy lại là một mớ hỗn độn. Đối mặt với Phương Tử Tình và Giao Vũ Tường, không phải ai cũng dễ dàng tấn công được. Tôi không nghĩ nó sẽ hiệu quả. Diệp Quân Lâm ngáp dài. Không thể nào, mọi người nhìn anh chằm chằm. Tại sao không? Phương Tử Tình muốn xem Diệp Lâm Lâm có ý kiến gì không, nên đặc biệt yêu cầu anh ấy tham gia cuộc họp. Sản phẩm của chúng ta là một thiết bị y tế. Liệu nó có hữu ích cho những người nổi tiếng và những người nổi tiếng trên Internet để quảng bá nó không? Phương Tử Tình tỏ vẻ thất vọng sau khi nghe. 6 năm tù đã xóa số tài năng của Diệp Quân Lâm. Quảng cáo sản phẩm là tìm những người nổi tiếng rõ ràng trên Internet với lượng truy cập cao, để nhiều người biết đến hơn và danh tiếng của những người nổi tiếng có thể được đảm bảo. Chỉ có đối tác và người bán có thể mua với sự tự tin, để đảm bảo quyền lợi tối đa. Được rồi, cuộc họp kết thúc. Diệp Lâm muốn nói gì đó, Phương Tử Tình trực tiếp tuyên bố cuộc họp kết thúc. Diệp Quân Lâm sửng sốt, người phụ nữ này là có ý gì? Phương Tử Tình liếc anh với một cái nhìn mỉa mai và nói, sau này đừng tham gia bất kỳ cuộc họp nào của công ty. Các giám đốc điều hành cấp cao khác nhìn Diệp Quân Lâm một cách khinh thường. Cả công ty cho rằng anh ấy đang làm loạn. Diệp Quân Lâm bất lực mỉm cười. Để Phương Tử Tình đi giải quyết rắc rối chứa. Sau khi tan sở, Diệp Quân Lâm chợt nhớ ra điều gì đó. Phải mua một chiếc xe mới. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm đến phố Ngân Hải, nơi tập trung các cửa hàng. Anh là khách quen ở đây 6 năm trước nên thông thuộc đường xá.
Anh ấy không biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay, có rất nhiều người ở đây. Nhiều người đang chụp, cũng có đạo cụ, và có rất nhiều anh chàng đẹp trai, dường như đang hoạt động. Diệp Quân Lâm phó ớt lờ họ và đi đến cửa hàng Mercedes-Benz. Anh dừng lại, vài người phục vụ ở cửa lập tức ngăn Diệp Quân Lâm lại. Hả, có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm hỏi. Thưa anh đang làm gì vậy? Người phục vụ hỏi. Tất nhiên là tôi đến để mua xe. Diệp Quân Lâm nói. Ồ, thưa anh, hôm nay chúng tôi không mở cửa, chúng tôi sinh hoạt ở đây rồi. Người phục vụ nhìn Diệp Quân Lâm khinh thường. Vì đây là cửa hàng Mercedes-Benz 4S lớn nhất tại Tô Châu và Hàng Châu nên tất cả những khách hàng thực sự mua xe đều đặt lịch hẹn trước, rồi sẽ đến lấy. Họ đã bán được 7 hoặc 8 năm, và họ có thể thấy rằng Diệp Quân Lâm không thể mua một chiếc xe hơi. Những người như Diệp Quân Lâm thường đến để tham gia các trò vui, chẳng hạn như xem xe, chụp ảnh. Họ không thể xử lý hàng chục người như vậy mỗi ngày. Mọi người đều ngán ngắm, cứ nhân danh hoạt động mà từ chối trực tiếp. Lúc này, một vài người đàn ông mặc vest và đi giày Âu đến. Nhân viên bán hàng ngay lập tức chào hỏi, ông đến đây à? Ừ, tôi đến đây để mua xe. Tại sao vậy? Tôi có phải lấy hẹn để mua xe không? Một người đàn ông hỏi. Nhân viên bán hàng ngay lập tức mỉm cười, không, anh làm ơn. Hãy đến bất cứ khi nào anh muốn. Trương Nguyệt cười nói. Hả, chờ một chút, tại sao họ có thể mua xe? Diệp Quân Lâm khó hiểu hỏi. Hừm, bởi vì bọn họ có thể mua được, nhưng là anh không có khả năng. Trương Nguyệt nói thẳng. Một số nhân viên bán hàng khác cũng nhìn Diệp Quân Lâm một cách giễu cợt. Loại người này sẽ không mua xe hơi. Họ không cần phải lãng phí thời gian. Diệp Quân Lâm vẻ mặt ủ rũ, lạnh lùng nói, gọi lãnh đạo của anh ra ngoài. Ha ha, anh muốn gặp lãnh đạo sao? Lãnh đạo đang bận. Trương Nguyệt chế nhạo. Bên ngoài ồn ào, có chuyện gì sao? Lúc này, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi từ bên trong bước ra, mặc trang phục chuyên nghiệp, nhìn có chút uy nghiêm. Quản lý anh ấy không có khả năng mua xe nhưng anh ấy vẫn cưỡng bước đi vào. Trương Nguyệt lập tức chỉ vào Diệp Quân Lâm. Khi ánh mắt La Hiểu Man nhìn vào Diệp Quân Lâm, cô ấy bị sốc, sau đó cô ấy cười, ừ, đây không phải là Chủ tịch Lâm sao? Diệp Quân Lâm mơ hồ nhớ tới La Hiểu Man này, 6 năm trước là một nhân viên bán hàng nhỏ. Lúc đó cô ấy làm tất cả các công việc dọn dẹp của cửa hàng xe hơi. Lúc đó, cô ấy đã quỳ xuống và mỗi lần nhìn thấy Diệp Quân Lâm, cô ấy gần như quỳ xuống vì anh ấy. Bây giờ họ đều là quản lý. Là tôi. Tôi tới đây mua xe, người của cô không cho tôi vào. Diệp Quân Lâm nói. La Hiểu Man mỉm cười, tôi nghĩ cô ta đã làm đúng. Tại sao muốn nhận anh vì không có tiền mua xe? Thời gian của chúng tiêu không phải là quý giá sao? Ai nói với cô rằng tôi không có tiền mua ô tô? Diệp Quân Lâm mỉm cười. Chỉ cần anh ấy sẵn lòng, anh ấy sẽ mua một trong hàng trăm cửa hàng trên phố Ngân Hải. Cô nói tôi không có tiền. Ha ha ha. Diệp Quân Lâm, anh đừng giả làm một con bê. Tôi không biết thực lực của anh là gì sao. Anh vừa mới ra tù mà còn dựa vào vợ nuôi. Anh vẫn muốn mua của tôi, Mercedes-Benz. Anh có xứng đáng với nó không? Diệp Quân Lâm chế nhạo, đó là cách cô đối xử với khách hàng. La Hiểu Man chế nhạo, tôi làm vậy vì nó thực tế quá. 6 năm trước, anh có giá trị hàng nghìn tỷ đồng, và tôi đã hành động như một con bò. Nhưng bây giờ anh không là gì cả. Tôi làm sao lại phải cười để đón tiếp anh, biến khỏi đây. Đây không phải là nơi mà anh nên ở. Thật tội nghiệp, La Hiểu Man hét lên. Cô chỉ cảm thấy cơ thể sảng khoái vô cùng. Nó chưa bao giờ được sảng khoái như vậy. Phải biết rằng để có được đơn hàng, trước đây cô ấy thực sự đã làm công việc chăn dắt cho Diệp Quân Lâm, với mong muốn được liếm sạch tất cả đôi giày da của anh ấy. Bây giờ Diệp Quân Lâm đang rơi vào trạng thái tuyệt vọng, cô rất xấu hổ. Những người khác cũng chế nhạo và nói, ừ, đây không phải là nơi mà người nghèo đến đây. Anh, cùng lắm hãy mua xe điện đi, nhanh lên. Diệp Quân Lâm mặc kệ bọn họ, xoay người bước tới chiếc Audi của cửa hàng bên cạnh. Ha ha ha, anh đi nhầm đường rồi. Chiếc Audi BMW bên cạnh có thể đắt hơn của chúng tôi. La Hiểu Man cười lớn. Quản lý, cô có muốn tôi đi theo không? Trương Nguyệt cười hỏi. Không cần. Anh ấy không đủ tiền mua xe. La Hiểu Man bước vào cửa hàng. Khi đến cửa hàng Audi, anh ấy bước vào một cách thuận lợi. Thưa anh muốn xem xe gì?
Để tôi giới thiệu cho. Nhân viên bán hàng cười hỏi. Diệp Quân Lâm trực tiếp lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng màu đen đưa qua, tôi muốn tất cả xe trong cửa hàng của cô. Tiêu Vân sửng sốt, không rõ hỏi, anh có thể nói lại lần nữa không? Tất cả các xe trong cửa hàng. Ngay lập tức, Quân Lâm nói. Nghe xong, Tiêu Vân vô cùng kinh ngạc và run rẩy cầm lấy thẻ ngân hàng đen của Diệp Quân Lâm. Đây là thẻ đen American Express có số lượng có hạn trên thế giới sao? Sau khi Tiêu Vân nhìn thấy thẻ ngân hàng, toàn thân cô như bị sét đánh. Cô đã tìm hiểu về loại thẻ này, không chỉ không giới hạn mà còn có nhiều ưu đãi. Ví dụ, trên máy bay, nếu bạn sử dụng thẻ American Express đen, chuyến bay có thể quay trở lại cho bạn. Bây giờ Tiêu Vân đã tin rồi, đã chạm trán với người sở hữu tấm thẻ huyền thoại. Tiêu Vân ngay lập tức thông báo cho quản lý của cửa hàng này. Ngay sau đó người quản lý đã chạy ra ngoài với hàng chục nhân viên. Xin chào anh, cửa hàng chúng tôi có tổng kho 248 xe, giá tổng cộng là. Người quản lý run rẩy nói. Quẹt thẻ đi, Diệp Quân Lâm nói. Người quản lý đã khóc vì phấn khích, và những người khác cũng vậy. Hiệu suất của hầu hết các năm được hoàn thành trong một ngày. Giúp tôi chọn một chiếc xe trị giá nhất, lấy biển số và làm thủ tục, tôi muốn lái xe trở về, còn tất cả những chiếc xe khác sẽ được gửi đến tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm nói. Người quản lý đã đích thân chọn một chiếc Audi A7 trị giá nhất. Nó có màu đỏ, rất thích hợp để cho Tử Nhiễm. Người quản lý đã sắp xếp cho một người nào đó để lấy các thủ tục và biển số xe. Anh ta còn gọi là Long Phi, tổng đại lý của đại lý Tô Châu. Hiện tại, Long Phi đang uống trà với tổng đại lý của đại lý Hàng Châu. Sau khi nhận được cuộc gọi, Long Phi liền hỏi, có chuyện gì vậy? Anh Long Phi, kể cho anh nghe một sự kiện vui vẻ. Vừa rồi có một khách hàng mua hết xe trong cửa hàng của tôi. Hơn 200 xe, cả lô, quẹt thẻ ngay tại chỗ. Long Phi bật dậy sau khi nghe nội dung trên điện thoại. Anh ta chưa bao giờ thấy một người giàu có như vậy. Bởi Audi không phải là một trong những dòng xe sang hàng đầu, có hàng triệu chiếc. Hầu hết những chiếc Audi vẫn có giá trên dưới 100.000 tỷ. Quả thực rất kinh hãi khi nhận được đơn hàng như vậy. Chủ tịch Long Phi. Để tôi nói với anh một điều nữa. Khách hàng này, vừa bị đuổi ra khỏi cửa hàng bên cạnh. Những kẻ ngu ngốc của Mercedes-Benz cảm thấy rằng những tên như anh ấy không đủ tiền mua xe, vì vậy họ thậm chí còn không để anh ấy vào. Ha ha ha, Long Phi mỉm cười khi nghe nó. Nếu không có cửa hàng Mercedes-Benz, có thể có một danh sách mua xe trong một năm sao? Long Phi, có gì thú vị vậy? Tổng đại lý Mercedes-Benz hỏi. Long Phi nói với Trịnh Huệ sự việc. Chúc mừng, ta thật muốn gặp được như vậy bạo chúa địa phương. Trịnh Húc rất là ghen tị. Một đơn hàng lớn, Long Phi cười nói, tôi muốn cảm ơn nhân viên của anh đã không cho anh ấy vào. Hả, Trịnh Húc ngần người. Anh ấy đã đến cửa hàng của anh trước, nhưng nhân viên cửa hàng của anh đã chặn ở ngoài cửa, vì nghĩ rằng anh ấy không đủ tiền mua xe, và gọi anh ấy là người nghèo. Anh ấy đến cửa hàng của tôi như một phương sách cuối cùng. Nếu không, có cơ hội này không? Ha ha! Trịnh Huệ nghe xong, hoàn toàn sững sờ như bị sét đánh. Một lúc sau, Trịnh Húc mặt mày thâm tím, vẻ mặt kinh hoàng. Trong mắt anh ta có sát ý. La Hiểu Man, mẹ nó, cô có biết cô đã làm gì sai không? Được rồi, tôi sẽ không nói chuyện với anh nữa. Tôi đi gặp chủ nhân vàng này. Long Phi bật dậy. Trịnh Húc lập tức đi theo. Đi, tôi cùng anh đi, tôi muốn xin lỗi. Không chỉ là danh sách, mà máu chốt là khiêu khích loại nhân vật này, không biết chết như thế nào. Hai người họ vội vàng đi tới Ngân Hải. Lúc này, Diệp Quân Lâm đang uống trà trong phòng VIP của cửa hàng, xung quanh là 7 hoặc 8 người phục vụ và những người hâm mộ đặc biệt. Vừa rồi có người định đập vào chân anh. Trong cửa hàng Mercedes-Benz, La Hiểu Man và Trương Nguyệt hỏi, cô có thấy người đàn ông tội nghiệp kia đi ra không? Trương Nguyệt cười, không, đã hơn nửa giờ rồi. Chắc là đến rồi, xem xe để tham gia vui vẻ, sẽ không mua được. La Hiểu Man cười nói, không phải sao, sau này nhiều năm như vậy, người thật sự mua xe, trước sau gì cũng không quá 10 phút, chỉ những con vịt nào kém quá mới xem lâu, cuối cùng sẽ không mua. Đúng, đúng vậy, nhìn thoáng qua cũng có thể biết anh ấy nghèo đến mức không mua nổi. Trương Nguyệt mỉm cười. Đúng lúc này, một vài nhân viên của cửa hàng Mercedes-Benz đến ồn ào.
Ồn ào cái gì? La Hiểu Man vẻ mặt không vui nói. Quản lý, cô không biết sao, có chuyện lớn đã xảy ra trên phố Ngân Hải. Vài người nói. La Hiểu Man và Trương Nguyệt tò mò hỏi, chuyện gì vậy? Bây giờ toàn bộ đường Ngân Hải đang sôi sục. Cửa hàng Audi bên cạnh của chúng ta thực sự đã bán tất cả 248 chiếc xe trong kho cùng một lúc, một đơn đặt hàng lớn. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, giờ thì mọi người cùng đón xem nhé. Sau khi nghe thấy một sự việc lớn như vậy, La Hiểu Man, Trương Nguyệt và những người khác ngay lập tức chạy ra ngoài. Chắc chắn, hàng trăm người đã vây quanh cửa hàng Audi. Các cửa hàng khác của thương hiệu xe hơi khác cũng đến xem. Họ đều muốn làm quen với điều này. Thật đáng tiếc khi bọn họ ngồi trong phòng VIP không thể đi ra, La Hiểu Man và Trương Nguyệt cũng đến phía trước để tham gia cuộc vui. Đó là ai hay, đặt hàng tất cả hàng tồn kho cùng một lúc. Sao lại chọn Audi, tại sao không chọn Mercedes-Benz của chúng ta hoặc BMW của anh? La Hiểu Man hỏi người quản lý của cửa hàng BMW. Người quản lý của BMW cười nói, tôi không biết, nhưng tôi nghe nói chủ sở hữu đã ghé thăm cửa hàng của cô trước đây, sau đó đến cửa hàng Audi. La Hiểu Man và Trương Nguyệt nhìn nhau, không phải đã gặp một người như vậy sao? Không ai có ấn tượng, dù sao thì hôm nay cũng có nhiều người tới xem xe hơn. Diệp Quân Lâm là ấn tượng nhất, nhưng anh ấy nhất định là không phải. Không biết thế nào, chuyện gì đã xảy ra, hai người có linh cảm không tốt. Nghe nói, Long Phi, tổng đại lý của Audi đã đích thân chạy tới. Chỉ để làm quen với chủ nhân vàng này, giờ cửa hàng bán Audi đã có lãi, thưởng 70 tỷ đồng. Đồng nghiệp của tôi nhìn đều ghen tị. Tại sao La Hiểu Man và Trương Nguyệt không ghen tị? Nếu danh sách này có chữ ký của cửa hàng họ, La Hiểu Man có thể nhận được hàng chục tỷ tiền thưởng. Quá ghen tị, đúng lúc này, một chiếc Audi A8 đã lái lên. Một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi dài xuống xe lao thẳng vào cửa hàng số 4, nhiều người biết anh ta, đó là Long Phi. Sau đó, một chiếc Mercedes-Benz chạy tới. Sau khi dừng lại, anh ta xuống xe. Đó là tổng đại lý Mercedes-Benz Trịnh Húc. Nhìn thấy Trịnh Húc đến, La Hiểu Man và Trương Nguyệt lập tức chào hỏi. Anh Húc, sao anh lại ở đây? La Hiểu Man cười hỏi, khi nhìn thấy La Hiểu Man, Trịnh Húc tát vào mặt cô một cách nghiêm khắc, đồ ngu. Cái tát này trực tiếp tát vào mặt cô ấy. Cô che mặt và nhìn Trịnh Huệ đầy hoài nghi, tôi bị sao vậy, anh Húc? Bóp, lại có một cái tát vang dội vào mặt. Trịnh Húc tức giận nói, đồ ngốc, cô có biết mình đã làm sai điều gì không? À. Tôi đã làm gì sai? La Hiểu Man khó hiểu. Trương Nguyệt và những người khác cũng rất tò mò. Họ không làm gì cả. Bốp, Trịnh Húc lại tát. La Hiểu Man mặt sưng lên, anh Trịnh, tôi thật sự không biết mình đã làm sai cái gì. Hu, La Hiểu Man khóc. Những người khác có mặt cũng rất tò mò. Trịnh Húc lạnh lùng nói, các người có biết ai đã mua tất cả xe của Audi không? Đúng vậy, đơn hàng một lần hơn 700.000 tỷ đồng. La Hiểu Man cùng Trương Nguyệt nhân đạo nói. Vậy để tôi nói cho cô biết một điều, cửa hàng đầu tiên mà anh ấy đến là cửa hàng Mercedes-Benz của chúng ta. Trịnh Húc rồng lên một cách điên cuồng. Cái gì? Sắc mặt La Hiểu Man và Trương Nguyệt thay đổi rõ rệt. Những người khác cũng bị sốc. À, chủ nhân thực sự đã đến thăm cửa hàng của chúng ta. Vậy tại sao lại không mua xe? La Hiểu Man và Trương Nguyệt tò mò hỏi. Tại sao anh ấy không mua xe? Cô không thắc mắc sao? Khi có người đến mua xe, cô chặn họ ở cửa không cho vào. Làm sao họ mua được xe, lại còn mắng người khác là tội nghiệp? Bùm, sau khi nghe tin này, La Hiểu Man và Trương Nguyệt như bị sấm sét đánh trúng. Thật, hôm nay họ dùng sự kiện để xua đuổi rất nhiều người đến xem xe. Nhưng ai có thể ngờ rằng bên trong lại có một người lớn. Chủ sở hữu số tiền lớn, người mua tất cả hàng tồn kho cùng một lúc. Cả hai chết lặng. Cô đã làm chuyện ngu xuẩn. Tôi nóng lòng muốn giết cô. Cô có biết cô làm sai cái gì không? Cô đã giết tôi, Trịnh Húc giống lên. Lúc này, cửa hàng Audi ồn ào. Một nhóm người đi ra bao quanh một người. Ngay cả tổng đại lý Long Phi cũng ở đó cười cùng anh ấy. Anh ấy đã ra ngoài. Không biết là ai hét lên, mọi người nhìn sang. Trịnh Húc lập tức chào hỏi, cúi người như một con chó. Trịnh Húc bối rối chạy về phía trước. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Quân Lâm thì sửng sốt. Xin chào, thưa anh, tôi đã xêu tôi không nghiêm trong kỷ luật. Trịnh Húc gần như quỳ xuống trước Diệp Quân Lâm.
Long Phi giới thiệu với Diệp Quân Lâm, anh Lâm, đây là Chính Húc, tổng đại lý của cửa hàng bên cạnh. Diệp Quân Lâm vô cảm sau khi nghe điều này, nhìn thấy Diệp Quân Lâm như vậy, Chính Húc gần như sợ chết khiếp. Điều này thực sự đang xúc phạm một ông lớn. Anh Lâm đáng kính, tôi đã biết rõ sự việc rồi. Là lỗi của tôi không nghiêm kỷ luật, không ngờ lại có một người không có tư cách như vậy. Tôi xin lỗi anh. Ngay sau đó, anh ta kéo La Hiểu Man và Trương Nguyệt đến trước đám đông. Diệp Quân Lâm nhìn La Hiểu Man và Trương Nguyệt từ từ. La Hiểu Man và Trương Nguyệt cũng nhìn sang, nhìn thoáng qua, hai người họ gần như ngắt đi vì sợ hãi. Bởi vì bao quanh một nhóm người là Diệp Quân Lâm, hóa ra người đã mua hơn 200 chiếc trong một lần hóa ra là Diệp Quân Lâm. Anh ấy thực sự đến để mua một chiếc xe hơi. Sự lựa chọn đầu tiên là cửa hàng của họ. Cuối cùng, anh ấy đột ngột bị mắng bởi chính mình. Huyết áp của hai người đều tăng lên, đôi mắt của họ tối sầm lại, và họ gần như ngắt đi. La Hiểu Man không thể tưởng tượng được tiền của Diệp Quân Lâm ở đâu ra. Những người này kinh hãi. Đôi mắt của Diệp Quân Lâm thật khủng khiếp, đúng không? Tất cả trái tim bọn họ muốn khóc. Anh à, sao anh lại là một tên giàu có như vậy? Anh nên mặc một thương hiệu nổi tiếng, nhưng nhìn Diệp Quân Lâm quá thấp kém, giống hệt như những thứ không thể mua. Mọi người không thể nghĩ rằng anh ấy là chủ giàu có thực sự. Thật sự hối tiếc, rất hối hận. Lúc này đám người Trương Nguyệt oán hận nhìn La Hiểu Man, nếu La Hiểu Man không từ đằng sau chửi bới Diệp Quân Lâm, bọn họ đã tuyệt đối không đi theo như vậy. La Hiểu Man đã sợ hãi. Lúc này, Diệp Quân Lâm nói, tôi không chấp nhận một lời xin lỗi. Bùm! Trịnh Huệ kinh hãi, đây là vấn đề, phạm tội vô hình này có khả năng mang lại sự hủy diệt cho anh ta. Anh ta ngay lập tức nói, anh Lâm, tôi hứa sẽ sa thải ngay lập tức La Hiểu Man, Trương Nguyệt và 8 nhân viên khác. Bất kỳ công ty hoặc cửa hàng nào liên quan đến Mercedes-Benz sẽ không bao giờ thuê bọn họ. La Hiểu Man và Trương Nguyệt cả hai sắp ngất xỉu, điều này đang phá vỡ tiền của họ, những công việc lương cao đã biến mất. Cô ta biết rằng La Hiểu Man có hàng triệu triệu mỗi năm. Những người khác có hàng triệu, đây chỉ đơn giản là hình phạt lớn nhất. Tôi thông báo rằng các đơn vị liên quan đến Audi sẽ không thuê La Hiểu Man. Long Phi nhân cơ hội nói. BMW chúng tôi sẽ không bao giờ thuê những người này. Porsche của chúng tôi sẽ không bao giờ thuê những người này. Trong một thời gian, tất cả các thương hiệu xe hơi trên phố đều bày tỏ ý kiến của mình. Mặt của La Hiểu Man và Trương Nguyệt đen lại, điều này tương đương với việc họ bị chặn bởi toàn bộ ngành. Ít nhất không có cách nào tồn tại ở Tô Châu và Hàng Châu. Diệp Quân Lâm diễu cọt liếc nhìn La Hiểu Man, ánh mắt của cô cũng có thể nhìn nhầm. Nghe xong, La Hiểu Man và Trương Nguyệt lập tức tới trước mặt Diệp Quân Lâm, quỳ trên mặt đất cầu xin thương xót, anh Lâm, chúng tôi đã sai. Bây giờ, xin hãy tha thứ cho chúng tôi. Diệp Quân Lâm phớt lờ cô ấy và bỏ đi. Tiếng khóc của La Hiểu Man vang lên khắp phó. Lại đây, vứt những thứ rác rưởi này đi. Trịnh Húc hét lên. Hôm nay, một cảnh tượng kỳ diệu đã xuất hiện trước tòa nhà văn phòng của tập đoàn Vân Đình. 200 chiếc xe Audi mới được đưa đến và đặt ngay ngắn trên quảng trường, cảnh tượng khá hoành tráng. Máu chốt là những người trong cuộc của Vân Đình không biết chuyện gì đang xảy ra. Mọi việc nhanh chóng khiến Phương Tử Tình hoảng hốt. Phương Tử Tình vội vã đi xuống cùng với một nhóm giám đốc điều hành. Một số xe tải vẫn đang dỡ những chiếc Audi vào quảng trường. Phương Tử Tình nhanh chóng hỏi, có chuyện gì vậy? Ông ta nói, người phụ trách cửa hàng Audi nói rằng một ông chủ lớn đã đặt hàng hơn 200 chiếc Audi cùng một lúc và yêu cầu chúng tôi gửi nó đến Vân Đình. Những người khác, tôi không biết cô có phải không? Sếp lớn, tại sao anh ấy lại mua nhiều xe như vậy? Phương Tử Tình và những người khác càng khó hiểu hơn. Vấn đề là bạn không biết ai đã mua nó. Lúc này, Giao Vũ Tường chạy ra ngoài. Chúng ta được ông chủ lớn mua cho. Nghe xong lời của Giao Vũ Tường, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Họ không thể hiểu được phong cách của ông chủ lớn này. Tại sao anh ấy lại mua nhiều xe như vậy? Lúc này, một chiếc Audi A8 chạy qua. Người bước xuống xe là Kỳ Lân. Chủ tịch Lân, mọi người lần lượt chào hỏi. Anh ta thấy rằng hầu hết tất cả các giám đốc điều hành của Vân Đình đều ở đó. Kỳ Lân nói. Vì tất cả mọi người đều ở đây. Tôi sẽ thông báo một điều tập đoàn Vân Đình sắp triển khai hệ thống khen thưởng, thưởng dựa trên hiệu suất. Dù là giám đốc điều hành hay nhân viên, miễn là có thành tích xuất sắc, sẽ có phần thưởng.
giải thưởng cho mọi người có thể thấy và chúng tôi sẽ trực tiếp thưởng chiếc xe. Số lượng ô tô Audi đỗ trong quảng trường là hơn 200 chiếc. Chỉ cần mọi người làm việc chăm chỉ là rất có khả năng, thậm chí chiếc xe thể thao Audi R8 sẽ là của mọi người. Đương nhiên, khi thưởng xong, nếu không muốn có xe hơi, có thể quy đổi thành tiền mặt. Nghe nói tương lai sếp lớn còn có kế hoạch thưởng nhà, biệt thự khi mọi người tạo ra lợi nhuận cho công ty sẽ mang đến cho mọi người cả tương lai. Ngay sau khi Kỳ Lân thông báo điều này. Được rồi, toàn bộ tập đoàn Vân Đình sắp sôi trào. Điều này là rất thú vị. Xe thưởng trực tiếp, quá tự hào, các nhân viên đang nhìn gì? Triển vọng của công ty có một chút xa. Ngay bây giờ, đây là tiền lương, phúc lợi và tiền thưởng. Rõ ràng, hệ thống khen thưởng này đã đánh trúng tâm lý của nhân viên. Mọi người nắm chặt tay và nguyện làm việc chăm chỉ. Trong một công ty như vậy, có một tương lai. Vì công ty mới thành lập nên chưa có nhiều bộ phận làm nên thành tích. Mọi người đã xem kết quả của bộ phận kỹ thuật chưa? Vì vậy, sếp lớn đã quyết định trao tặng 15 chiếc ô tô cho bộ phận kỹ thuật, Kỳ Lân tuyên bố. Lúc này bộ phận kỹ thuật đã hoàn toàn sôi sục. Giao Vũ Tường cũng rất vui, nước mắt giàn giụa. Người khác nhìn anh ta mà ghen tị, trong lòng muốn đấu tranh càng thêm quyết tâm. Chúng tôi cũng muốn mang lại lợi ích cho công ty, và chúng tôi cũng phải được thưởng xe hơi. Tôi muốn có được chiếc xe thể thao đắt tiền nhất. Các nhân viên bắt đầu phát biểu ý kiến. Nếu các nhân viên được so sánh với các chiến binh, họ là một nhóm hỗ gầm và sói. Phương Tử Tình nhìn thấy tinh thần của nhân viên làm việc hăng say, cô thầm thở dài, ông chủ bí ẩn này thật sự rất kinh người. Anh ấy có thể giành được trái tim của mọi người chỉ trong một lần. Trong tương lai, những lợi ích bổ sung mà công ty mang lại sẽ vượt xa những phần thưởng này. Điều đáng sợ nhất là ông chủ không bao giờ xuất hiện. Đúng lúc này, Diệp Quân Lâm đang vội vã đến quảng trường Ngân Hải. Anh ấy mua hơn 200 chiếc ô tô, nhất định không phải vì tức giận. Anh ấy ở đây để thưởng cho nhân viên. 30 chiếc xe được chuyển đến biệt thự nơi người Thanh Long sinh sống. Còn 10 cái nữa cho James. Trước quảng trường Ngân Hải, Lý Tử Nhiễm chán nản đứng bên đường, vì vừa rồi chiếc xe nhỏ của cô ấy bị hỏng. Bộ phận bảo trì đã đến và nói rằng chiếc xe cần hơn 35 triệu để sửa chữa. Chiếc xe của cô ban đầu là hơn 100 triệu, vì vậy việc sửa chữa thực sự không đáng. Đã đến lúc mua xe, Lý Tử Nhiễm lẫm bẩm một mình. Lúc này đang là giờ cao điểm, bắt taxi bên đường quá khó. Lúc này, một chiếc xe ô tô đột nhiên dừng lại bên cạnh Tử Nhiễm. Cửa sổ bị cuốn xuống, một người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống, cười nói, người đẹp, cô đi đâu vậy? Tôi sẽ tiễn cô. Không cần, cảm ơn anh. Lý Tử Nhiễm từ chối trực tiếp. Đừng coi tôi là người xấu, tôi không phải kẻ xấu. Tôi cũng làm việc ở quảng trường Ngân Hải, trong tập đoàn Đại Phong bên cạnh công ty của cô. Hãy làm quen với tôi là phó giám đốc bộ phận mua hàng của tập đoàn Đại Phong. Anh ta đi xuống. Đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp. Anh ta đã quan sát cô ấy trong một ngày hôm nay, và chỉ nhân cơ hội để bắt chuyện. Anh ta còn khoe khoang với đồng nghiệp rằng nhất định phải lây được Tử Nhiễm. Cô ấy nhã nhặn, cầm lây danh thiếp. Cô Nhiễm, làm ơn, ở đâu, tôi sẽ xem cho cô. Anh ta liếc nhìn nà ca ên tệ binh Paon 30. T0D2 Kilo Henry G chiếc xe và mỉm cười, đây là mẫu Tesla mới của tôi. Chiếc xe rất thoải mái và phù hợp với cô. Không, tôi sẽ bắt taxi thôi. Lý Tử Nhiễm vẫn từ chối. Tôi sẽ tiễn cô đi, vì cô là hàng xóm, cô sợ gì? Anh ta chuẩn bị đưa tay kéo Tử Nhiễm. Bíp bíp, đúng lúc này, từ bên đường vang lên một tiếng còi lớn. Lý Tử Nhiễm và Tiếu Nguyên bắt chợt đều ngẩn người, nhìn về phía xe. Audi 7 rupee Ấn Độ. Gần 3 tỷ cho một chiếc xe. So với chiếc Tensa mà Tiếu Nguyên đang lái thì đẳng cấp phải vượt hơn tận vài bậc. Xe kính xe dần hạ xuống, lộ ra gương mặt quen thuộc. Diệp Quân Lâm nhìn Lý Tử Nhiễm, dịu dàng nở nụ cười. Vợ, em thất thần cái gì vậy, còn không mau lên xe hai. Lý Tử Nhiễm như bừng tỉnh, vội vàng mở cửa xe bước vào. Mà Tiếu Nguyên lúc bấy giờ dường như vẫn chưa thể tin nổi vào mắt mình. Người phụ nữ này không chỉ đã kết hôn. Mà còn kết hôn với người đàn ông giàu có đến như vậy. Tùy tiện lại một chiếc xe thôi đã gần mấy tỷ rồi. Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả. Đôi mắt Tiếu Nguyên lóe lên tia tham lam cuồng vọng, tính toán chuyện sớm muộn gì cũng sẽ lên giường với Lý Tử Nhiễm. Về phần Lý Tử Nhiễm,
Cô ngồi trong xe, hiếu kỳ nhìn nội thất được bày trí xung quanh, không ngừng cảm thán. Chiếc xe này không phải quá mức xa xỉ rồi đấy chứ. Quả nhiên là xe xịn mà. Diệp Quân Lâm, anh thuê xe ở đâu vậy? Một ngày hẳn là tốn nhiều tiền lắm. Lý Tử Nhiễm vốn dĩ không tin đây là xe mà Diệp Quân Lâm mua. Anh nhìn cô, bật cười. Vợ à, đây là xe anh mua cho em đó. Không phải ngày trước em nói, hiện tại anh làm theo rồi hay sao? Cái gì cơ, anh nói thật hay đùa đấy? Cô ngạc nhiên xen lẫn bối rối nhìn anh. Diệp Quân Lâm không nhiều lời giải thích, chỉ đưa bản hợp đồng ra trước mặt Lý Tử Nhiễm. Em xem qua đi, đây là thủ tục mua bán xe. Lý Tử Nhiễm nhìn dòng chữ thẳng thớm được in trên giấy, mắt ngày càng mở to. Diệp Quân Lâm nói thật, đây chính là xe mà anh mua cho cô. Chồng ơi, em cảm ơn anh. Lý Tử Nhiễm vô cùng cảm động, đôi mắt hấp háy, chủ động dướn người hôn Diệp Quân Lâm. Anh tranh thủ cơ hội, muốn chủ động biến khách thành chủ nhưng liền bị cô bắt bài, nhỏ giọng kêu lên. Nè, anh đừng có phá chứ. Đèn đỏ rồi kìa ồ. Thật là, phải tuân thủ luật giao thông rồi. Diệp Quân Lâm bát đắc dĩ, chỉ có thể đành tiếp tục tập trung lái xe. Mà chuyện Lý Tử Nhiễm được mua xe cho rất nhanh mọi người trong nhà họ Lý đều biết. Triệu Nhã Lan cùng Lý Văn Uyên sau khi biết tin đều vội vàng chạy đến xem. Ba mẹ, con cũng đã đặt mua xe làm quà cho hai người rồi ạ, đợi chút nữa nhân viên sẽ đem tới sau. Thấy ba mẹ Lý Tử Nhiễm, Diệp Quân Lâm khẽ thở dài, suýt nữa thì anh đã quên mất hai người bọn họ rồi. Vài giây sau, Diệp Quân Lâm nhanh chóng liên hệ với Phó Vũ Tường, bảo đối phương nhanh chóng chuẩn bị hai chiếc xe trị giá 1 tỷ mỗi chiếc mang đến đây. Khoảng nửa tiếng sau, hai chiếc Audi đã được mang tới Hoa Viên Phương Đông, tất cả thủ tục đều được hoàn tất đầy đủ, bất cứ khi nào cũng có thể sử dụng xe ngay. Lý Văn Uyên cùng Triệu Nhã Lan nôn nóng đến mức chẳng thèm ăn cơm, lập tức đi xuống lầu. Trông thấy hai chiếc xe mới ở ngay trước mặt, cặp vợ chồng yêu thích không nỡ rời tay, liên tục sờ soạng khắp nơi. Mà Lý Tử Nhiễm lúc này vẫn đang bận nghiên cứu chiếc xe mà Diệp Quân Lâm mua cho mình. Đúng lúc, Phương Tử Tình vừa tan làm trở về. Nhìn thấy dáng vẻ hồ hởi của mọi người, cô không nhịn được tủm tỉm cười. Chú với cô, cả Tử Nhiễm nữa. Mọi người đang làm gì vậy ạ? Con dễ vừa mới mua xe cho mọi người đấy. Lý Văn Uyên kiêu ngạo ưỡn ngực trả lời. Phương Tử Tình bấy giờ mới liếc mắt nhìn sang ba chiếc Audi. Đây không phải là xe thuộc công ty của cháu sao? Phương Tử Tình theo phản xạ bật ra câu hỏi. Lý Tử Nhiễm nghe vậy liền thắc mắc, sau đó được Phương Tử Tình kể lại mọi chuyện. Sao thế, có chuyện gì vậy? Ngày hôm nay bộ phận kỹ thuật được thưởng lớn, hơn khoảng chục chiếc xe hơi. Mà Phó Vũ Tường là đội trưởng đội kỹ thuật, đương nhiên phải hưởng nhiều đặc quyền hơn cả. Mà anh ấy đối xử với Diệp Quân Lâm rất tốt, nếu không có Phó Vũ Tường, làm sao Diệp Quân Lâm có thể trở thành nhân viên của tập đoàn Vân Đình được chứ? Vậy cho nên ý cậu là Phó Vũ Tường vì tình nghĩa bạn bè với Diệp Quân Lâm mà đem tặng anh ấy cả ba chiếc xe sao? Rõ ràng là vậy rồi. Dù sao thì chuyện này tốt nhất cậu nên giữ bí mật, nếu để những nhân viên khác biết, e rằng họ sẽ thất vọng lắm. Dù sao Diệp Quân Lâm mỗi ngày đều không phải làm công việc nặng nhọc gì, đột nhiên lại được thưởng tận cả ba chiếc xe. Suy cho cùng thì ngay cả Phương Tử Tình cũng cảm thấy bất công. Dựa vào cái gì mà Diệp Quân Lâm chẳng phải động tay động chân trong công việc vẫn ngang nhiên có được ba chiếc xe, trong số đó còn có một chiếc trị giá hơn 3 tỷ. Ngay cả cô còn cảm thấy bất mãn thì huống gì là các nhân viên khá. C. Lý Văn Uyên nghe toàn bộ câu chuyện, trong nháy mắt biểu cảm trên gương mặt liền kém đi rất nhiều. Vốn ông cứ tưởng rằng con dễ sự nghiệp khởi sắc, không muốn để gia đình nhà vợ thua kém mọi người. Trong nháy mắt phung tiền mua xe khiến cả nhà đều nở mày nở mặt. Không nghĩ đến chuyện, Diệp Quân Lâm có được ba chiếc xe này là dựa vào tình nghĩa bạn bè với Phó Vũ Tường. Nghĩ đến việc mở xe rồi ngang nhiên sử dụng, Lý Văn Uyên lại cảm thấy cả người bứt rứt khó chịu. Biết làm sao được, dù gì thì cũng chẳng phải xe do con dễ mình mua. Hơn nữa còn phải cật lực giấu đi cái bí mật này, càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng như nghẹn lại. Cô chú đừng suy nghĩ nhiều. Dẫu sao thì đây là tình cảm mà Diệp Quân Lâm dành cho hai người. Mọi người cứ tùy ý sử dụng, bên cháu đương nhiên hoàn toàn đồng ý về việc này, không có vấn đề gì cả. Được vậy thì tốt quá. Sau khi nhận được cái gật đầu từ Phương Tử Tình, hai vợ chồng nhà họ Lý mới cảm thấy nhẹ nhõm không ít, tuy nhiên trong lòng lại nổi lên bất mãn với Diệp Quân Lâm.
chuyện này nếu lộ ra ngoài, người mất mặt chính là bọn họ. Cũng may, có Phương Tử Tình kịp thời xuất hiện nhắc nhở. Mà thời điểm này Diệp Quân Lâm đang dùng bữa, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Thấy ba mẹ chồng trở về liền vội hỏi. Ba mẹ, hai người thấy xe rồi có thích không ạ? Về sau đừng làm những chuyện mất mặt như vậy nữa. Lý Văn Uyên lớn tiếng tức giận, ngay cả Triệu Nhã Lan cũng ồn ào hùa vào theo. Đúng đó, tấm lòng của con, ba mẹ xin nhận. Nhưng chuyện lần này mẹ không muốn có lần thứ hai xảy ra, người ngoài mà biết được thì phải giấu mặt mũi vào đâu đây? Diệp Quân Lâm ngớ người, thận trọng hỏi lại. Sốt cuộc là có chuyện gì vậy ạ? Lý Tử Nhiễm dịu dàng hỏi anh. Xe này có phải do Phó Vũ Tường đưa đến không? Đúng vậy. Quả nhiên là như thế. Sau khi nhận được câu trả lời từ Diệp Quân Lâm, cô bỏ dở câu hỏi, không tiếp tục giải thích thêm nữa. Một nhà ba người Lý Tử Nhiễm đều cho rằng lời Phương Tử Tình nói là sự thật, về phía Diệp Quân Lâm thì anh vẫn mắc kẹt trong mớ hỗn độn, chẳng tài nào hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Sáng hôm sau, Lý Tử Nhiễm cùng ba mẹ mình đã lái xe đi làm từ rất sớm, Diệp Quân Lâm khi ra tới cổng liền đụng mặt Phương Tử Tình. Cô liếc mắt nhìn anh, nói lời ẩn ý. Xem ra anh cũng có chừng mực đấy nhỉ, ít nhất thì không phải loại lòng tham vô đáy, chỉ muốn vơ vét cho bằng hết. Ý cô là gì? Tôi còn tưởng anh phải lái một chiếc Audi đi làm nữa cơ. Phương Tử Tình nhếch môi châm chọc mà Diệp Quân Lâm chỉ khẽ nở nụ cười lịch sự đáp lại, không trả lời. Cô lái xe rời đi cũng là lúc anh bắt đầu chạy bộ ra ngoài. Những ngày qua, Diệp Quân Lâm đều chạy bộ để đi làm. Đây chính là thói quen đã có từ khi anh hoạt động trong quân ngũ, hiện tại nếu không chạy cả người đều cảm thấy khó chịu uể oải. Hoa viên Phương Đông là khu vực với nhiều khuôn viên nhỏ, cây cối rậm rạp xanh khu vực này đối với người có đam mê chạy bộ như Diệp Quân Lâm chính là một loại hưởng thụ vui vẻ. Mà ở gần khu những tòa nhà cao ốc nối sát nhau hiện tại đang bị cách ngăn bởi một vòng đai lớn. Tránh đường, nơi này đã bị phong tỏa. Muốn chạy bộ thì dễ sang lối khác mà chạy. Lúc này Diệp Quân Lâm đã chạy đến trước mặt đội vệ sĩ, trong tay bọn họ còn cầm cả dây xích để dẫn dắt đám chó nghiệp vụ. Những người chạy bộ hoặc chỉ đơn giản là đi dạo xung quanh, toàn bộ đều bị đuổi đi hết. Diệp Quân Lâm nhìn sau lưng nhóm vệ sĩ, có người giơ máy quay phim, có người cầm đạo cụ chiếu sáng, còn lỉnh kỉnh cả máy tính các kiểu, chấm xem chừng là đoàn đội của một ngôi sao nổi tiếng. Thu hút ánh nhìn nhát chính là một cô gái xinh đẹp đang được bốn người đàn ông cơ ơ to lực lưỡng vây quanh, nâng cô đi từng bước, bằng không rất có thể cô gái này sẽ không chịu di chuyển. Anh còn nghe cả tiếng cô ta tức tối la mắng. Mấy người có thể đi chậm một chút được không hả? Đúng là tức chết tôi mà, cái đám người ngu xuẩn khó dạy dỗ này. Thậm chí, đối phương còn tùy tiện vứt cả vỏ chuối xuống đường. Bên cạnh anh dường như có người nhận ra cô gái này, kinh ngạc hô hoán. Đây không phải là Tiểu Linh Nhi sao? Cô ấy trong mấy đoạn phỏng vấn tuyên truyền tôi thấy vô cùng lịch sự lễ phép, không nghĩ tới ở ngoài lại là dáng vẻ chanh chua thế này. Đúng vậy, Tiểu Linh Nhi mà tôi biết luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng cười nói, sao tính cách hiện tại lại xấu đến vậy chứ? Mọi người đều cảm thấy khó tin trước hình ảnh một Tiểu Linh Nhi như vậy. Ha ha, nhiều ngôi sao nổi tiếng bây giờ đều thế cả. Trên truyền hình thì ra vẻ đàng hoàng. Thực chất tính cách vừa kém cỏi vừa xấu xa. Những gì mà mấy người chứng kiến qua truyền hình hay phỏng vấn đều chỉ là hình tượng được xây dựng mà thôi. Có người cười ha hả, trực tiếp lên tiếng vạch trần. Diệp Quân Lâm lúc bấy giờ đang cảm thấy khá tức giận. Ngay cả người nổi tiếng cũng muốn sử dụng đặc quyền. Đuổi hết mọi người đi. Công viên chẳng phải là khu vực dành cho cộng đồng hay sao? Vào đúng lúc này, nhóm vệ sĩ đã tiến đến trước mặt Diệp Quân Lâm. Nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, mau lên, cậu đứng đây nhìn cái gì vậy hả? Diệp Quân Lâm đứng im không nhúc nhích, ngày hôm nay, anh tuyệt đối sẽ không nhường đường, bọn họ là ai mà lại tự cho mình cái quyền phong tỏa khu vực này? Thời điểm vệ sĩ đanh mặt nỗi cơn tức giận vô tình khiến Tiểu Linh Nhi chao đảo. Cô nhắc tay tát vào mặt đối phương, thanh âm lanh lảnh. Đầu óc anh bên trong chỉ chứa toàn phân thôi hay sao hả? Làm cái gì vậy? Suýt chút nữa thì té chết tôi rồi. Xin lỗi, vừa nãy là do tôi không cẩn thận trượt chân du tên vệ sĩ không ngừng cúi đầu xin lỗi nhưng Tiểu Linh Nhi vẫn không chịu bỏ qua, liên tục tát vào mặt đối phương thêm vài cái nữa mới thôi.
Mọi người xung quanh vô tình chứng kiến một màn này, trong lòng đều cảm thấy tức giận thay cho người bị đánh. Cô gái này, tính tình quả thật khó hầu hạ. Vệ sĩ suýt trượt chân, Tiểu Linh Nhi không những mắng mỏ đối phương, thậm chí còn tát không ngừng nghỉ. Có vài người bất bình lấy điện thoại ra vừa quay vừa chụp, ý đồ lan truyền đi tin tức cùng hình ảnh để mọi người nhận ra được bộ mặt thật của cô ta. Tiểu Linh Nhi vừa liếc mắt nhìn sang liền phát hiện không ít người đang không ngừng quay chụp mình. Cô tức giận cau mày, trực tiếp chỉ tay. Ai cho các người tự ý chụp? Ai cho các người tự ý quay phim hả? Đúng là muốn chết mà. Chị Lan, chị mau ra xem bọn họ ngay cho em đi. Đem hết điện thoại đập nát, cái nào có video thì trực tiếp tịch thu lại, tuyệt đối không để cho đám người này phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Quản lý Trương Mỹ Lan nghe lời Tiểu Linh Nhi, nghiêm giọng hét lên. Đập vỡ toàn bộ điện thoại, thu vào toàn bộ video, tuyệt đối không cho bất kỳ ai gửi đi. Mười mấy vệ sĩ nghe vậy lập tức chạy đến chỗ những người đang vây xem, cướp lấy điện thoại hung hăng ném xuống đất, động tác vô cùng quyết tuyệt. Mọi người vừa giận vừa hoang mang nhưng chẳng ai dám hé miệng nói câu nào. Đối phương chính là người nổi tiếng, bọn họ hoàn toàn không trêu chọc nổi. Nhưng có một người cao to lực lưỡng từ đầu đến cuối luôn nắm chặt điện thoại trong tay, hai tên vệ sĩ có phí sức cỡ nào cũng chẳng thể lấy được. Đối phương tức giận gào ầm lên. Làm gì, mấy người làm gì vậy? Mấy người có biết cướp điện thoại người khác là hành vi phạm pháp không hả? Hừ, phạm pháp, nói cho cậu biết, ở đây chúng tôi chính là luật pháp. Vài tên vệ sĩ thấy vậy liền tiến tới hỗ trợ, trực tiếp giữ chặt đối phương, sau đó đem điện thoại trong tay cậu ta ném xuống đất vỡ tan tành. Đối phương nghiến răng nghiến lợi, liên tục chỉ trích. Mấy người phải bồi thường điện thoại cho tôi, bằng không thì phải đưa ra được lý do hợp lý, chuyện này tôi tuyệt đối không để yên đâu. Tiểu Linh Nhi nghe vậy liền liếc mắt nhìn người đàn ông, trực tiếp ra lệnh. Đánh hắn cho tôi. Đám vệ sĩ nghe lệnh lập tức nhào đến xô người đàn ông ngã xuống đất, vùng nắm đấm chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một thanh âm lạnh nhạt nghiêm nghị vang lên. Dùng tay. Đám vệ sĩ bất giác khựng lại, ngoái đầu nhìn ra phía sau. Người lên tiếng không ai khác chính là Diệp Quân Lâm. Người nổi tiếng lại có tính cách kém như vậy. Cho hỏi, phía sau lưng cô là đoàn đội hay công ty nào hậu thuẫn, phụ trách chống lưng vậy hả? Diệp Quân Lâm nhếch môi châm chọc, Tiểu Linh Nhi nghe vậy, cả người lập tức đỏ bừng lên vì tức giận. Tông giọng cũng nâng cao theo. Anh là cái thá gì? Ở đây hoàn toàn không có việc của anh, đừng có trỏ mõ vào. Tôi khó chịu nhất là khi thấy những chuyện không công bằng như vậy. Chuyện này tôi không những phải xen vào, mà còn phải làm cho ra Ngô ra khoai tới cùng. Diệp Quân Lâm nhả chữ, từng câu từng từ đều chắc như đỉnh đóng cột. Được, anh đã không có não lại còn hay thích lo chuyện bao đồng, tôi sẽ cho anh với tên này được dịp mở mang tầm mắt. Dạy dỗ một phen. Tiểu Linh Nhi phẩy tay, đám vệ sĩ đồng loạt nở nụ cười đáng sợ. Quát con, ông cho mày nếm thử mùi chó dữ như thế nào. Xông lên cắn hắn cho tao. Bọn họ buông lỏng dây xích trong tay, một đám chó dữ đều gầm gừ, chuẩn bị tư thế, dường như trong một giây liền trực tiếp nhào đến ngoạm cổ mục tiêu. Chỉ có điều, ánh mắt Diệp Quân Lâm bắt chi bất giác lộ ra vẻ lạnh lùng thấu xương, khí thế áp đảo đến dùng mình. Khiến mọi người xung quanh ngạc nhiên nhất chính là đám chó dữ mới phút trước còn ồn ào sủa loạn, hiện tại đã ngoan ngoãn nằm yên, thân thể chúng không ngừng run rẩy. Diệp Quân Lâm ở trên chiến trường sông pha qua biết bao trận mạc, số người chết dưới tay anh nhiều không sao kể xiết, đích thực là một cỗ máy chiến tranh hạng nặng. Trên người anh, luôn phát ra sát khí. Đây chính là khí thế được tôi luyện trên chiến trường qua suốt bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng. Những con vật này vốn dĩ giác quan so với con người đều nhạy cảm hơn chục lần, đương nhiên sẽ cảm thấy sợ hãi. Đừng nói loài chó, ngay cả sư tử hay cọp vằn hung dữ khi cảm nhận được sát khí trên người Diệp Quân Lâm đều theo bản năng nằm rạp xuống đất, chỉ hận không thể thờ phụng cúng bái anh. Bởi vì bọn chúng không chỉ nhận thấy được sát khí trên người Diệp Quân Lâm mà còn thấu cảm rõ đối phương hung hãn, tuyệt tình sát phạt đến mức nào. Cái gì? Tiểu Linh Nhi và đám vệ sĩ nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhất thời đều ngắn người ra. Mấy con chó này, rốt cuộc là làm sao vậy? Mấy người còn đứng ngây như phỗng ra đó nữa hả? Mau đánh chết hắn cho tôi. Tiểu Linh Nhi và Trương Mỹ Lan đồng thanh hô lên. Lập tức, mười mấy tên vệ sĩ đều xông về phía Diệp Quân Lâm. Uỳnh uích, uỳnh uích. Diệp Quân Lâm tung từng đòn một,
Chưa đầy 30 giây đám người kia đã nằm lăn lộn dưới đất, cuộn tròn thân thể kêu rên. Thanh niên này đúng là lợi hại mài. Tướng tá thân thủ giỏi quá đi mát. Những người xung quanh đều rào rào vỗ tay. Thể loại không xem ai ra gì này cần phải có người trừng trị chúng mới được. Xê Tiểu Linh Nhi lẫn trợ lý Trương Mỹ Lan đều cảm thấy sợ hãi. Diệp Quân Lâm đi đến trước mặt cô, trực tiếp kéo người từ trên cao xuống. Sao, chân bị tật đi không được à mà phải cần người nâng đỡ? Diệp Quân Lâm lớn tiếng hỏi thẳng, Tiểu Linh Nhi tính tình vốn ngang bướng, theo bản năng muốn gân cổ lên phản bác. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của anh, cả người đều rúm gió, ngoan ngoãn im lặng. Cô tên Tiểu Linh Nhi đúng chứ? Hiện tại mau xin lỗi mọi người đi, hơn nữa còn phải đền điện thoại cho bọn họ. Không. Hửm. Diệp Quân Lâm không chút kiêng nể ra điều kiện, Tiểu Linh Nhi vốn dĩ không chịu, tuy nhiên thời điểm nghe thấy thanh âm lạnh như băng của anh lập tức thay đổi thái độ, vội vàng cúi đầu. Xin lỗi. Trương Mỹ Lan thấy Tiểu Linh Nhi như vậy, đương nhiên thức thời cúi đầu theo. Xin lỗi mọi người. Mau đền bù thiệt hại cho mọi người đi. Diệp Quân Lâm hất cằm. Trương Mỹ Lan chỉ có thể cắn răng đi hỏi giá từng chiếc điện thoại, sau đó đền bù theo giá gốc. Mọi người ai nấy đều hân hoan vỗ tay. Hay lắm chàng trai trẻ. Trương Mỹ Lan bây giờ mới dám nhìn sờ nát phái Diệp Quân Lâm, run rẩy hỏi nhỏ. Bây giờ chúng tôi có thể rời đi được chưa ạ? Chờ chút, Tiểu Linh Nhi, mới đây cô và tập đoàn Vân Đình có mối hợp tác đúng chứ? Diệp Quân Lâm hỏi, vừa nghe vậy, trợ lý liền thay người của mình nhanh chóng trả lời. Đúng vậy, Tiểu Linh Nhi gần đây vừa ký xong bản hợp đồng với tập đoàn Vân Đình. Cô ấy là đại sứ tuyên truyền sản phẩm mới, đồng thời cũng là người phát ngôn. Tiểu Linh Nhi tò mò nhìn Diệp Quân Lâm, rầu môi lẩm bẩm. Cái này thì có liên quan gì đến anh chứ? Diệp Quân Lâm dịu dàng nở nụ cười, lời vừa nói ra nghe nhẹ như gió thoảng bên tai. Được rồi, vậy bây giờ tôi chính thức thông báo cho hai người biết. Hợp đồng hợp tác giữa cô và tập đoàn Vân Đình chính thức bị hủy. Tập đoàn Vân Đình chắc chắn sẽ không để cho một người đạo đức chưa đạt chuẩn như vậy làm đại sứ thương hiệu. Trương Mỹ Lan bật cười như thể đang nghe chuyện đùa. Ha ha, anh không cần làm tới mức như vậy chứ. Dựa vào đâu anh cho rằng tập đoàn Vân Đình sẽ hủy bỏ hợp đồng với Tiểu Linh Nhi? Bởi vì tôi chính là nhân viên trực thuộc tập đoàn Vân Đình, tôi hoàn toàn có đủ tư cách để hủy bỏ bản hợp đồng này. Xin nhắc nhở lại lần nữa. Tập đoàn Vân Đình sẽ không bao giờ ký hợp đồng với loại người thiếu đạo đức như thế này. Trương Mỹ Lan lịch sự duy trì nụ cười trên môi. Vậy anh cho phép tôi được biết tên nhé. Chuyện hôm nay chưa xong đâu. Nhớ kỹ, tôi tên là Diệp Quân Lâm. Nếu các người muốn, có thể đến tập đoàn Vân Đình tìm tôi bất kỳ lúc nào. Sau khi nói xong chuyện cần nói, Diệp Quân Lâm lập tức rời đi. Hai người phụ nữ chôn chân ở phía sau nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, ánh mắt đầy vẻ uất hận. Tiểu Linh Nhi ngay lúc này thật sự vô cùng muốn giết chết đối phương. Chị Lan, mau cho người điều tra thân phận của hắn. Em muốn hắn phải biến mất. Tiểu Linh Nhi trước giờ tính tình luôn hung hăng càn quấy, muốn gì được nấy, đây là lần đầu tiên cô bị làm cho bẽ mặt như thế này. Cô muốn Diệp Quân Lâm phải bốc hơi khỏi thế gian ngay lập tức. Trương Mỹ Lan nở nụ cười nham hiểm Linh Nhi, không phải đối phương đã tự dâng mình lên rồi sao? Hắn ta chính là nhân viên trực thuộc tập đoàn Vân Đình. Được rồi, vậy mau chóng thông báo lại với tập đoàn Vân Đình rằng em muốn hủy bỏ hợp đồng. Em muốn để tập đoàn Vân Đình phải hối hận đến chết mới thôi. Trương Mỹ Lan giơ ngón cái, tán đồng với cách làm của Tiểu Linh Nhi. Quả thật là ý kiến hay, coi như tập đoàn Vân Đình không giết chết hắn ta thì chắc chắn đối phương cũng sẽ bị sa thải. Tiểu Linh Nhi ánh mắt lóe lên tia oán độc. Đến lúc đó, chống mắt lên mà xem em sẽ làm cách nào dạy dỗ hắn. Đúng thời điểm, trực tiếp ra tay. Ngày hôm nay mặt mũi chúng ta thật sự là bị tên Diệp Quân Lâm đó phá hỏng hết cả rồi. Lúc này Phương Tử Tình đang tổ chức cuộc họp hàng ngày tại công ty. Đột nhiên, thư ký từ bên ngoài hớt hải chạy vào. Thưa giám đốc, có chuyện không hay rồi. Công ty giải trí Trường Phong vừa gọi điện đến nói Tiểu Linh Nhi muốn hủy bỏ hợp đồng với chúng ta. Phía bên đó nói rằng sẽ không để Tiểu Linh Nhi làm đại sứ thương hiệu và người phát ngôn nữa. Những quản lý cấp cao đang có mặt tại văn phòng, sắc mặt nhất thời đều trở nên khó coi. Mau liên lạc với trợ lý riêng của Tiểu Linh Nhi là Trương Mỹ Lan cho tôi ngay. Phương Tử Tình nhanh chóng tính toán,
Sau vài phút trôi qua, điện thoại cuối cùng cũng được kết nối. Đầu dây bên kia, Trương Mỹ Lan lạnh nhạt mở lời. Chẳng hay giám đốc Tử Tình tìm đến tôi có việc gì. Phương Tử Tình cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. Trợ lý Mỹ Lan, tôi muốn hỏi về chuyện hủy bỏ hợp đồng. Chẳng phải trước đó chúng ta đã thỏa thuận mọi thứ xong xuôi hết rồi sao? Ha ha, giám đốc Tử Tình không biết chút gì về chuyện này sao? Chẳng là có người tự xưng nhân viên của tập đoàn Vân Đình, chủ động muốn phá bỏ hợp đồng với chúng tôi. Chúng tôi cũng không còn cách nào khác, đâu thể mặt dày tiếp tục cầu cạnh tập đoàn Vân Đình hợp tác được. Vậy nên phía chúng tôi chỉ có thể làm theo lời đối phương, trực tiếp hủy bỏ hợp đồng mà thôi. Trương Mỹ Lan gằn giọng, mà phía đầu dây bên này thanh âm Phương Tử Tình đã trở nên gấp gáp. Cô có thể cho tôi biết là ai đã đề cập đến việc hủy bỏ hợp đồng hay không? Xin giám đốc Tử Tình nghe cho rõ, họ tên đối phương là Diệp Quân Lâm. Cậu ta không chỉ nói về chuyện hợp đồng mà còn đánh vệ sĩ chúng tôi bị thương, nghiêm trọng nhất chính là ngay trước mặt mọi người sỉ nhục Tiểu Linh Nhi. Vậy cho nên chúng tôi sẽ không tiếp tục hợp tác với tập đoàn Vân Đình thêm lần nào nữa. Quyết định vậy đi. Không để Phương Tử Tình phân bua thêm lời nào, Trương Mỹ Lan trực tiếp ngắt máy. Phương Tử Tình cả người mệt mỏi, lảo đảo ngồi xuống ghế. Mọi người thấy cô như vậy lập tức nhao nhao hỏi. Giám đốc, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Diệp Quân Lâm, cậu ta chủ động gây sự với Tiêu Linh Nhi. Hiện tại đối phương muốn hủy bỏ hợp đồng, không có ý định hòa giải. Phương Tử Tình tuyệt vọng ôm mặt, những quản lý cấp cao đều chau mày, lo lắng tôi nhìn anh nhìn tôi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ngày mai chính thức bắt đầu công cuộc tuyên truyền rồi. Phương Tử Tình chống tay đứng dậy, vẻ mặt đanh lại. Để tôi trực tiếp tìm người nói chuyện cho rõ ràng. Cô đi đến hành lang, vừa vặn nhìn thấy Diệp Quân Lâm. Phương Tử Tình tức giận, hoàn toàn không để ý đến hình tượng mà quát lên. Diệp Quân Lâm, anh xem anh đã làm ra chuyện tốt gì kia kìa. Có chuyện gì? Anh còn hỏi tôi có chuyện gì được nữa à? Anh trêu chọc Tiêu Linh Nhi, khiến cô ta nổi giận. Bây giờ công ty Trường Phong muốn hủy bỏ hợp đồng, chúng ta đào đâu ra đại sứ tuyên truyền sản phẩm đây? Phương Tử Tình tức đến mức cả mặt đều đỏ bừng lên. Diệp Quân Lâm nhếch môi. Tập đoàn Vân Đình chúng ta phải vô liêm sỉ tới mức nào mới phải dùng đến loại người như cô ta? Hủy bỏ hợp đồng sao? Càng tốt. Phương Tử Tình cau chặt mày, vẫn chưa hả giận. Anh có biết một khi Tiêu Linh Nhi hủy bỏ hợp đồng, chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu hay không hả? Chưa tính đến việc tuyên truyền đem lại kết quả như thế nào thì trước mắt chúng ta đã mất khoảng 70 tỷ rồi. Tôi nói cho cô biết, Tiểu Linh Nhi này không chỉ đạo đức kém mà còn không biết cách cư xử với người khác cho đàng hoàng, quả thật là hết thuốc chữa. Cô mời người như vậy tuyên truyền sản phẩm, chính là bôi cho chát chấu vào mặt tập đoàn Vân Đình. Diệp Quân Lâm đem chuyện vừa xảy ra kể lại đại khái cho Phương Tử Tình biết. Cô nghe xong liền nói. Chuyện như vậy xảy ra, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ rất tức giận. Nhưng đây chính là chuyện thường tình, mặt tối trong giới giải trí chính là như vậy. Chúng ta không thể nào nhúng tay vào được. Cái mà tập đoàn cần ở Tiểu Linh Nhi chính là hình tượng, danh tiếng và khả năng tiêu thụ doanh số bán hàng. Diệp Quân Lâm khẽ lắc đầu. Cô không hiểu ư, người như thế tuyên truyền chỉ đem lại hiệu quả nhất thời mà thôi, về lâu về dài chút danh tiếng đó của cô ta hoàn toàn không chống đỡ nổi. Hừ, làm gì có ai kinh doanh như anh chứ hả? Anh mới là đồ kém hiểu biết đấy. Phương Tử Tình tức giận mắng Diệp Quân Lâm. Sau đó xoay người rời đi. Anh thấy vậy thì gọi với theo cô. Này, cô tính đi đâu đó? Tôi sẽ gặp đối phương để thương lượng. Diệp Quân Lâm không tính toán để ý đến chuyện này nữa, đi đến bộ phận phòng kỹ thuật, vui vẻ châm trà hút thuốc. Công ty giải trí Trường Phong. Phương Tử Tình trực tiếp đến nơi, thái độ ôn hòa, khéo léo bày tỏ ý định muốn tiếp tục hợp tác với công ty. Nhưng thái độ đối phương từ đầu đến cuối vẫn luôn kiên quyết. Nhất định muốn hủy bỏ hợp đồng. Trừ khi Diệp Quân Lâm đến trước mặt tôi quỳ gối xin lỗi, sau đó tập đoàn mấy người trực tiếp sa thải anh ta. Bằng không, đừng hòng nói tới chuyện này thêm lần nào nữa. Tiểu Linh Nhi tỏ vẻ trịch thượng ban ơn, đưa ra cách giải quyết cho Phương Tử Tình. Trương Mỹ Lan bên cạnh cũng đanh giọng. Đúng, nhất định phải để cho cậu ta quỳ xuống xin lỗi. Phương Tử Tình hoàn toàn không còn cách nào khác, chỉ đành thỏa hiệp. Chuyện sa thải tôi có thể làm được nhưng về vấn đề xin lỗi, tôi cần phải nói chuyện rõ ràng với đối phương.
xin phép đi trước.